Phượng Vũ cũng có ở đó, nói thật lòng, cô ta cũng muốn hỏi. Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Kiếm tiền, nhiệm vụ của chúng ta là kiếm tiền, sao cứ nghĩ đến chuyện chúng độc thế nhỉ? Ba người họ không cho là đúng, xoay người đi, Triệu Bân đang thử độc, không thể quấy rầy hắn, tên này có bản lĩnh đến mức nào cơ chứ? Nói không chừng có thể thử ra độc, tìm được độc rồi thì giải độc là chuyện dễ dàng. Thế thì, La Sinh Môn sẽ khó chịu lắm. Nói không chừng, nhóm sát thủ của La Sinh Môn đều sẽ chạy tới tìm Triệu Bân giải độc, thế thì sẽ có được bao nhiêu nhân tình. Nếu kéo cả mạng lưới sát thủ của La Sinh Môn về tay, môn chủ La Sinh Môn sẽ càng khó chịu hơn. Bọn họ đi rồi, Triệu Bân vẫn còn lần mò. Độc đã xâm nhập vào khí lực, có thể cảm nhận rất rõ chúng ta tan rã từng chút một. Không biết thời gian trôi qua bao lâu hắn mới dừng lại, tiện tay cầm lấy giấy bút, nét chữ như rồng bay phượng múa. Nhất định phải có cỏ khô diệt. Tính gây nghiện đầy quỷ dị thế này, hoa hắc độc. Gặp máu sẽ tan ra, quả huyết sâm. Mỗi lần Triệu Bân kết thúc một câu, Triệu Bân sẽ viết xuống một loại nguyên liệu, đó là những thứ hắn vừa tìm thấy. Trong đan độc của La Sinh Môn chắc chắn có chứa những nguyên liệu này, cảm nhận càng nhiều thì sẽ càng dễ nhận biết đó là đan dược gì. Không được nữa thì tìm phương thuốc nhân gian để so sánh, không tìm được thì hỏi đan huyền. Nhưng hắn tin rằng mình có thể tìm được đó là loại độc gì, cũng tin chắc mình sẽ tìm được thuốc giải. Đó là tài năng thiên bẩm độc đáo của hắn, suy diễn. Khả năng suy diễn đó không chỉ áp dụng cho bí pháp, cũng có thể dùng cho đan dược. Thế nên mới nói hắn không trở thành luyện đan sư quả là lãng phí nhân tài, cũng tại hắn không có quá nhiều sức lực, nếu không nhất định phải thử một phen, đến một lúc nào đó, thành tựu chắc chắn không thua gì đan huyền. Khoảng 3 ngày sau hắn mới xuống núi. Thấy hắn xuống, rất nhiều người bên dưới sông tới, muốn biết được thành quả của Triệu Bân. Làm gì có chuyện thử ra độc dễ dàng như thế. Triệu Bân ho khan, nói cũng khá là khiêm tốn. Thật ra, hắn đã lần mò được chút đường lối, trong lòng đã có kế hoạch, thứ hắn cần là thời gian. May mà hắn theo Nguyệt Thần từng đó thời gian, cũng học hỏi không ít thứ, trong đó có rất nhiều thứ liên quan đến luyện đan. Hắn biết các phương thuốc dân gian. Biết được những ý nghĩa sâu xa của luyện đan, không hề ít hơn đan huyền. Làm theo khả năng của mình thôi. Đại trưởng lão Ma Gia vuốt chòm râu, cho lời khuyên. Triệu Bân là một mầm non tốt, tương lai sáng lạn không sao tả được, cứu người là tốt nhưng tổn hại căn cơ của mình sẽ là tổn thất rất lớn, dùng cơ thể của mình để thử độc La Sinh Môn không phải là một cách tốt. Lòng ta tự biết. Triệu Bân cười, tiện tay xách Tử Đô đi thẳng ra ngoài thành. Chậm trễ mấy ngày, cũng đến lúc đi lãnh tiền rồi, còn việc thử độc thì hắn có thể một công đôi việc, chẳng những thế, còn có thể tách một phần ý thức đi tìm hiểu bí pháp, cả Nguyệt Thân cũng phải khiếp sợ thiên phú của hắn, tất nhiên không phải ai cũng làm được. Bên ngoài sắp náo nhiệt rồi. Cao thủ Ma Gia thổn thức nói, có thể tưởng tượng được những cảnh tượng đó. Bọn họ cũng không nhàn rỗi, không có gì làm sẽ ra ngoài tản bộ, gặp kẻ thù hay thế lực đối địch sẽ bắt vài người về. Bọn họ chịu trách nhiệm bắt cóc tống tiền, Triệu Bân sẽ đi lấy tiền chuộc, phân công rất rõ ràng. 5.000 vạn lượng, đến núi Tiểu Lang để chuộc Tử Đô nhà các người, quá giờ không chịu trách nhiệm. Lại là một buổi sáng tinh mơ, một mũi tên được bắn vào Tử Gia Đế Đô, trên đó có một tờ giấy ghi câu nói như thế, đó là tên do phân thân của Triệu Bân bắn, xong việc lại hóa thành làn khói, chẳng ai biết được kẻ bắn tên là ai. Khốn kiếp! Gia chủ Tử Gia thấy thế thì đột nhiên tức giận, họ tìm Tử Đô suốt mấy ngày nay đều không có tin tức gì, hóa ra là bị bắt cóc, lần này thì hay rồi, hắn ta là người kế thừa cả bộ tộc Tử Thị, chưa từng bị người bắt cóc bao giờ, đúng là vô cùng nhục nhã. Không tiếc bất kỳ giá nào, bắt sống cho ta, gia chủ Tử Gia giống giận. Sau khi ra lệnh, rất nhiều cao thủ Tử Gia ra khỏi Đế Đô, đằng đằng sát khí đi thẳng đến núi Tiểu Lang. Cũng như Ngô Gia, Tử Gia cũng có nội gián khắp nơi, tin tức như mọc cánh bay khắp Đế Đô, sau đó lại dấy lên một hồi sóng to gió lớn, tất cả những người nghe tin đều nhướng mày thật cao, mấy ngày trước Ngô Khởi bị bắt cóc, nay lại đổi thành Tử Đô, đúng là huynh đệ cùng chung hoạn nạn, cùng bị đánh sấp mặt ở cổng Đế Đô, cùng bị sét đánh, nay bị bắt cóc tống tiền cũng chân trước nối chân sau. Ngươi nói xem người bắt cóc Ngô Khởi với Tử Đô có phải là một không nhỉ? Có trời mới biết. Hai tên đó kiêu ngạo quen thói, bị người ta dần cho một trận cũng đúng thôi. Ta thấy đều là 5.000 vạn, cả cái giá cũng giống nhau.
Tiếng bàn tán liên tục vang lên, có rất nhiều người theo cao thủ Tử Gia ra khỏi thành, đi thẳng đến núi Tiểu Lang, người lạ mặt rất đông, ai cũng thích góp vui, chủ yếu là muốn xem thử coi ai gan to bằng trời, cả tử đô cũng dám bắt cóc, cũng dám há miệng đòi 5.000 vạn. Đó là con số trên trời. Núi Tiểu Lang. Triệu Bân đã tìm một chỗ để ngồi xuống, dùng thuật biến thân. Lần trước hắn dùng dáng vẻ của một ông già, cái dạng trông cực kỳ đáng khinh ấy. Lần này ấy hả, hắn biến thành một nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Nếu Nguyệt Thần có ở đây chắc chắn sẽ đen mặt, bởi vì Triệu Bân đang dùng dáng vẻ của cô ta, dáng người gì gì đó đều giống nhau như đúc, thứ duy nhất khác biệt chính là khí chất, người thường không thể bắt chước nổi khí chất của thần minh, dù không có khí chất đó nhưng bản thân Triệu Bân cũng rất chói mắt. Gài bẫy ta nhiều lần như thế rồi, dùng vẻ ngoài của cô có một lần, cũng không quá đáng đâu nhỉ. Triệu Bân thì thào, đầu tiên là nhìn vào trong tâm thức, xác định Nguyệt Thần không có ở đó mới trọt trọt vào ngực, hai đồi núi trước ngực cực kỳ mềm mại, đàn hồi, quan trọng nhất là cảm giác. Rất thích. Cũng may thời gian không cho phép. Nếu không hắn nhất định sẽ cởi quần áo ra nghiên cứu một phen. Tên tiểu tử này. Triệu Bân đang trọt vui vẻ thì đột nhiên nghe thấy tiếng mắng to. Nghe thế, Triệu Bân sợ đến nỗi vãi cả nước tiểu, nhìn xung quanh. Sau đó nhìn vào tâm thức. Không có người mà. Càng suy nghĩ hắn càng đi tới kết luận, chắc là hắn nhớ Nguyệt Thần quá, cũng có thể là bị Tú Nhi để lại bóng ma, thậm chí còn bị ảo giác nên nghe thấy, nói thẳng ra là hắn bị dọa sợ mất mật rồi. Ảo cái đầu người ấy, Nguyệt Thần mắng to. Tiếng mắng đó Triệu Bân không hề nghe thấy. Nhưng hắn làm những chuyện như vậy, Nguyệt Thần lại trông thấy, cô ta đang bận hợp tác đối kháng với lời nguyền rủa. Không rảnh quan tâm đến hắn, chờ đến lúc lão nương có thời gian rồi sẽ giết chết ngươi, lại còn dám sờ mó ta, ngươi tạo phản rồi. Sợ bóng sợ gió thôi. Chỉ là sợ bóng sợ gió thôi, Triệu Bân lại tiếp tục trọt. Không biết tử đô tỉnh lại từ lúc nào, hai mắt tròn vo nhìn Triệu Bân với vẻ mặt kỳ quái, nữ tử này không bị bệnh gì đấy chứ, hay là thiếu thốn quá. Nhưng mặt khác hắn ta cũng hết sức kinh ngạc, bởi vì Nguyệt Thần thật sự quá đẹp. Hắn ta tự nhận mình chưa từng gặp được người nào xinh đẹp đến thế. Bốp! Triệu Bân trở tay vung một cái tát tiễn hắn ta vào mộng đẹp. Làm xong lại tìm một chiếc vớ thối bảo bối nhét vào miệng tử đô. Ầm! Nơi chân trời đã bắt đầu phát ra tiếng gầm rú, cao thủ Tử Gia đã đánh tới. Nhìn xung quanh, bóng người đông nghìn nghịt, từ xa chạy đến chỉ để xem trò hay. Ai ra, là nữ. Dáng vẻ còn xinh đẹp lắm nhé. Sao lại đi bắt cóc tống tiền thế này? Lại là lời ra tiếng vào, mọi người đến trước đều giật mình. Tất nhiên cũng có người đầu óc bình thường, ánh mắt khá tinh nên vừa nhìn đã biết người này dùng thuật biến thân, nói không chừng dưới lớp da xinh đẹp ấy là lão già răng vàng ố. Nói đi cũng phải nói lại, lớp da này thật sự rất đẹp ấy. Chỉ vẻ ngoài đó thôi đã khiến khá nhiều người lạc mất thần hồn. Lẽ ra đã quyết tâm sẽ sống độc thân cả đời. Nhưng nhìn mặt mũi Nguyệt Thần xong lại có xúc động, muốn có một tình yêu oanh liệt. Triệu Bân cũng rất thích diễn, hất một lọn tóc. Được rồi, xinh đẹp thế này, e là ngoài bổn đại thiếu gia, không ai có thể so được. Là ai bắt cóc thiếu chủ nhà ta? Tiếng hét đầy tức giận vang lên như sấm, cao thủ Tử Gia đánh tới, đáp đất tạo thành tiếng ầm vang, khiến ngọn núi rung động, cát đá bay tứ tung. Cũng có một tầng khí lan ra, tu vi yếu đều bị hất ngã lăn. Đột nhiên, tất cả cao thủ Tử Gia đều sửng sốt khi nhìn thấy Triệu Bân. Nữ tử, chính xác là nữ, mặt mũi còn rất xinh đẹp. Này, Tử Gia bọn ta có thủ oán gì với ngươi? Sau vài giây, đại trưởng lão Tử Gia mới hừ lạnh, nhìn thấu thuật biến thân của Triệu Bân, tiếc là nhãn giới lão ta quá yếu, hay là do Triệu Bân dán quá nhiều bùa chú trên người nên không thể nhìn lén. Không thù không oán, Triệu Bân tùy ý đáp. Không thù không oán thì tại sao lại bắt cóc thiếu chủ nhà ta? Hắn trêu ghẹo ta. Triệu Bân tiện tay cầm chiếc gương nhỏ, soi gương chỉnh lại mái tóc của mình. Đúng lúc tử đô tỉnh lại, miệng thì không thể nói nhưng ánh mắt lại thể hiện tất cả, lão tử còn chưa gặp cô lần nào. Gương mặt già nua của cao thủ Tử Gia đen kìn kịt, đừng tưởng ngươi dùng thuật biến thân thì bọn ta không biết người là nam.
thiếu chủ nhà ta có hơi háo sắc thật nhưng cũng không đói khát đến mức đi ghẹo nam nhân, muốn có tiền thì cứ nói thẳng, diễn làm gì mất công. Gương mặt già nua đen ngòm, sát ý lại hiện lên. Chỉ trong nháy mắt, mấy chục luồng sát khí đã tập trung về phái Triệu Bân. Kiềm chế lại đi, bọn ta dùng bí luật liên kết, ta chết. Hắn cũng chôn cùng đấy, Triệu Bân chậm rãi nói, nhiều người như thế theo dõi hắn, chỉ cần bất cẩn một chút thôi, hắn có thể sẽ bị mấy lão già này giết chết. Người có biết hậu quả khi đụng vào Tử Gia không, đại trưởng lão Tử Gia hừ lạnh. Tiền trao cháo múc, Triệu Bân lười nói nhảm với bọn họ. Được, đại trưởng lão của Tử Gia cũng dứt khoát vung tay ném một lá bùa chữ vật đi, 5.000 vạn lượng bạc, không nhiều không ít. Đưa thì có đưa đó nhưng còn mạng để lấy đi không thì phải xem bản lĩnh của ngươi rồi. Đạo hữu thật thoải mái, Triệu Bân tiện tay chụp lấy. Thả người. Chả này, Triệu Bân lại giơ chân đá thật mạnh, Tử Đô bị một cú đá bay, xương cốt trong người kêu răng rắc, lẽ ra là tỉnh rồi nhưng lại bị đá ngất xỉu, cả người đau đớn. Bắt, đại trưởng lão hét to. Cần gì lão ta nói, cao thủ Tử Gia đã bắt đầu tấn công rồi. Bắt sống được thì bắt, không được thì tiện thể giết luôn, dù thế nào cũng không được để đối phương mang 5.000 vạn lượng bạc đi. Triệu Bân cười lạnh, thuấn thân biến mất. Khi hắn hiện thân trở lại thì đã đứng trong khu rừng trên ngọn núi đối diện, trước khi đến hắn đã đặt sẵn trận pháp triệu hồi, có chiêu trò cấp thần thế này, hắn tung hoành thiên hạ còn phải sợ điều gì, đại hạ Hồng Uyên đến đây cũng không thể làm gì hắn. Người đâu rồi? Trên núi Tiểu Lang có rất nhiều người vò đầu bứt tóc. Một người sống sờ sờ thế mà vụt cái đã biến mất, không thể tìm thấy tung tích, rất nhiều người híp mắt như đã đoán được điều gì, chắc chắn kẻ bắt cóc Ngô Khởi và Tử Đô là cùng một bọn, cảnh đột nhiên biến mất thế này bọn họ đã được thấy một lần. Sắc mặt tệ nhất, có lẽ là cao thủ Tử Gia. Người thì chuộc được rồi, bạc đã mất, còn để hung thủ chạy thoát. Được lắm. Đại trưởng lão Tử Gia nhe răng cười, hất vạt áo bỏ đi mất. Cao thủ Tử Gia đi theo. Sắc mặt đều rất tệ, kẻ bắt cóc này cũng được lắm. Thoải mái. Thấy Tử Gia phải nhịn nhục, tất cả mọi người đều tươi cười hớn hở. Suy cho cùng thì Tử Gia với Ngô Gia cũng là cá mè một lứa, ỷ quyền cậy thế ức hiếp người khác rất nhiều, đúng là trời xanh có mắt, cuối cùng cũng có một ngày họ phải chịu nhục, đúng là quả báo. Bên này, Triệu Bân đã cất ngân phiếu quay về đế đô. Dọc đường đi hắn cũng không nhàn rỗi, tĩnh tâm cảm nhận độc, cố gắng phân tích. Cũng cố gắng suy diễn, trên tờ giấy đã có hơn 100 loại nguyên liệu, đều là nguyên liệu của độc đan. Đáng tiếc, đến giờ vẫn chưa thể xác định đó là loại độc nào. Dù sao trên đời cũng có vô số loại đan dược, không phải loại nào hắn cũng biết. Tú Nhi ơi, cô chạy đi đâu mất rồi? Những lời đó, không biết Triệu Bân đã thì thầm bao nhiêu lần rồi. Nếu Nguyệt Thần có ở đây thì chỉ cần hỏi một câu là được, không có vị thần minh đấy. Hắn phải lần mò từng chút một. Khi về đến đế đô thì sắc trời đã tối. Vừa mới vào thành đã nghe thấy tiếng bàn luận xôn xao, bàn chuyện gì thế nhỉ? Tất nhiên là chuyện bắt cóc tống tiền rồi, nhiều người đến xem lắm, ai cũng tận mắt nhìn thấy Tử Gia chịu trục, trục người, lại mất bạc. Tìm, tìm thật kỹ cho ta. Gia chủ Tử Gia nổi giận, một ngày đưa ra mấy chục tử lệnh. Tử Đô cũng nổi giận, chẳng khác gì Ngô Khởi hôm đó là mấy. Cũng như một con chó điên đập hết thứ này đến thứ khác trong phòng, nếu không bị giam trong phủ thì chắc hẳn đã làm ra chuyện thiêu thân tự hủy gì đó rồi. Tiền bối, ta cần những thứ này. Triệu Bân đi vào huyền cơ các, đưa ra một mảnh giấy trắng. Vẫn là tài nguyên tu luyện, nhưng số lượng hơi nhiều khiến lão huyền cơ nhíu mày, mới đó thôi mà. Nhiều tài nguyên tu luyện như thế đã dùng hết rồi á. Ngồi đó ăn liên tục cũng không thể ăn hết từng đó á. Còn nữa. Nhà tên này có mỏ vàng hay gì? Hắn lấy đâu ra nhiều tiền như thế? Tiền bối, ta đang vội lắm, Triệu Bân cười nói. Chờ, lão huyền cơ cười, đi vào trong, bước chân rất nhanh, lại là một mối làm ăn lớn, Triệu Bân mua nhiều thì lão ta càng lời nhiều, còn ước Triệu Bân đến đây mỗi ngày ấy chứ. Lão ta vẫn làm việc với hiệu suất rất cao, Triệu Bân tiện tay lấy ngân phiếu, cũng cầm sẵn bùa chú. Trước đó hai người đã hẹn mỗi 15 sẽ đến đây để đưa bùa chú. Trùng hợp, hôm nay chính là 15. Khi ra khỏi huyền cơ các thì màn đêm đã buông xuống. Hoàng thành đế đô của đại hạ vẫn phồn hoa như thế khi trời về đêm, trên đường đầy ắp người, cực kỳ náo nhiệt,
đi tới đâu cũng có thể nghe thấy tiếng giao hàng thật to, muôn người muôn vẻ tạo thành cuộc sống muôn màu. Vẫn là tòa thanh lâu đó, hắn lên tầng cao nhất. Bấy giờ, hắn vẫn chưa thấy người đàn ông trung niên cụt một tay của Trấn Ma Ti kia. Hôm nay hắn cũng khá là may mắn, lại trông thấy bóng dáng mẫu thân. Tiếc là trước sau tổng cộng chỉ có một khắc, ánh nến của tầng thứ 9 đã tắt, có lẽ mẫu thân mệt rồi, đang chìm vào mộng đẹp, rất lâu sau đó Triệu Bân mới chuyển tầm mắt, lệ nóng lưng tròng. Không biết là trùng hợp hay mọi thứ thật sự được sắp đặt sẵn. Mới ra khỏi thanh lâu đã đụng phải người quen, vẫn là người con gái tên Sở Vô Xương ấy. Lưu manh. Đôi mắt Sở Vô Xương bốc lửa, hai má cũng đỏ lên. Thật kỳ lạ, tại sao mỗi lần đi về ngang thanh lâu này cũng đụng phải ngươi? Cả Long Phi nữa, đó chính là công chúa của đại hạ, ngươi lại dám đi trêu ghẹo, ngươi lăng nhăng như thế, phụ mẫu ở nhà có biết không? Lại bị mắng chửi một trận, Triệu Bân vẫn không cho là đúng. Dưới ánh trăng, hắn lại lén mò xuống đường hầm, đi thẳng xuống đại địa linh mạch, tinh hoa của đại địa, đây mới là thánh địa tu luyện, nhưng hắn không đến đây để tu luyện, mà là đến để thử độc. Lão đại, thấy chân thân, phân thân bèn đứng dậy. Đừng để ý đến ta, Triệu Bân nói xong bèn tìm một chỗ trống khoanh chân ngồi xuống, rồi nhắm mắt tĩnh tâm cảm nhận, ngồi xếp bằng trên đại địa linh mạch. Tâm cảnh lại càng tĩnh lặng, lòng không có tạp niệm, có ích cho việc thử độc. Nơi này yên tĩnh, ngoài kia lại cực kỳ náo nhiệt. Là bọn ma tử xuống núi, do đại trưởng lão đích thân dẫn. Không bao lâu sau, tiếng nổ chợt vang ầm trời, phát ra từ một dãy núi, có người bị đánh cướp, đó chính là thiếu chủ tộc Huyết Ưng, Nghiêm Khang. Biết hắn ta sắp ra nên đã canh sẵn ở nơi này. Bắt kịp lúc tóm sạch cả Nghiêm Khang và hơn 10 cao thủ tộc Huyết Ưng bảo vệ hắn ta. Đừng sợ, bọn ta chỉ cần tiền. Ma tử lại phát bệnh cũ, vuốt ve Nghiêm Khang như đang mân mê thê tử nhà mình, còn cười cực kỳ vui vẻ, cái hắn ta gọi là vui vẻ lại thành nụ cười rợn người trong mắt Nghiêm Khang. Đêm đó, có thêm một người khác bị tóm. Đó chính là Hoa Đô, tên này thì trâu bò rồi, Nghiêm Khang ra ngoài còn biết mang theo cao thủ, hắn ta thì ngược lại. Xách mỗi cái thân đi, còn đắc ý nói một mình đi tu hành, nhất định sẽ sáng chế ra một vùng trời mới, sau đó, mới ra khỏi thiên tông không bao xa đã bị cao thủ ma ra gõ cho một gậy. Đừng sợ, bọn ta chỉ cần tiền. Lần này, không chỉ ma tử chạy tới vuốt ve mà mấy lão già kia cũng giơ tay sờ mó. Theo lời Triệu Bân nói thì đó cũng là một cách để kiếm tiền, thỉnh thoảng rảnh rỗi lại đi bắt cóc một lượt, ma ra nghèo, nhưng tộc ám dạ lại nhiều tiền đấy. Nhiều bạc như thế, có xài cũng không hết, để bọn ta tiêu bớt cho một ít, mấy kẻ không có võ đức ấy đưa ra những lý do hết sức hợp tình hợp lý cho việc bắt cóc tống tiền. Vài ngày sau đó, thế giới ngoài kia cực kỳ im lặng. Đến ngày thứ 6, cao thủ ma gia mới bắt đầu lao ra ngoài tận hứng. Bọn họ ra ngoài thì chắc chắn là không có chuyện gì tốt lành rồi. Sau đó, một người quen cũ của Triệu Bân bị bắt cóc trên núi Bất Tử. Là người quen nào ấy nhỉ? Mộ Dung Trấn Ma Ti, đúng vậy, chính là tên đó, kẻ từng cùng Ngô Khởi đánh hội đồng Triệu Bân ở cổng thành, bàn về Mộ Dung, hắn ta cũng mang theo khá nhiều cao thủ nhưng lại bị ma ra tóm gọn. Kết quả là trên cái cây nghiêng ra ngoài đó lại có thêm một người. Đến ngày thứ 9, đại trưởng lão ma ra đích thân dẫn người càn quét một cứ điểm của ma quật. Đáng chết, Vương Dương nổi trận lôi đình. Sau đó hắn ta đã đưa ra rất nhiều tử lệnh, chỉ cần là người ma gia thì gặp người nào giết người đó. Buồn cười là tìm đâu đó nửa tháng cũng không thấy nửa cái bóng người ma gia, nhưng cứ điểm nhà hắn ta thì liên tục bị càn quét mấy cái, tổn thất cực kỳ nặng nề, tiền tài bảo vật tích góp từng chút một cũng bị càn quét hết sạch. Ầm. Lại là một đêm không trăng không sao, gió nhẹ lên cao, tiếng gầm rú vang vọng nơi chân trời. Là người ma gia lại tiếp tục ra ngoài, tóm cả Tiết Chí của Ngự Lâm Quân về, cũng là một kẻ từng đánh hội đồng Triệu Bân, có ân oán tình thù với ma gia rất sâu đậm, đợi mất nửa tháng mới thấy hắn ta chịu ra khỏi đế đô. Triệu Bân chạy đi đâu thế không biết. Lăng Phi chắp tay, đang đi qua đi lại mấy chục vòng dưới tàng cây. Nhìn thân cây treo không ít người, đều là những người được ma gia bắt về trong thời gian gần đây, chờ Triệu Bân đi lấy tiền chuộc đây mà. Đến nay vẫn không thấy bóng dáng Triệu Bân đâu, có trời mới biết hắn đã đi nơi nào.
không vội, người ma ra cực kỳ bình tĩnh. Con tin đều ở đây còn gì, còn chạy được chắc. Thế cũng tốt, bắt hết một đám lại rồi đòi tiền, đỡ phải chạy tới chạy lui. Bàn về Triệu Bân thì hắn vẫn còn ở dưới đại địa linh mạch. Tính từ hôm đầu tiên đến nay thì hắn đã thử độc được một tháng, trên đùi là một quyển sách cổ, đầy ắp nguyên liệu luyện đan, đó là thành thành quả thử độc của hắn, ngoài nguyên liệu ra, hắn còn tìm được cả phương pháp luyện đan. Thiên phú đáng sợ như thế, Nguyệt Thần khiếp sợ cũng không có gì lạ. Phệ tâm đan, Triệu Bân nghe nói, sau đó mở mắt ra. Cái gọi là phệ tâm đan đó chính là cái tên mà hắn dành cho độc đan của La Sinh Môn, thử và biết được đó là loại độc gì, cũng đã tìm thấy phương pháp luyện chế, lại không biết đan này tên gì, nếu đã không biết thì dứt khoát đặt một cái cho xong, gọi nó là phệ tâm đan cũng không ngoa, kịch độc đáng sợ như thế, thật sự đau như thể bị hàng vạn con côn trùng cắn xé tâm mạch. Ai lại nghiên cứu ra được loại đan được thế này cơ chứ, Triệu Bân chậc lưỡi. Phương pháp luyện chế phệ tâm đan đã được hắn mò ra. Sau đó sẽ là phương pháp luyện chế thuốc giải, cái này không khó. Hắn lại nhấc bút lên, viết xuống một loại nguyên liệu luyện đan, dựa trên phệ tâm đan, mỗi một nguyên liệu và liều lượng của nó, cách phối hợp, thậm chí là điều chỉnh lửa đều được hắn tính toán đến mức cao nhất. Đúng như Nguyệt Thần nói, chỉ cần để hắn tìm thấy một hướng đi, mọi thứ sẽ không thể quay lại như trước được nữa. 3 ngày sau đó hắn mới buông bút. Nhìn lại trong tay hắn, chính là một toa thuốc, đó chính là toa thuốc giải. Vì thế, hắn lại cho viên đan dược này một cái tên hết sức dễ hiểu, cứu tâm đan. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là sẽ giải được độc. Triệu Bân nói xong bèn men theo đường hầm để ra ngoài. Nguyên liệu của cứu tâm đan khá nhiều nhưng lại không khó tìm, rất nhiều nguyên liệu có thể thay thế được. Ngày hôm đó hắn dạo hết tất cả các cửa hàng ở đế đô, có lẽ sẽ gom đủ 3 phần nguyên liệu. Đến tận lúc này hắn mới chạy về Thiên Tông. Trước khi đi còn chạy đến Thanh Lâu một chuyến. Vẫn trùng hợp như thế, cứ ra ngoài là sẽ đụng phải người quen, như một kỳ tích khi người đó lại là Sở Vô Xương. 2 chữ lưu manh đó không biết cô ta đã mắng bao nhiêu lần, hơn nữa càng mắng càng hung hăng. Thiên Tông, Linh Đan Các. Triệu Bân tiến vào thì thấy Đan Huyền đang ngồi trong đỉnh hóng mát uống trà. Tên mập tử Viêm cũng có mặt, đang cầm khăn trà lau đan lô, thấy Triệu Bân thì hai mắt sáng rỡ lên, từ cái đêm bị Long Phi đánh cho một trận, đã 1 tháng rồi không thấy hắn, cũng nhớ đấy. Sư bá, có thể giúp con luyện một loại đan dược được không? Triệu Bân vỗ vỗ Tử Viêm, sau đó đi thẳng đến chỗ Đan Huyền, thời gian gấp gáp. Đan gì? Đan Huyền cười hiền. Cứu tâm đan, Triệu Bân lấy toa thuốc ra. Đan Huyền nghe xong bèn nhíu mày, ông ta là tiền bối luyện đan nhưng lại chưa từng nghe thấy cái tên này. Nhìn qua toa thuốc, ông ta mới vuốt chòm râu, thổn thức không thôi, đúng là kiến thức quá nông cạn. Có thể luyện được không, Triệu Bân thử hỏi. Tất nhiên là có, Đan Huyền cười, lại hỏi một câu, toa thuốc này ở đâu ra thế? Nữ soái đưa, Triệu Bân lại đổ lên đầu Sở Lam. Tiện tay cầm 3 phần nguyên liệu luyện đan ra, ngoài ra còn có một toa thuốc khác, là thứ hắn cướp được, nhanh chóng luyện đan báo thù. Đúng là ngươi có rất nhiều thứ hay ho nhỉ, Đan Huyền cười nhận lấy, luyện đan sư thích nhất là toa thuốc, cũng như võ tu thích bí pháp vậy, so với vàng bạc châu báu thì thứ này mới là hiếm có khó tìm. Con cần dùng gấp, Triệu Bân cười ha hả. Ngày mai giờ này, tới đây lấy đan. Quả là luyện đan sư bậc cao. Đan Huyền thoải mái nói. Ông ta đã xem toa thuốc, biết loại đan dược này có cấp bậc không quá cao, có cả cách luyện chế nên rất dễ thực hiện, nếu cơ ngân muốn thì ông ta có thể tranh thủ làm, nhưng là người khác thì ít nhất phải chờ 3 ngày. Cảm ơn sư bá. Triệu Bân chắp tay thi lễ, xoay người ra khỏi Linh Đan Các. Đan Huyền bèn đi tới, lấy toa thuốc ra xem lại, Tử Viêm tò mò nên cũng chạy tới, sư phụ cũng xem mê mẩn như thế. Chắc chắn toa thuốc này có điều bất phàm, cứu tâm đan gì gì đó, hắn ta còn chưa được nghe ai nói tới bao giờ. Ra khỏi Linh Đan Các, Triệu Bân đi thẳng lên đỉnh Tử Trúc. Lão đại, xem thử đi, đẹp không? Phân thân đang ở thành Thiên Thu chỉ vào cái cây kia, trên đó treo khá nhiều người. Đẹp! Triệu Bân nhìn thấy thì hai mắt sáng rỡ lên, trước đó vì thử độc nên hắn chặn hết liên lạc với người bên ngoài,
không nhìn tới thành Thiên Thu, lần này nhìn lại thì quả là một phong cảnh đẹp. Hắn có thể trông thấy Hoa Đô, Nghiêm Khang, Mộ Dung, Tiết Chí. Hơn phân nửa số đó là người quen của hắn, cũng là Tiền. Khi nào mới về, Ma Tử nhìn phân thân của Triệu Bân, bản gốc có thể nghe thấy. Ngày mai, Triệu Bân cười, U Lan còn đang chờ cứu tâm đan để giải độc mà. Trong lúc nói chuyện thì hắn đã đi đến đỉnh Vũ Hóa. Triệu Bân cầm kính viễn vọng nhìn lên trên, không thấy Bát Nhã đâu, chỉ có Phật quang lóe lên, đúng là đau chứng, khi nào cô ta mới ra ngoài. Cả ngày chui rúc trong Thiên Tông, có trời mới biết tới khi nào mới xuống núi, cả Vân Phượng nữa, cũng không thấy cô ta rời núi. Ở Thiên Tông, hắn có thể tự tin sẽ giết được Vân Phượng, cũng tin chắc mình sẽ sống sót rời khỏi Thiên Tông, nhưng giấy không thể gói được lửa, giết Vân Phượng là chuyện đơn giản, nhưng sẽ phải chống lại cả Thiên Tông, với tư chất của hắn bây giờ. Vẫn còn quá sớm để đối đầu với Thiên Tông, có thể thấy đó không phải là hành động sáng suốt. Thế nên mới nói trước khi cứu được mẹ, tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ được. Rất lâu sau đó, Triệu Bân mới chuyển tầm mắt, bình tĩnh rời đi. Trên đỉnh Tử Trúc, khói bếp lượn lờ. Triệu Bân đi thẳng lên trên, đập vào mắt hắn là Xích Hiên và Mục Thanh Hàn đang bận rộn trước bàn bếp. Triệu Bân nhìn khắp nơi một lượt, không thấy Vân Yên đâu. Có lẽ là đang bế quan tốt, bế quan an toàn, sư phụ không có ở đây hắn mới dám về, về nhà mà còn phải lén lút thế khiến Mục Thanh Hàn và Xích Hiên buồn cười, ngẫm lại cũng đúng, tên này bị Vân Yên đánh đến nỗi ám ảnh rồi. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Triệu Bân cũng vén tay áo lên, cũng vào bếp, hắn không còn nhớ lần gần đây nhất nấu cơm là khi nào nữa, rất lâu rồi, nhưng kỹ thuật vo gạo thì hắn vẫn khá là nhuần nhuyễn. Nghe nói có người trêu ghẹo Long Phi, bị đánh. Nghe nói đó còn là đệ tử của đỉnh Tử Trúc chúng ta. Hai sư tỷ cũng khá là thú vị, một người nhặt rau một người thái rau, tay thì bận nhưng miệng cũng chẳng nhàn rỗi, mỗi người một câu tán gẫu cực kỳ vui vẻ, lúc nói vẫn không quên liếc mắt nhìn Triệu Bân. Triệu Bân không cho là đúng. Chuyện này, cũng không thể giải thích rõ ràng được. Bữa tối, vẫn cực kỳ ấm áp. Nếu Nguyệt Thần có ở đây thì chắc sẽ bỏ thêm một câu. Đêm nay cảnh đêm rất đẹp, nên làm chút chuyện nóng bỏng. Sau khi ăn xong, Triệu Bân quay về phòng sớm, tiện tay lấy những dụng cụ vẽ bùa ra, nét bút như rồng bay phượng múa. Đêm khuya, đỉnh Tử Trúc cực kỳ yên tĩnh và yên bình. Mục Thanh Hàn và Xích Hiên đều ngon giấc, chỉ còn mỗi Triệu Bân ở đó vẽ bùa. Rầm! Đột nhiên, tiếng sắt thép va chạm vang lên. Triệu Bân thả bút vẽ bùa xuống. Xác định âm thanh vang lên trong phòng Vân Yên bèn cẩn thận nghe ngóng, có thể nghe cả tiếng rên khẽ vì đau đớn, có lẽ là Vân Yên lại bị cắn trả trong mộng, cái đó thì hắn vẫn còn rất nhiều ký ức mới mẻ, hắn cũng thường mơ thấy ác mộng, sau khi ác mộng qua đi, sẽ có vài giây không biết đâu là thật là ảo, chỉ mơ thôi đã thế rồi, chứ đừng nói đến người tu mộng, Nguyệt Thần nói gặp phải cắn trả thì người ngoài không thể giúp được gì, tất cả đều phải trông chờ vào bản thân Vân Yên. Không biết thời gian trôi qua bao lâu tiếng rên khê của Vân Yên mới tan đi. Bây giờ Triệu Bân mới đóng cửa sổ lại, tiếp tục vẽ bùa. Màn đêm, lặng lẽ tan đi. Sáng sớm, ánh sáng mặt trời chiếu rọi khắp Thiên Tông. Ngày hôm nay không thấy Triệu công tử ra khỏi cửa phòng, vẫn làm tổ trong phòng vẽ bùa, chờ đến tối đi lấy đan dược. Mục Thanh Hàn và Xích Hiên cũng không quấy rầy, ăn bữa sát rồi tự tản ra tìm nơi yên tĩnh để tĩnh tâm, vẫn là bộ Huyền Thiên Tâm pháp nọ. Càng lĩnh ngộ sâu càng có được những cơ duyên lớn. Thời gian trôi qua, Trư Cát Huyền Đạo có tới một lần. Lão già này trông cứ như kẻ trộm, sau khi lên đến nơi bèn nhìn trái ngó phải, thấy không có ai mới đến trước cửa sổ Vân Yên, kéo ra một khe hở, híp mắt nhìn vào trong. Vẻ mặt đó ấy à, muốn đáng khinh thế nào là có đáng khinh thế ấy. Sau đó, có người khác tìm đến, chẳng hẹn như Tô Vũ, Kiếm Nam, hoặc là bọn Thanh Giao. Nghe nói Triệu Bân về nên mới chạy lên đỉnh Tử Trúc gặp mặt, thấy Triệu Bân đóng chặt cửa phòng, có lẽ đang tu luyện nên cũng không làm phiền. Khi màn đêm buông xuống mới thấy Triệu Bân buông bút vẽ. Nhìn lại trên bàn, những chồng bùa chú được xếp hết sức ngay ngắn, đó là thành quả của hắn cả đêm qua, lấy ra ngoài bán, chắc sẽ gom được một số không nhỏ, sức người vẫn quá yếu, nếu cả ma gia đều học được cách vẽ bùa thì khi đó mới kiếm được cả đống tiền, 10 vạn người bồi dưỡng một người. Rất dễ, nếu một người nuôi 10 vạn người, thế thì không thể nuôi nổi rồi, vậy thì phải chung tay góp sức mới được. Dưới ánh trăng, hắn xuống đỉnh Tử Trúc.
khi hắn đến linh đan các thì bầu không khí có gì đó là lạ. Vừa vào đến đã thấy trong đình nghỉ mát có người ngồi uống trà, một người là Đan Huyền, người kia là thanh niên áo bào tím, khí vũ hiên ngang, khí huyết dồi dào, mái tóc đen như gỗ mun, lại còn lóe lên ánh sáng tím, ngoài ra còn có khí ẩn biến ảo kỳ lạ khiến người đó như ẩn như hiện. Ngoài Đan Huyền và thanh niên áo bào tím thì ngoài đình hóng mát còn có hai người đang đứng, một ông lão mặc áo màu vàng kim, người kia thì mặc áo màu bạc, đứng đó như hai thanh giáo dựng thẳng, có lẽ là hộ vệ của thanh niên áo bào tím, ánh mắt nhìn Triệu Bân đầy kiêng kỵ, vì hai ông lão đều là cảnh giới chuẩn thiên hàng thật giá thật, không cần phải xem lén tu vi, chỉ cần xem khí thế của họ là biết, địa tạng tầng cao nhất không thể bắt chước được. Thế thì hơi đáng sợ rồi. Thân phận của thanh niên áo bào tím đó là gì mà lại được hai cảnh giới chuẩn thiên bảo vệ? Chờ chút nữa hắng lại đó. Triệu Bân ngước lên, không biết Tử Viêm từ đâu xông ra, kéo Triệu Bân qua một bên. Thanh niên áo bào tím đó, là ai thế? Vẻ mặt Triệu Bân đầy tò mò. Ân Minh, Tử Viêm nhỏ giọng nói, cháu của Đại Tế Ti Hoàng tộc. Triệu Bân nghe xong thì hai mắt bất giác híp lại. Hắn chưa từng gặp Ân Minh, lại có dịp nghe được cái tên này, kẻ thù của Phượng Vũ chính là Ân Minh. Không ngờ lại được gặp mặt ở Linh Đan Các. Tên đó là một nhân tài đấy, Tử Viêm chắp tay nói. Tài đến mức nào, Triệu Bân tiện tay cầm bầu rượu. Hắn tu một loại công pháp có thể đoạt thiên tạo hóa, Tử Viêm chậm rãi nói, nghe sư phụ bảo là mỗi cảnh giới Ân Minh đều phải tu ít nhất hai lần, nhưng mỗi lần tu lại càng mạnh hơn. Tu ít nhất hai lần, Triệu Bân nghe xong thì nhíu mày, là sao? Từ ngưng nguyên tu đến tầng cao nhất của ngưng nguyên, sau đó thì tu vi sẽ tan đi hết, tu lại một lần nữa, Tử Viêm giải thích, theo sư phụ nói thì phương pháp này là cách để tăng cường căn cơ, mỗi lần tu lại thì tư chất lại mạnh hơn một phần, như hắn ta giờ phút này trông có vẻ chỉ là huyền dương tầng thứ 5, nhưng thật ra đây đã là lần thứ 3 hắn ta lên đến cảnh giới này, trước đó đã tu lại hai lần, lần này là lần thứ 3. Thú vị, Triệu Bân nghe xong bèn thổn thức, không ngờ lại có công pháp như thế, tu luyện lại để cải thiện căn cơ, không biết ai là người khai sáng ra, nhưng cách đó quả là hữu dụng. Hôm nay hắn ta đến đây để nhờ sư phụ luyện đan, nghe nói là ngũ vân đan, Tử Viêm lại nói tiếp, Đại Tế Ti Hoàng tộc mời rất nhiều luyện đan sư cấp cao về, định hợp tác luyện đan. Được lắm. Triệu Bân rót một ngụm rượu, lại liếc nhìn Ân Minh. Cháu trai của Đại Tế Ti Hoàng tộc quả nhiên là hạc trong bầy gà, đừng thấy hắn ta mới chỉ là huyền dương tầng thứ 5, thật ra hắn ta rất mạnh, dường như trong người còn ẩn giấu một nguồn sức mạnh bí ẩn và đầy mạnh mẽ, thảo nào Phượng Vũ là thánh nữ ma ra cũng không thể làm gì Ân Minh, không bàn đến thực lực của Ân Minh, chỉ cần hai người hộ vệ kia thôi là đủ để Phượng Vũ phải khó chịu rồi, hai cảnh giới chuẩn thiên đấy. Tất cả những cao thủ địa tạng của ma ra cũng sẽ bị đánh thất bại thảm hại. Ngươi không nên đụng vào hắn ta, tên đó ra tay ác lắm, Tử Viêm nhắc nhở. Có thể thấy được, Triệu Bân trả lời, hắn là người biết xem tướng, có thể nhận ra được vài phần. Ta không đùa với ngươi đâu, Tử Viêm kéo góc áo Triệu Bân, một năm trước Tào Gia Thành Đan Dương bị diệt môn đó người biết không? Chính hắn ta cử người đi làm, bởi vì khi hắn đi ngang Thành Đan Dương đã bắt đại tiểu thư Tào Gia tiếp rượu, người ta chỉ từ chối một câu thôi, đêm đó Tào Gia đã bị giết sạch. Đúng là độc ác mà, Triệu Bân hít một hơi thật sâu. Hai người nói chuyện thì Ân Minh đã đứng dậy ra khỏi đình hóng mát. Đan Huyền không dám chậm trễ, quan trọng nhất là phải nể tình Đại Tế Ti Hoàng tộc, Ân Minh chỉ là một đứa cháu thôi nhưng cũng là người thừa kế của Đại Tế Ti, chẳng bao lâu nữa sẽ là kẻ dưới một người trên vạn người. Ngươi, chính là Cơ Ngân hả? Ân Minh chậm rãi dừng bước, trước đó hắn ta cũng trông thấy Triệu Bân bước vào. Cũng có xem bức tranh vẽ Triệu Bân nên liếc mắt một cái là có thể nhận ra, nhưng hôm nay là lần đầu tiên gặp được người thật, quan sát từ trên xuống dưới, rõ ràng là một tên yêu nghiệt, khiến hắn ta cảm thấy hứng thú. Chỉ là cảnh giới huyền dương nhưng lại có đan hải và võ hồn, lại còn vượt cấp đánh bại Sở Vô Xương, ác chiến với lũ yêu nghiệt của đế đô ngoài cổng thành, đệ tử Thiên Tông tên Cơ Ngân này chắc chắn đang che giấu rất nhiều bí mật. Là ta, Triệu Bân cười, còn chắp tay thi lễ. Chào hỏi vẫn là điều cần thiết. Hạng nhất Tân Tông, quả nhiên không phải hạng tầm thường, Ân Minh chậm rãi nói, ngoài cười nhưng trong không cười, trong đôi mắt sâu thẳm kia ẩn giấu sự nghiên cứu và chút giễu cợt,
ngoài ra còn có sự âm u, dù che giấu rất tốt nhưng không thể thoát khỏi mắt Triệu Bân, tên đó chắc chắn là kẻ âm hiểm giả dối lại còn tàn nhẫn, chọc phải hắn ta chẳng có kết cục tốt gì cho cam. Ca ca Phượng Vũ và Tào Gia Tử Viêm vừa nhắc chính là minh chứng máu chảy đầm đìa, đó là những gì hắn biết, có trời mới biết ân minh đã gây ra bao nhiêu tai họa rồi. Hôm khác có thời gian thì uống một chén. Ân minh cười xoay người đi, khi xoay người thì ánh mắt còn khẽ liếc tay trái của Triệu Bân, hắn ta đang nhìn chiếc nhẫn ma trên ngón tay Triệu Bân, hai mắt tỏa sáng. Nhưng hắn ta lại không để điều đó lộ ra quá rõ nét, xoay người bỏ đi. Triệu Bân không để ý, chỉ nhìn Đan Huyền, sư bá, đan dược đã được luyện xong chưa? Lão Phu đã ra tay thì làm gì có chuyện không ra đan, Đan Huyền vung tay, trong lòng bàn tay là ba viên đan dược, đều là đan màu xanh, trong suốt sáng ngời, đan hương nồng đậm, ngửi một cái tinh thần sảng khoái. Cảm ơn sư bá. Triệu Bân vội vàng nhận lấy, tiện tay nhét một viên vào miệng. Cứu tâm đan vào người lập tức nở hoa. Dược lực như dòng suối trong chảy khắp tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng, kỳ kinh bát mạch. Thậm chí mỗi một giọt máu đều được hòa tan dược tính. Sau đó mới là thời khắc quan trọng. Tác dụng của cứu tâm đan cực kỳ bá đạo, mạnh mẽ phá giải độc lực của phệ tâm đan, độc liên tục hóa thành máu đen trào ra khỏi miệng Triệu Bân, còn kèm theo mùi tanh tưởi. Tiểu tử này trúng kịch độc ư, Đan Huyền nhíu mày, đến tận bây giờ mới nhận ra. Hay lắm. Triệu Bân mở mắt, cười lớn. Cứu tâm đan, có thể giải độc cho hắn, dĩ nhiên cũng có thể giải độc của U Lan, cũng không uổng công hắn dành hơn một tháng lao tâm tổn sức để thử và giải độc, chất độc cực mạnh của La Sinh Môn cũng không phải là không thể giải. Nói rồi hắn xoay người rời đi. U Lan vẫn đang đợi thuốc giải này nhỉ. Đan Huyền ở phía sau vuốt râu, ánh mắt thâm trầm, không biết đang nghĩ cái gì. Sư phụ! Đại tế ti mời người luyện chế đan gì thế, Tử Viêm nhỏ giọng hỏi. Đan Thiên Võ, Đan Huyền không giấu giếm, vừa nói vừa vươn vai rời đi. Đan Thiên Võ Nam Vân, Tử Viêm ngạc nhiên nói. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, hắn ta cũng hiểu ra, đại tế ti của hoàng tộc đã đạt tới cảnh giới chuẩn thiên đỉnh cao từ lâu, chỉ còn một bước nữa là thăng cấp thiên võ, dùng đan dược để đột phá tu vi cũng là một cách. Hắn ta chỉ không ngờ là đại tế ti lại có thể gom đủ nguyên liệu của Đan Thiên Võ Nam Vân. Phải biết là trong đó có rất nhiều loại đều là những thứ tuyệt tích khỏi thế gian, hoặc nói là đại tế ti của hoàng tộc có thể tìm đủ. Ra khỏi thiên tông, Triệu Bân thi triển thông linh. Đại bằng hót một tiếng, sải cánh bay lên cao, kết hợp với bùa tốc hành bay thẳng về núi bất tử như một luồng sáng. Khá lắm! Triệu Bân ngồi trên lưng đại bằng, cầm hai viên đan dược lên xem xét. Nếu để môn chủ La Sinh Môn biết chuyện này thì có lẽ đối phương sẽ truy sát hắn khắp nơi, hắn đã giải được thuốc độc mà La Sinh Môn chuyên dùng, đây có lẽ là sự đả kích mang tính hủy diệt đối với La Sinh Môn. Thực tế Triệu Bân không nghĩ nhiều như thế. Hắn muốn cứu U Lan, còn sát thủ La Sinh Môn gì đó. Hắn mặc kệ. Dĩ nhiên, nếu La Sinh Môn liên minh với hắn thì là chuyện khác nha. Cao thủ của tổ chức sát thủ là lực lượng không thể xem thường. Đừng nói là thế lực ở các nơi, ngay cả hoàng tộc và thiên tông cũng phải kiêng dè họ. Bởi vì La Sinh Môn chỉ nhận tiền không nhận người, đưa đủ tiền thì họ còn dám giết cả hoàng đế đại hạ nữa là, ai cũng phải kiêng kỵ vài phần đối với công cụ giết người không cần mạng này. Cất đan dược đi, Triệu Bân lại ngồi thiền, tiếp tục lĩnh hội thuật soát hồn. Pháp thuật này rất dễ học nhưng lại không có tác dụng nhiều vì cấp bậc quá thấp. Thế nên cần thời gian để diễn giải. Linh hội tinh túy của nó giống như đại địa linh chú. Bây giờ không thể lĩnh hội toàn bộ, mặc dù hắn đã có được tinh túy nhưng đó chỉ là bề mặt của đại địa linh chú. Quát! Tốc độ của đại bằng cực nhanh, nó đã bay đủ xa thiên tông. Chính vì cách xa thế nên ánh trăng tối nay mới hơi tối. Đêm trăng thanh gió mát là cơ hội tốt để giết người. Lúc lướt vào một vùng núi, Triệu Bân đang nhắm mắt ngồi thiền bỗng nhíu mày. Chỉ vì một luồng gió lướt qua mang theo quá nhiều khí lạnh, lạnh như thế nào à? Lạnh đến nỗi khiến hắn phải rùng mình. Không đúng, là sát khí, Triệu Bân mở mắt ra. Đập vào mắt là một tia kiếm quang cực kỳ mạnh phát ra tiếng keng chói tai. Cảnh giới chuẩn thiên. Con người Triệu Bân co rụt, kiếm uy đáng sợ như vậy, địa tạng đỉnh cao không thể thi triển ra đâu. Người ra tay chắc phải là một cao thủ cảnh giới chuẩn thiên hàng thật giá thật. Đi thôi.
lúc nguy cấp Triệu Bân thu đại bằng về lại linh giới. Một kiếm của cảnh giới chuẩn thiên là một kiếm tuyệt diệu, dù là hắn hay đại bằng chúng đòn thì đều sẽ bị giết trong tích tắc. Dù là dư âm còn sót lại, nhiều đó cũng đủ để cả hai cảm thấy khó chịu. Đây là cảnh giới chuẩn thiên, chỉ còn nửa bước thôi là đạt đến thiên võ, sức mạnh tái sinh cũng không kịp phục hồi với cú đánh này. Keng! Kiếm quang đã lao đến. Còn chưa bị nó đâm trúng nhưng kiếm uy trên đó đã phá vỡ chân nguyên hộ thể của Triệu Bân, chém ra một vết máu trước ngực hắn. Triệu Bân chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, trong giây phút này, hắn như thấy được thần chết đang vẫy gọi mình. Triệu Bân bị kiếm quang này vây chặt, cách chạy trốn thông thường không thể được, một khi bị trúng đòn, chắc chắn sẽ có kết cục hồn bay phách tán. Xoẹt! Giữa những tia chớp, hắn sử dụng thiên nhãn thuấn thân mới miễn cưỡng né kiếm quang đó. Dù như thế hắn vẫn bị uy lực còn sót lại đánh cho bị thương, suýt nữa nứt một cánh tay, cả người hắn rơi xuống đất lảo đảo, có sát khí xâm nhập vào thể hồn đang làm loạn trong cơ thể, uy lực của nó có tính hủy diệt. Thiên nhãn thuấn thân quả nhiên danh bất hư truyền. Giọng nói âm trầm vang lên, một lão già mặc áo màu bạc bước ra từ trong bóng tối. Triệu Bân đoán không sai, quả nhiên là cảnh giới chuẩn thiên. Khí huyết vô cùng dồi dào. Khí thế vừa cuồn cuộn vừa lạnh lẽo, bước chân của lão già vững vàng, mỗi bước đi đều vang lên tiếng động, mặt đất lắc lư. Là ông ta. Đến khi nhìn rõ người đó, Triệu Bân híp mắt, hắn từng gặp lão già này ở Linh Đan Các, là một trong các hộ vệ của Ân Minh, người này vẫn luôn đi theo hắn đến đây thế mà hắn lại không hề phát hiện ra. Không có Nguyệt Thần, hắn vẫn giống như bị mù. Nếu có Nguyệt Thần ở đây, chắc chắn không thể qua được cảm giác của cô ta. Đường đường là cảnh giới chuẩn thiên mà lại đánh lén sau lưng hậu bối, tiền bối không sợ người thế hệ sau cười chê à, Triệu Bân lạnh nhạt nói, lảo đảo vài cái mới đứng vững, khóe miệng liên tục chảy máu, khó khăn xua đi sát khí trong người. Giết ngươi thì không ai biết đâu, lão già nhếch khóe môi. Ta không, có thù oán gì với ông, Triệu Bân cười nhìn lão già áo bạc. Chủ nhân của ta rất thích chiếc nhẫn đó của ngươi, lão già cười nói. Triệu Bân không nói gì, hắn biết ý lão già áo bạc chính là chiếc nhẫn ma, cũng biết chủ nhân mà lão già nói chính là Ân Minh cháu trai của đại tế ti hoàng tộc. Người kia cũng không ngốc, vẫn biết chiếc nhẫn ma này là bảo bối nên mới bảo người chặn đường giết người cướp của, hơn nữa còn phái đến một cảnh giới chuẩn thiên, đúng là xem trọng hắn quá. Xoẹt! Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Bân cảm nhận được lực hút đáng sợ. Lão già áo bạc đó đã giơ tay lên, năm ngón tay hướng về phía hắn, lực hút đáng sợ phát ra từ lòng bàn tay lão già. Ư! Triệu Bân hừ một tiếng, không thể nào chống cự lại mà bị hút qua đó, không phải hắn quá yếu mà là cảnh giới chuẩn thiên quá mạnh. Có điều, hắn sẽ không khoanh tay chờ chết đâu. Lúc cánh tay của ông già mặc áo bạc vẫn còn cách ba tấc thì hắn đã dùng thiên cang hộ thể và còn gia tăng thêm uy thế thiên võ lên trên thiên cang hộ thể nữa, thế là uy lực của lá chắn thiên cang tăng đột biến, lập tức đập tan lực hút của ông già áo bạc. Ông già áo bạc không kịp trở tay, tông vào lá chắn ánh sáng và bị bật ngửa ra sau, đến nỗi lão ta phải ngây mặt ra, sao thiên cang hộ thể của cảnh giới huyền dương lại có uy thế thiên võ. Nếu không phải vì uy thế thiên võ đó thì lão ta cũng sẽ không bị đánh bật về sau. Soạt. Lúc này, Triệu Bân đã quay đầu bỏ chạy về hướng núi bất tử. Cũng chính vào lúc đó, hắn đã biến ra một lèo ra mấy chục phân thân, mỗi phân thân chạy về một hướng, đương nhiên là hắn đang dàn trận triệu hồi ngược hướng. Trước mặt cảnh giới chuẩn thiên, nếu hắn chỉ dựa vào sức của đôi chân thì vốn không thể nào chạy thoát được, vì vậy hắn phải dùng đến trận triệu hồi ngược hướng thì mới được. Vấn đề là hắn có thể chịu đựng đến lúc nào. Ngoài ra, hắn còn truyền tin về thành Thiên Thu. Bị cảnh giới chuẩn thiên đuổi giết sao? Đại trưởng lão của nhà họ Ma nghe tin thì chạy ra khỏi thành Thiên Thu đầu tiên, sắc mặt lão ta cực kỳ khó nhìn. Nếu như là cảnh giới địa tạng đỉnh cao thì Triệu Bân còn có thể miễn cưỡng bỏ trốn được, nhưng nếu như là cảnh giới chuẩn thiên thì khả năng là bằng không, chỉ cần một trưởng thôi là hắn đã thịt xương lẫn lộn rồi. Là Ngân Sơn lão quỷ. Ma tử nhìn vào cảnh tượng trong mắt phân thân của Triệu Bân và nhận ra đó là ai. Ai là Ngân Sơn lão quỷ, Lăng Phi hỏi. Thuộc hạ của đại tế ti hoàng tộc, hộ vệ của Ân Minh, Phượng Vũ lạnh lùng nói. Ân Minh là kẻ thù của cô ta nên đương nhiên là cô ta nhận ra ngay,
nếu như không phải vì có hai tên cảnh giới chuẩn thiên bảo vệ thì ma gia đã tiêu diệt ân minh từ lâu rồi. Hay cho cơ ngân. Ngân Sơn lão quỷ hét lên giận dữ, đột ngột đứng chững lại, giẫm mạnh một chân xuống đất. Ngay lập tức, một luồng khí màu bạc từ người lão ta, trải rộng ra bốn phía. Luồng khí đó không chỉ có uy lực mạnh mà tốc độ cũng cực kỳ nhanh, cả một vùng lớn những cây cổ thụ chọc trời đều bị chặt đứt ngang thân, những tảng đá cứng lần lượt bị đổ nát, tất cả đều mọi thứ trong phạm vi 100 trượng đều bị quét sạch. Học! Triệu Bân hộc máu, hắn bị tông trúng, văng lộn nhào ra xa. Không chỉ có hắn, phân thân mà hắn vừa mới biến ra trước đó cũng bị luồng khói đó đánh tan biến. Muốn dùng phân thân để chi viện và báo tin à? Mơ đi! Ngân Sơn lão quỷ không ngốc, tối nay, lão ta dám gặp hắn bằng diện mạo thật của mình thì đương nhiên sẽ không để cơ ngân bỏ trốn, và càng không để cho phân thân của hắn đi báo tin, lần này lão ta đến thì đã không có dự định để cơ ngân quay về. Triệu Bân chưa kịp thở thì lại hộc máu tiếp. Hắn biến ra phân thân không phải để chi viện và báo tin mà là để cứu mạng mình. Không cần quá nhiều, chỉ cần có một phân thân thoát được là đủ rồi. Phân thân có thể tiếp tục dùng thuật phân thân, biến ra phân thân khác, tạo ra trận triệu hồi ngược hướng là có thể giúp hắn thoát nạn. Đáng tiếc, tất cả các phân thân biến ra đều đã bị tiêu diệt. Ở núi Bất Tử và Đại Địa Linh Mạch có phân thân của hắn, nhưng ngặt nỗi nước xa không cứu được lửa gần. Còn có chiêu gì nữa nào? Ông già áo bạc chậm chậm bước đến như đang đi dạo. Đường đường là cảnh giới chuẩn thiên. Không ngờ lại bị thiên cang của cảnh giới huyền dương đánh bật ngược, thật mất mặt. Nhưng dù là như vậy thì lão ta vẫn không hề tức giận, ngược lại, ánh mắt còn sáng rực, đầy vẻ tham lam và thèm khát, một tên cảnh giới huyền dương nhỏ bé mà lại có thể thi triển uy thế thiên võ, thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của lão ta. Đi tìm bà ngoại ngươi đi. Triệu Bân lớn tiếng mắng, rắc một nắm bùa lôi quang ra rồi quay đầu bỏ chạy. Lúc bùa lôi quang phát nổ thì hắn lại biến ra thêm mấy phân thân, chạy về bốn hướng. Trò vặt vãnh. Ánh mắt Ngân Sơn lão quỷ đầy vẻ khinh miệt, lão ta phất lờ bùa lôi quang, vung nhẹ cánh tay thì mấy chục luồng kiếm khí liền phóng ra bốn hướng, chém tan hết tất cả những phân thân do Triệu Bân biến ra. Bùm! Triệu Bân nhanh chân, dùng bùa lơ lửng, bùa tốc hành, phóng thẳng lên trời cao như một tia sáng. Nếu như dùng đúng cách phép thuật này thì cũng có thể chạy thoát được. Mặc dù Ngân Sơn lão quỷ có tu vi cảnh giới chuẩn thiên nhưng vẫn chưa đến cảnh giới thiên võ, không thể nào di chuyển trên không được. Ngươi, chạy mà được sao? Ngân Sơn lão quỷ nhếch khóe môi, chỉ nhẹ nhàng dùng một tay bấm ấn quyết dưới ống tay áo. Tức khắc, bầu trời chấn động, một mặt trời nữa xuất hiện, một mặt trời màu bạc, tỏa ánh sáng bốn bề khiến mặt đất sáng như ban ngày. Triệu Bân hừm lên một tiếng khó chịu, ánh sáng làm hắn lóa mắt. Khóe mắt chảy máu. Vẫn chưa kết thúc, ánh sáng của mặt trời màu bạc không phải là ánh sáng bình thường. Mỗi một tia sáng đều có khả năng xuyên thủng cực mạnh, khi bị nó chiếu sáng thì chẳng khác gì bị tấn công, muốn trốn cũng không có chỗ để trốn. Mở! Triệu Bân nghiến răng, lại dùng đến thiên cang hộ thể, nếu như đã không trốn được thì chỉ có thể đương đầu thôi. Cùng lúc đó, hắn cũng thi triển Chu Tiên Quyết, kẹp hai ngón tay lại. Chĩa về phía mặt trời màu bạc từ phía xa. Ánh kiếm phóng ra từ kẽ tay, màu vàng kim lấp lánh, cộng thêm thiên lôi và khí huyền hoàng. Học! Ánh sáng của mặt trời rất đáng sợ, chớp mắt phá tan thiên cang hộ thể của Triệu Bân, không chỉ phá tan mà còn đâm xuyên mười mấy lỗ sâu trên cơ thể của hắn. Có điều, cũng chính vào lúc đó, mặt trời màu bạc đã bị Chu Tiên Quyết đâm thủng, ánh sáng vụt tắt. Đương nhiên là do Ngân Sơn lão quỷ đã nương tay. Nếu như lão ta dùng hết sức thì Triệu Bân đã chết từ lâu rồi. Lão ta không nỡ giết cơ ngân, hắn chính là một bảo bối, toàn thân đều quý giá, dù muốn giết chết thì cũng phải lấy được ít bí mật trước đã, chẳng hạn như cách mở đan hải và võ hồn, hay chẳng hạn như thiên nhãn thuấn thân và sức mạnh tái sinh. Vèo! Triệu Bân phá tan được mặt trời thì lại bay lên trời. Ta đường đường là cảnh giới chuẩn thiên mà lại để ngươi chạy thoát được sao? Ngân Sơn lão quỷ lạnh lùng nói, ấn quyết trên tay lại thay đổi. Sau khi ấn quyết biến đổi, bầu trời lại rung lên, một luồng khí mạnh ùa đến, đó là phép độn phong ngũ hành, hơn nữa còn là loại bình thường nhất. Mặc dù là loại bình thường nhất nhưng cũng phải xem là do ai thi triển, khi được cảnh giới chuẩn thiên thi triển thì độn phong bình thường cũng có uy lực kinh thiên động địa. Học! Triệu Bân khuỵu xuống,
hắn đã bị trận gió thổi bay xuống lại. Tiếp đó là âm thanh cực lớn vang lên, một ngọn núi nhỏ đã bị hắn đánh sập. Khi đất đá văng khắp nơi, hắn bỏ dậy và chạy tiếp. Ngân Sơn lão quỷ thấy vậy thì không khỏi chau mày, quán quân tỷ thí tân tông của Thiên Tông giỏi chịu đòn thật, dù cho lão ta đã nương tay nhưng uy lực cũng rất mạnh mà, nếu là cảnh giới địa tạng bình thường bị trúng đòn thì đều sẽ phải bán thân bất toại, vậy mà tên tiểu võ tu này lại có thể chạy nhảy lung tung như thế. Thú vị! Ngân Sơn lão quỷ cười chế giễu, đuổi theo với tốc độ vừa phải. Theo cách nhìn của Triệu Bân thì tốc độ vừa phải đó của lão ta lại nhanh như một bóng ma. Nể chết người này, Triệu Bân lẩm bẩm, quăng ra một mạch cả lốc bùa nổ. Đáng tiếc, Ngân Sơn lão quỷ là cảnh giới chuẩn thiên, dùng bùa nổ của cảnh giới huyền dương để cho nổ võ tu ở cấp độ đó thì đừng nói đến việc làm đối phương bị thương, đến cả chân nguyên hộ thể cũng không thể phá được, không có cả tư cách gãi ngứa nữa. Trước mặt đã là ngõ ra khỏi thung lũng. Triệu Bân thấy vậy thì liều mạng chạy. Vẫn chưa ra khỏi thung lũng thì đã thấy sóng ào ào ập đến. Là Ngân Sơn lão quỷ đã dùng thuật độn thủy. Triệu Bân vừa mới đến đầu thung lũng thì đã bị sóng lớn nhấn chìm, cuốn hắn trở về khiến hắn đến đứng cũng không đứng vững được. Đến khi Ngân Sơn lão quỷ thay đổi ấn quyết thì sóng nước cuồn cuộn lại biến thành từng tấc băng lạnh, đóng băng hắn thành một bức tượng băng, giống kiểu như lấy gậy gõ một cái là có thể vỡ tan ngay. Chạy hả, sao có thể chạy thoát được chứ? Ngân Sơn lão quỷ cười nham hiểm, dùng phép đóng băng và thêm một loại phong ấn nữa để phong tỏa đan hải của Triệu Bân và cả kinh mạch của hắn nữa. Tiền bối, ỷ lớn hiếp bé vậy thì không được đâu. Triệu Bân lảo đảo, không còn nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa, tất cả đều đã bị giới hạn thì còn chạy cái nỗi gì nữa, rơi vào tay của cảnh giới chuẩn thiên thì vốn không thể nào chạy thoát được, nếu như có một phân thân có thể chạy thoát thì đơn giản rồi. Vấn đề là Ngân Sơn lão quỷ giám sát quá chặt, đến một phân thân cũng không chạy thoát được. Thế này thì khó rồi đây. Cao thủ cảnh giới chuẩn thiên đánh cho hắn bị thương khắp người. Đến lúc này, hai mắt hắn vẫn còn mờ, khóe mắt vẫn không ngừng chảy máu. Đúng thật là một chiếc nhẫn kỳ lạ. Ngân Sơn lão quỷ giơ tay lên, lấy đi nhẫn ma của Triệu Bân, giữ lơ lửng trong lòng bàn tay và quan sát từ trên xuống dưới. Chiếc nhẫn đó rất bình thường, mới nhìn thì chẳng có gì nhưng trên thực tế, bên trên chiếc nhẫn đó có khắc đường vân che mắt cực kỳ nhỏ, xóa đi thuật che mắt đó mới có thể nhìn thấy ánh sáng ra toát ra, lão ta nhìn đến hai mắt sáng rỡ lên. Trước đây, lão ta lại không hề phát giác ra nó khi ở Linh Đan Các. Vẫn là nhờ ân minh tinh mắt, nhận ra được sự đặc biệt của chiếc nhẫn này, có điều, nghĩ đến những gì mà ân minh được kế thừa thì lão ta lại không cảm thấy kỳ lạ nữa. Tên nhóc đó có thiên phú đặc biệt, có thể cảm nhận được bảo bối. Khá lắm. Ngân Sơn lão quỷ lẩm bẩm, ánh mắt thêm phần tham lam. Lão ta thầm nghĩ có nên giữ chiếc nhẫn này làm của riêng hay không, còn về phía ân minh thì chỉ cần tìm đại một lý do, nói cho qua chuyện là được. Lão ta nghĩ tới nghĩ lui nhưng rồi lại thôi. Tên ân minh đó nham hiểm, giảo hoặc lắm, không dễ gì dụ được. Nếu dám dùng mưu kế với hắn ta thì sẽ không có kết quả tốt. Dù cho lão ta có là cảnh giới chuẩn thiên thì cũng phải e dè, ân minh không đáng sợ, đáng sợ là đại tế ti hoàng tộc, có lúc quyền lực còn hữu dụng hơn cả thực lực nữa. Vì vậy mới nói, tốt hơn vẫn nên giao chiếc nhẫn này cho ân minh. Lão ta cất nhẫn ma rồi mới mỉm cười với Triệu Bân và nói, làm sao để luyện được võ hồn và đan hải thế hả? Nếu như ta nói ra thì có thể tha mạng cho ta được không? Triệu Bân ho ra máu. Người có quyền đàm phán với ta sao? Ngân Sơn lão quỷ cười khinh miệt. Vậy thì ông cứ giết ta đi, Triệu Bân dứt khoát phươn cổ ra. Tưởng ta không dám sao? Ngân Sơn lão quỷ hừm lên lạnh lùng, chân nguyên toát ra từ lòng bàn tay. Lão ta trưởng qua một trưởng, cú trưởng của cảnh giới chuẩn thiên không phải chuyện đùa, cảnh giới huyền dương mà chúng phải thì chỉ có chết. Nhưng, khi chỉ còn cách đầu Triệu Bân ba tấc thì Ngân Sơn lão quỷ đột nhiên dừng lại. Còn Triệu Bân thì cũng thầm thở phào. Đã nói mà, đối với người khác thì hắn chính là bảo bối, nỡ lòng nào mà giết được chứ. Ngân Sơn lão quỷ cười nham hiểm, thu tay lại và nói ra bí mật thì ta sẽ tha cho ngươi được sống. Ông là tiền bối cảnh giới chuẩn thiên, không được nuốt lời đâu đấy, Triệu Bân nói. Được. Ngân Sơn lão quỷ nhích nhẹ khóe miệng. Miệng thì nói được nhưng đến khi vét hết được mọi bí mật rồi,
lão ta chịu thả cơ ngân mới là chuyện lạ. Về điểm này thì Triệu Bân hiểu rất rõ, hắn cũng không hy vọng lão quỷ này có thể tha cho mình, hắn làm tất cả cũng chỉ là để chuẩn bị có màn kịch phía sau thôi. Phải diễn thật một chút, nếu không thì sao có thể lừa được cảnh giới chuẩn thiên. Võ hồn và đan hải của ta luyện được ở núi Bất Tử. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, nói với vẻ mặt rất chân thành, không chạy được nhưng buông lời dụ dỗ thì vẫn có thể được. Bên trong thành Thiên Thu còn có phân thân của hắn, chỉ cần đến núi Bất Tử thì có thể triệu hồi ngược bản gốc, còn về phần Ngân Sơn lão quỷ, nếu như đã vào núi Bất Tử thì đừng mong ra khỏi đó, cao thủ của nhà họ Ma ập ra thì có thể đánh cho lão ta thành cho bụi. Núi Bất Tử hả? Ngân Sơn lão quỷ hơi chau mày. Tận sâu trong núi Bất Tử, có một địa cung rất rộng lớn, bên trong địa cung có một đầm tiên, ta đã ngâm mình trong hồ tiên đó nên mới có thay đổi bất thường, lơ mơ có được võ hồn và đan hải, Triệu Bân tiếp tục nói, thời điểm bộc lộ khả năng diễn xuất đã đến, hắn diễn rất thật, không ngừng bịa chuyện nhưng không hề đỏ mặt. Hồ tiên. Ngân Sơn lão quỷ nghe xong hai chữ đó thì mắt chợt sáng lên, gắn chữ tiên vào thì phải biết quý đến chừng nào. Lẽ nào trong địa cung đó có dấu truyền nhân của nhà tiên? Chiếc nhẫn này của ta, thuật thuấn thân, khả năng tái sinh, bí quyết thiên võ. Tất cả đều có được từ địa cung đó. Triệu Bân tiếp tục nói, mấy giây sau lại bổ sung thêm, chuyện này chỉ có mình ta biết. Tưởng ta là đứa trẻ lên ba thật sao, Ngân Sơn lão quỷ cười lạnh lùng. Cái mạng nhỏ này của ta đã nằm trong tay của tiền bối rồi, ta lừa ông có lợi ích gì chứ, Triệu Bân bĩu môi. Nếu vậy thì dắt ta đi xem thử. Ngân Sơn lão quỷ cười nham hiểm. Lão ta vừa dứt lời thì một con báo đen biết bay từ phía xa, trên trời cao bay xuống. Ngân Sơn lão quỷ kéo Triệu Bân bằng một tay, nhảy lên lưng báo đen, hướng về núi Bất Tử. Lòng tham đã khiến lão ta mất đi sự sáng suốt nên có, thật sự đã tin những lời bịa đặt của Triệu Bân, thật sự đã đến núi Bất Tử xem thử liệu có đồ của thần tiên truyền lại không, nếu như có thật thì phát tài rồi. Nếu như có được tuyệt kỹ của tiên gia thì nói không chừng còn có thể đột phá lên được cấp thiên võ, vậy thì ân minh và đại tế ti có là cái gì đâu. Con người ấy mà, một khi ra sức tưởng tượng thì không gì có thể ngăn nổi. Giống như lão ta, nghiễm nhiên bỏ qua một số nhân tố không chắc chắn, đầu óc chỉ toàn là những thứ nhà tiên để lại, chủ yếu là bí mật mà Triệu Bân tiết lộ thật sự quá hấp dẫn, đan hải, võ hồn, khả năng tái sinh, thiên nhãn, thuấn thân, hồ tiên. Cơ duyên tăng cấp. Bất cứ thứ gì cũng có thể làm lão ta phát cuồng. Tiền bối, ông không được nuốt lời đâu đấy, Triệu Bân nhỏ tiếng nói. Được, Ngân Sơn lão quỷ cười với vẻ đầy nham hiểm. Gầm. Con báo bay giống lên, bay thẳng một đường trên bầu trời. Ngân Sơn lão quỷ ngồi xếp bằng, khí định thần nhàn, thỉnh thoảng lão ta lại mở mắt ra liếc nhìn bản đồ, luôn cảm thấy quá chậm. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa tới nơi? Nguyên nhân chính là bởi vì lão ta không kìm được kích động, rất nóng lòng muốn được nhìn thấy truyền thừa của tiên gia. Triệu Bân thì chỉ ra sức dụi mắt. Đến tận lúc này hai mắt của hắn vẫn còn thâm quầng tối đen khiến cho hắn phải đau đớn rên rỉ. Nếu như ngươi dám đùa giỡn lão phu thì lão phu nhất định sẽ khiến cho ngươi sống không bằng chết, Ngân Sơn lão quỷ khẽ quát. Ta là một tiểu bối, không biết nói dối. Triệu Bân nói hết sức hiên ngang lẫm liệt. Trẻ nhỏ dễ dậy, Ngân Sơn lão quỷ hài lòng nhắm mắt. Ổn thôi, Triệu Bân thầm cười lạnh trong lòng, lão già không biết xấu hổ, đợi tới núi Bất Tử thì ta sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ, dám cướp chiếc nhẫn ma của ta, để xem ta xử ông thế nào. Bên trong thành Thiên Thu có phân thân của hắn. Phân thân biết chuyện thì tất nhiên mấy người ma tử cũng biết. Chuyện này, cũng được sao? Sau khi nghe phân thân kể lại, Ma Tử, Phượng Vũ, Huyễn Mộng, Lăng Phi và mấy cường giả ma gia đều giật giật khóe miệng, bọn họ thực sự đã xem thường thủ đoạn của Triệu Bân, không ngờ hắn còn có thể mang một cường giả cảnh giới chuẩn thiên về núi Bất Tử. Nếu không thì phải làm sao? Theo như lời của Triệu Bân, nếu như đánh không lại thì chỉ có thể lừa gạt, tìm mọi cách để chiến thắng. Chuyện này, cũng được sao? Bên cạnh đại trưởng lão ma gia đang trên đường đi cứu viện cũng có một phân thân của Triệu Bân, sau khi nghe kể lại thì lão ta cũng không khỏi nhướng mày, trong trí nhớ của lão ta thì Ngân Sơn lão quỷ là người có đầu óc rất bình thường, sao có thể để bị Triệu Bân lừa như thế? Lão đại lừa gạt rất chuyên nghiệp, Triệu Bân phân thân cười ha hả nói. Đã nhìn ra rồi,
Đại trưởng lão Ma Gia nói xong còn không quên liếc nhìn Triệu Bân phân thân một cái. Cũng là phân thân nhưng phân thân của Triệu Bân hoàn toàn khác so với của người khác, nhìn Triệu Bân phân thân tươi cười vui vẻ, rõ ràng là có thể tự chủ cảm xúc. Nhất định chỉ có thuật phân thân cấp cao mới có thể tạo ra được những bản sao cao cấp như vậy. Thu tầm mắt lại, lão ta rẽ vào một góc rồi chạy vào trong núi bất tử một lần nữa. Triệu Bân đã nói phải chờ ở núi bất tử để đón khách, bây giờ chạy qua đó là vừa đúng lúc. Cảnh giới chuẩn thiên. Ở trong thành Thiên Thu lúc này bóng người mênh mông, tất cả cường giả Ma Gia đều đã chạy ra ngoài chờ đợi. Nhìn dáng vẻ của mấy người này rõ ràng là đang muốn hút máu, cảnh giới chuẩn thiên thì sao, nhà bọn ta cũng có, đã đến núi bất tử rồi thì đừng mong có chuyện một đánh một, bọn ta đã sống nhiều năm như vậy mà vẫn chưa bao giờ được đánh cảnh giới chuẩn thiên, càng nghĩ lại càng cảm thấy kích thích. Trói cảnh giới chuẩn thiên lại để đòi tiền, thì đòi được bao nhiêu nhỉ? Lăng Phi sờ sờ cằm, quay sang nhìn Ma Tử, cũng nhìn Phượng Vũ. Không thể nào thấp hơn 9.000 vạn lượng. Không thể nào, là cảnh giới chuẩn thiên đó, làm gì mà chỉ có giá 9.000 vạn lượng. Ý ta đang nói đó là giá của một cân. Tư tưởng lớn gặp nhau. Ma Tử cùng Phượng Vũ còn chưa lên tiếng thì một đám lão già xung quanh đã xì sầm bàn tán giá cả. Lăng Phi nghe vậy cũng không khỏi giật giật khóe miệng. 9.000 vạn lượng một cân. Nếu tính như vậy thì Ngân Sơn lão quỷ sẽ có giá tận bao nhiêu cơ chứ? Chấm. Gầm. Tiếng gầm của con báo bay vẫn hết sức khí phách. Để đến được núi bất tử sớm nhất có thể, Ngân Sơn lão quỷ đã dùng hơn 10 lá bùa tốc hành. Thú cưỡi tốt. Triệu Bân vỗ vỗ lên thân con báo bay, thật là oai phong lẫm liệt. Thân thể lớn như thế này, một nồi chắc là nấu không hết. Chấm. Không biết từ khi nào mà con báo bay đã đáp xuống núi bất tử. Để nghênh đón lão già cảnh giới chuẩn thiên mới tới, Triệu Bân phân thân ở trong thành Thiên Thu còn cố ý đẩy Mê Tung trận ra một góc, không được để Ngân Sơn lão quỷ vừa tiến vào núi đã hoài nghi, như vậy thì mới có thể dễ dàng thu phục lão ta. Ở đâu? Ngân Sơn lão quỷ nhìn lướt qua núi bất tử trước rồi mới nhìn sang Triệu Bân. Triệu Bân dụi dụi mắt, giả vờ như đang xem xét phương hướng. Sau đó mới chỉ tay sang một bên. Nếu như ngươi dám lừa gạt ta thì liệu hồn, Ngân Sơn lão quỷ hừ lạnh nói. Tiền bối, cổ họng của ta hơi khô, cho ta chút nước đi, Triệu Bân đưa tay ra nói. Ngân Sơn lão quỷ lười nói nhảm, tiện tay ném cho hắn một bầu rượu. Triệu Bân tóm lấy bầu rượu, hung hăng rót xuống cổ họng. Nốc hết nửa bầu rượu thì cổ họng của hắn mới đỡ khô khốc, tâm trạng sảng khoái hơn rất nhiều. Sảng khoái thông giọng rồi thì còn làm gì nữa? Tất nhiên là phải chu lên rồi. Người đâu, ra đón khách. Nói chu là chu, tiếng chu của Triệu Bân lớn đến mức vang vọng khắp núi bất tử và thành Thiên Thu. Ngân Sơn lão quỷ nghe vậy thì cũng bất giác liếc nhìn Triệu Bân từ trên xuống dưới, hỏi, người bị bệnh rồi sao? Triệu Bân không đáp lời lão ta, chỉ nhếch miệng nở nụ cười vui sướng làm lộ ra hai hàm răng trắng nhởn nanh ác. Nhìn thấy nụ cười gian tà của hắn, Ngân Sơn lão quỷ liền cảm thấy một dự cảm chẳng lành. Vèo. Không đợi lão ta kịp ra tay thì Triệu Bân đã bốc hơi. Không sai, hắn đã bốc hơi khiến cho Ngân Sơn lão quỷ trong chớp mắt sững sờ. Một người trưởng thành còn sống sờ sờ bị lão ta phong ấn, thế mà nói bốc hơi liền bốc hơi. Vèo. Triệu Bân đã xuất hiện trở lại ở một khu rừng núi cách đó mấy ngàn trượng. Các phân thân đã biết được vị trí của hắn từ lâu cho nên hắn có thể ngay lập tức triệu hồi. Bị thương không nhẹ. Đại trưởng lão Ma Gia đã tới, phất tay giải phong ấn trên người Triệu Bân. Suýt nữa thì bị giết, Triệu Bân ho ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt. Chúng ta về thành trước, đại trưởng lão Ma Gia mang theo Triệu Bân chạy một mạch về thành Thiên Thu. Người đâu rồi? Ngân Sơn lão quỷ lúc này mới phản ứng lại. Lão ta phóng tầm mắt cố gắng quan sát bốn phương, ngoài ra lão ta còn phóng cảm chi lực ra ngoài phạm vi ngàn trượng nhưng vẫn không tìm được cơ ngân. Bốc hơi biến mất, hóa ra là ngươi. Sau một lúc, đôi mắt già nua của lão ta mới lóe ra một tia sáng. Lúc trước khi Ngô Khởi và Tử Đô bị bắt cóc thì người đòi tiền chuộc cũng bốc hơi biến mất. Hôm đó lão ta cũng có mặt, cho đến nay vẫn chưa nghĩ ra được. Bây giờ nghĩ lại, hung thủ chắc chắn là cơ ngân. Thảo nào hắn dám đi đòi tiền chuộc,
hóa ra hắn nắm trong tay bí pháp lợi hại như vậy. Điều buồn cười nhất chính là lão ta đến tận bây giờ mới biết, hóa ra không hề có truyền thừa của tiên gia nào ở đây, ngay từ đầu lão ta đã bị một tên tiểu bối cảnh giới huyền dương như cơ ngân xoay như trong chóng. Đợi ta báo cáo đại tế ti rồi thì cả nhà ngươi sẽ bị tiêu diệt. Lão quỷ quát lớn một tiếng, phất áo choàng bay ra ngoài, dám bắt trói Ngô Khởi và Tử Đô lại còn dám đòi tiền chuộc, chuyện này không cần đợi đại tế ti ra tay, chỉ cần hai thế lực đứng sau Ngô Khởi và Tử Đô ra tay cũng đủ khiến cơ ngân khó sống rồi, nếu như nói hắn không bị Chu Di cửu tộc thì chỉ có quỷ mới tin. Hửm, bay được một đoạn thì lão ta liền định thân. Một phút trước bầu trời vẫn còn trong xanh. Thế nào mà một phút sau thì sương mù đã phủ đầy đường đi, càng lúc càng dày lên rồi. Chỉ một tòa mê tung trận tầm thường mà cũng muốn bẫy ta. Ngân Sơn lão quỷ hừ lạnh rồi nhắm thẳng một đường mà đi, thế nhân chỉ biết lão ta am hiểu độn pháp, trên thực tế lão ta cũng rất am hiểu trận pháp, chỉ là một mê tung trận tầm thường không thể nào uy hiếp được lão ta. Đi chưa được bao lâu thì lão ta lại vòng trở về. Thành thật mà nói, sắc mặt của lão ta lúc này trông vô cùng khó coi. Lão ta không thể đi ra ngoài. Chỉ có thể trở về chỗ cũ cho nên sắc mặt của lão ta lúc này có thể đẹp mới là lạ, tuy lão ta am hiểu trận pháp nhưng cấp bậc của tòa mê tung trận này so với tưởng tượng của lão ta thì cao hơn rất nhiều, cho dù lão ta có nhãn giới của cường giả chuẩn thiên thì cũng không tránh khỏi mơ hồ, không thể nhìn rõ con đường phía trước, càng không thể nhìn thấy được mắt trận. Tính kế hay lắm. Ngân Sơn lão quỷ nghiến răng nghiến lợi, hiểu ra được không ít chuyện, chẳng trách cơ ngân dám dụ lão ta đến đây, bên trong núi bất tử có không ít huyền cơ. Mà tòa mê tung trận này chính là một trong số đó. Hô! Bên này Triệu Bân đã trở về thành Thiên Thu, khoanh chân ngồi xuống. Đại trưởng lão Ma Gia đã bước tới đặt lòng bàn tay sau lưng hắn để đẩy chân nguyên vào cơ thể của hắn, tiêu trừ sát khí trong cơ thể cho hắn. Sát khí của cảnh giới chuẩn thiên khác hẳn với cảnh giới địa tạng, vẫn phải để cho cường giả chuẩn thiên giải quyết. Cường giả chuẩn thiên ra tay thoải mái vô cùng. Đến khi Triệu Bân mở mắt ra thì thần sắc của hắn đã trở nên vô cùng tươi tỉnh. Sau đó là tiếng xương cốt va chạm kêu lên răng rắc. Vạn pháp trường sinh quyết đã được hắn thi triển, máu thịt của hắn đã được phục hồi ngay như cũ. Tài nguyên tu luyện đều bị Ngân Sơn lão quỷ cướp mất rồi, Triệu Bân ho khan một tiếng nói. Người nghỉ ngơi một lát, để đó cho bọn ta, đại trưởng lão về vai Triệu Bân nói rồi xoay người rời đi. Có khách từ phương xa tới. Tiếp đón cho tốt. Nhóm cường giả Ma Gia đều đã xách theo vũ khí nhiệt tình phóng ra ngoài. Ma Gia nghèo như vậy, dám cướp tài nguyên tu luyện của bọn họ thì chắc chắn sẽ bị đánh hội đồng thê thảm. Ngươi giỏi lắm. Ma Tử tặc lưỡi liên tục, bật ngón tay cái khen ngợi Triệu Bân. Những người có mặt ai cũng có cùng suy nghĩ với Ma Tử, đã có thể đưa được cảnh giới chuẩn thiên tới đây thì đạo hạnh lừa người của hắn quả thật rất sâu. Thường thôi. Triệu Bân hít sâu một hơi nói. Trông hết sức phong độ. Nhanh nhanh nhanh. Lăng Phi nhanh chân chạy ra, chạy được hai ba bước còn lôi kéo Triệu Bân theo. Ma Tử, Phượng Vũ cùng Huyễn Mộng cũng không tụt lại phía sau, ngoài ra còn có không ít trưởng lão cảnh giới huyền dương của Ma Gia cũng đều chạy về phía ngọn núi cao nhất, cường giả chuẩn thiên đại chiến, bọn họ không xem không được, muốn xem thì bọn họ phải chạy tới chỗ xa bàn, từ đó bọn họ mới có thể xem rõ. Chết tiệt. Ngân Sơn lão quỷ giống giận. Lão ta đang nổi điên bên trong núi bất tử, cứ mỗi một lần lão ta quát lớn là lại có một tiếng nổ vang lên, hoặc trường ấn, hoặc kiếm quang, hoặc đao ảnh, cả một vùng rừng núi xung quanh lão ta đã biến thành một đống tan hoang. Trước đó lão ta còn thề độc rằng mình sẽ phá được trận. Giờ phút này lão ta mới nhận ra không phải là do lão ta không đủ am hiểu về trận pháp mà là bởi vì tòa mê tung trận này có cấp bậc quá cao. Nếu như lão ta đoán không sai thì tòa mê tung trận này tuyệt đối là một tòa trận pháp cấp tiên, bên trong núi bất tử quả nhiên có truyền thừa của tiên gia, cơ ngân không nói dối, chẳng qua truyền thừa này lão ta không thể nào nhìn thấu được. Cơ ngân, cút ra đây cho ta, Ngân Sơn lão quỷ rít lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận. Lão quỷ, sao ngươi lại tức giận như vậy, đại trưởng lão Ma Gia đi tới, mỉm cười nói. Thấy vậy, Ngân Sơn lão quỷ hơi nheo mắt lại nói, là ngươi. Lâu rồi không gặp, đại trưởng lão Ma Gia cười nói. Nhiều ngày không gặp, không ngờ ngươi đã tiến vào được cảnh giới chuẩn thiên, Ngân Sơn lão quỷ cười lạnh nói. Cho nên ta mới tới nói chuyện với ngươi một chút đây, đại trưởng lão Ma Gia lắc lắc khớp cổ nói.
chỉ bằng thực lực của ngươi, Ngân Sơn lão quỷ khinh thường nói, cảnh giới chuẩn thiên cũng có phân chia mạnh yếu, một người mới thăng lên cảnh giới chuẩn thiên tất nhiên không thể gây nên uy hiếp lớn cho lão ta, người giống như đại trưởng lão ma ra thì lão ta còn có thể một đánh hai. Đến đây, đại trưởng lão ma ra quát lớn một tiếng, vác đao lên chém ra 10 trượng đao mang. Ngươi còn kém xa, Ngân Sơn lão quỷ hừ lạnh rồi chém ra một kiếm phá đao mang 10 trượng, ngay cả đại trưởng lão ma ra cũng bị chấn lui về phía sau. Người vừa mới thăng lên cảnh giới chuẩn thiên quả nhiên vẫn chưa đủ năng lực để một đấu một với lão quỷ, một kích đối kháng vừa dứt thì khóe miệng của đại trưởng lão còn chảy ra không ít máu tươi. Ngươi có quan hệ gì với Cơ Ngân? Ngân Sơn lão quỷ cầm kiếm bước tới nhìn đại trưởng lão ma ra không chớp mắt, Cổ Ngân vừa mới rời khỏi thì đại trưởng lão ma ra đã xuất hiện, nếu như nói Cơ Ngân và ma ra không liên đến nhau thì ngay cả quỷ cũng không tin. Quan đợi người bị bắt trói lại rồi thì ta sẽ nói cho người biết, đại trưởng lão ma ra cười nói. Muốn bắt ta, Ngân Sơn lão quỷ cười nhạo nói. Vừa mới cười được không lâu thì nụ cười của lão ta liền đông cứng lại, bởi vì bốn phương tám hướng đều đã có người nhảy ra. Hơn nữa còn không ít hơn 100 cường giả cảnh giới địa tạng, trong số đó hơn 9 phần đều đã là cường giả địa tạng đỉnh phong. Tất cả bọn họ đều vác theo binh khí, nở nụ cười gian tà nhìn về phía Ngân Sơn lão quỷ, nhìn ánh mắt của bọn họ sáng lên, dường như đó đã không còn là ánh mắt nhìn vào con người nữa mà là ánh mắt nhìn vào một núi vàng. Giết! Đêm trăng mờ gió rét, đúng là thời điểm tốt nhất để giết người. Đêm nay núi Bất Tử vô cùng náo nhiệt. Tiếng quát của cường giả ma ra hết sức vang dội, bọn họ liên tục tung chiêu dũng mãnh, ánh đao, bóng kiếm, trưởng ấn, phù chú. Khiến cho bất kỳ ai cũng phải choáng ngợp. Phụt, phụt. Ngân Sơn lão quỷ bị đánh thảm, đầu tóc bù xù, toàn thân đã xuất hiện chằng chịt vết thương. Cường giả ma ra liên tục xông lên khiến cho lão ta đứng không vững, cho dù lão ta có là cảnh giới chuẩn thiên thì cũng không thể nào tự tin một mình địch lại 100 cường giả cảnh giới địa tạng. Hơn nữa, trong đám cường giả địa tạng kia còn có một vị cảnh giới chuẩn thiên vừa mới thăng cấp. Hừm, đó cũng chính là đại trưởng lão ma gia, đừng nhìn gương mặt lão ta chính trực mà nhầm lẫn, kỳ thật lão ta là một kẻ cực kỳ không hiểu võ đức, chỉ cần nhìn thấy sơ hở nhỏ là lão ta sẽ ngay lập tức phóng ra đánh lén, mỗi một cú đánh lén của lão ta đều khiến cho Ngân Sơn lão quỷ hết sức chật vật. Các ngươi thật sự không chết không dừng sao, Ngân Sơn lão quỷ tức giận gầm lên. Bang, bang, bang. Đáp lại lời lão ta chỉ có hàng trăm loại bí thuật đang điên cuồng oanh tạc. Cường giả ma gia không hề phí lời với lão ta, bọn họ phối hợp hết sức ăn ý, lão ta có cảnh giới chuẩn thiên thì thế nào, chẳng phải cuối cùng vẫn bị bọn họ đánh cho ngóc đầu không nổi đó hay sao? Đã đến núi Bất Tử rồi thì đừng mong một đánh một. Á! Ngân Sơn lão quỷ rít gào, muốn lao vút vào trong núi rừng. Tuy nhiên, cho dù lão ta có đi tới đâu thì cũng sẽ ngay lập tức bị đánh chặn. Phía trước Sa Bàn, Triệu Bân, Ma Tử và những người khác đều là khán giả theo dõi trận chiến, ai cũng thổn thức tặc lưỡi không thôi. Ma gia đánh hội đồng quả nhiên không tầm thường, cho dù là cường giả cảnh giới chuẩn thiên cũng không tránh khỏi kết cục bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Biện pháp tốt, Ma Tử sờ sờ cằm nói. Biện pháp tốt mà hắn ta vừa nói đến chính là nếu như không thể đánh lại ai ở bên ngoài thì cứ dẫn kẻ đó về núi Bất Tử. Triệu Bân đã làm rất tốt. Ngay cả một cường giả cảnh giới chuẩn thiên cũng bị hắn lừa về núi Bất Tử này. Đây chính là kỹ năng sống. Triệu Bân hít sâu một hơi, ý vị thâm trường nói. Đây là sự thật, lừa người cũng là một loại kiến thức cần được tiếp thu. Phụt, trong lúc mọi người đang nói chuyện thì Ngân Sơn lão quỷ lại phun máu một lần nữa, lão ta vừa bị đại trưởng lão ma ra chém một đao khiến cho lão ta bị chấn lui rồi đâm thẳng vào ngọn núi phía sau, không đợi đống đổ nát rơi xuống. Không đợi Ngân Sơn lão quỷ kíp đứng lên thì cường giả ma gia đã công phạt tới đây trời, đảm bảo cho lão quỷ không thể nào đứng lên được lần nữa. Trận chiến không trì hoãn đã kết thúc ở đây. Cường giả ma gia không giết Ngân Sơn lão quỷ, thay vào đó bọn họ phong ấn lão ta bằng hàng trăm lớp phong ấn trói buộc. Á! Lão quỷ gào thét muốn xông tới nhưng phong ấn trên người lão ta lúc này đã quá mạnh và quá nhiều khiến cho lão ta không thể nào nhúc nhích nổi. Lão quỷ phẫn nộ chừng hai mắt đỏ ngầu nhìn đại trưởng lão ma gia nói, nếu như đại tế ti biết thì toàn bộ ma gia ngươi sẽ bị tiêu diệt. Chát! Đại trưởng lão ma gia ra tay rất đơn giản, tát một bạt tai đưa Ngân Sơn lão quỷ vào cõi mộng, dám hù dọa ta. Lão phu còn sợ ngươi dọa à,
mấy năm gần đây đại tế ti giết người của ma gia còn ít hay sao? Nếu như không phải ngươi còn chút giá trị thì lão phu đã một chưởng đánh chết ngươi rồi. Cảnh giới chuẩn thiên quả nhiên không phải chuyện đùa. Trên đường trở về có không ít cường giả ma gia vừa bước đi khập khiễng vừa ôm chặt thắt lưng già nua của mình, liều mạng chiến đấu với cảnh giới chuẩn thiên vẫn rất đáng sợ, người có nội tình vẫn còn hơi yếu như bọn họ không có ai là không bị thương, cũng chỉ trách trận này không được giết người, chỉ được bắt sống. Cho nên bọn họ cũng không dám dùng đến sát chiêu. Nếu như bọn họ toàn lực ứng chiến thì Ngân Sơn lão quỷ đã sớm bị đánh diệt rồi. Làm tốt lắm. Tại cổng thành, người của ma gia đang đứng đón mọi người trở về. Lần này người bị bắt trói chính là một cường giả cảnh giới chuẩn thiên. Bên kia Triệu Bân đã lên đến đỉnh núi, U Lan đang nằm trên giường băng ngọc tựa như một mỹ nhân băng giá, giữa đôi lông mày xinh đẹp vẫn còn đọng lại vẻ đau đớn, khóe mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chưa khô, không biết là cô ta gặp ác mộng hay là do kịch độc thái âm khiến cho cô ta đau đớn không chịu được. Ma Tử và Phượng Vũ cũng ở đó, nhìn thấy Triệu Bân lấy ra một viên linh đan. Đây là thuốc giải, Lăng Phi bước tới xem xét. Hẳn là có thể giải. Triệu Bân giải phong ấn băng cho U Lan rồi đưa cứu tâm đan vào miệng của cô ta. Đan dược vừa vào miệng thì đã hóa thành dược lực, trong chớp mắt dược lực đã tràn khắp cơ thể U Lan, hóa giải độc tố đang cắn nuốt tâm mạch, biến chúng thành máu đen chảy ra ngoài khóe miệng U Lan. Thực sự có thể giải được sao? Ma Tử và Phượng Vũ đều nhướng mày, liếc nhìn Triệu Bân từ trái sang phải. Đã nói mà, đối với cái tên này thì làm gì có chuyện lớn chứ? Ngay cả độc của La Sinh Môn mà hắn cũng có thể giải, nếu như bị La Sinh Môn biết được thì Triệu Bân chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị ám sát số một, nói không chừng có một ngày môn chủ của La Sinh Môn sẽ còn đích thân đến gặp hắn nói chuyện. Nếu như hắn đã có thuốc giải thì hắn hoàn toàn có thể mua chuộc được sát thủ của La Sinh Môn. Thường thôi. Triệu Bân âm trầm nói, thái độ của hắn khi nói ra lời này càng lúc lại càng phong độ hơn. Mặc dù chất độc đã được giải quyết nhưng U Lan vẫn chưa tỉnh dậy, cô ta còn phải ngủ để chậm rãi bồi bổ khí lực. Mọi người cũng không quấy rầy cô ta, nhanh chóng xoay người xuống núi. Người mà ngươi nhờ ta điều tra, đã tra ra rồi, Huyễn Mộng đưa cho Triệu Bân một bức họa, trên đó là chân dung của một người, chính là chân dung của người đàn ông trung niên cụt một tay của Trấn Ma Ti. Đao Vô Ngân, Triệu Bân lẩm bẩm, đây là tên của người đàn ông trung niên cụt một tay, quả là tên cũng như người, có Đao Vô Ngân, không có thứ gì không chế được nội liễm bá liệt của ông ta. Ông ta có lai lịch rất thần bí, chỉ có thể tra ra được như vậy, Huyễn Mộng thì thầm. Ai đang bị giam giữ trên tầng 7 của hình tháp, Triệu Bân lại hỏi. Ta đã kiểm tra, đó là một đứa trẻ. Đứa trẻ. Triệu Bân lại lẩm bẩm, thầm nghĩ chẳng lẽ đó là con của Đao Vô Ngân. Một đứa trẻ không hiểu thế sự thì có thể phạm tội ác tày trời gì để bị giam cầm trên tầng 7 của hình tháp chứ? Chẳng lẽ đây cũng giống như chuyện của mẹ hắn, có liên quan đến một bí mật kinh thiên động địa nào đó? Sau khi xuống núi thì mọi người cũng tách nhau ra. Triệu Bân đi thẳng đến chỗ cây cổ thụ, Ngự Lâm Quân Thiết Chí, Trấn Ma Ti Mộ Dung, Thiếu Chủ Huyết Ưng Nghiêm Khang, Thiếu Chủ Ám Dạ Hoa Đô. Đều đã bị đánh ngất và bắt trói ở đây. Thân thể đung đưa theo từng cơn gió thổi qua. Không tồi. Triệu Bân cầm gậy chọc chọc vào người bọn họ. Đám người này đều là tiền cả cho nên hắn cũng không nỡ giết, bớt thời gian thả bọn họ ra sau đó bắt trói lại lần nữa thì tốt hơn. Nói chung thì nhóm của hắn vẫn rất có đạo đức nghề nghiệp. Tuy nhiên, có đi cũng phải có lại, để hắn bắt được một lần thì phải mất ra một phần tiền mới có thể được thả lần nữa. Thăm mấy người bạn cũ trước rồi sau đó hắn mới chạy qua chỗ Ngân Sơn lão quỷ. Không sai, đường đường cường giả cảnh giới chuẩn thiên như Ngân Sơn lão quỷ cũng đã bị treo lên, bảo vật mà lão ta mang theo bên người cũng đã bị cường giả ma ra quét sạch không còn một món. Toàn thân của lão ta lúc này đang bị dán đầy bùa chú, tất cả đều là bùa chú phong ấn, ngoài ra còn có không ít bí pháp phong ấn được yểm trên người của lão ta, ai bảo lão ta lại là cường giả cảnh giới chuẩn thiên chứ? Nếu như lão ta phá được phong ấn thì thành thiên thu chắc chắn sẽ trở nên hết sức náo nhiệt. Người định xử lý lão ta thế nào, đại trưởng lão ma ra tiến lại hỏi. Trước tiên cứ treo lão ta ở đó đã, Triệu Bân cười nói, hắn chưa dám mang cường giả chuẩn thiên đi đòi tiền chuộc, nếu như gây ra động tĩnh quá lớn thì không đụng chạm tới cường giả cảnh giới thiên võ mới là lạ,
đến lúc đó lỡ như thân phận của hắn bị bại lộ thì sẽ mất nhiều hơn được. Chiếc nhẫn của ngươi lấy được ở đâu vậy? Đại trưởng lão Ma Gia nâng tay lên, chiếc nhẫn ma của Triệu Bân đang lơ lửng trong lòng bàn tay của lão ta. Trên đường tới đây lão ta đã nghiên cứu chiếc nhẫn kỹ càng, đây không phải là một chiếc nhẫn bình thường, hẳn là một chiếc nhẫn chữ vật, nhưng không biết không gian bên trong nó rộng lớn như thế nào, càng không biết Triệu Bân đã lấy ở đâu ra một vật cổ quái như vậy. Nhặt được. Triệu Bân nhận lấy chiếc nhẫn ma rồi lại đưa ra một đống bùa chữ vật, bên trong đó đều là tài nguyên tu luyện. Nhặt hay lắm, nhặt thì không tốn tiền. Đại trưởng lão Ma Gia thở dài, lão ta biết Triệu Bân đang nói dối. Nhưng lão ta cũng không hỏi thêm, chỉ nhanh chóng ôm đống bùa chữ vật bỏ đi. Sau khi lão ta rời đi thì Triệu Bân mới phất tay áo ấn vào đỉnh đầu của Ngân Sơn lão quỷ. Hự! Ngân Sơn lão quỷ đau đớn rên rỉ từ trong cơn ngất. Bởi vì Triệu Bân đã sử dụng thuật soát hồn với lão ta. Có thể là do tu vi của hắn vẫn còn thấp hoặc là do lĩnh ngộ của hắn vẫn chưa đủ cho nên hắn vẫn chưa thể nhìn thấy được gì cả. Sau nhiều lần thử, hắn lại vòng qua đám người Nghiêm Khang, thi triển thuật soát hồn lên từng người một. Kết quả vẫn giống như nhau. Không phải chứ? Triệu Bân lẩm bẩm, hắn vốn nghĩ mình đã lĩnh ngộ được chút tinh hoa của thuật soát hồn, cho dù linh hồn của đối phương có cấm chế thì cũng không lý nào ngay cả một chút thông tin hắn cũng không thể nhìn thấy. Chẳng lẽ bộ sách cổ viết về thuật soát hồn kia lại là sách lậu? Hắn không tin điều đó cho nên vẫn tiếp tục thử. Hự! Hắn thử rất nhiều lần khiến cho đám người Nghiêm Khang thống khổ vô cùng. Thuật soát hồn sẽ khiến cho người bị khống chế cảm thấy hết sức đau đớn, ngay cả trong lúc ngất mà bọn họ cũng không thể ngừng kêu rên. Người đang làm gì vậy? Ma tử đã tới, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Phượng Vũ tới sau cũng cảm thấy rất bối rối. Không biết Triệu Bân đang làm gì với đám yêu nghiệt này, chỉ thấy thất khiếu của đám người Nghiêm Khang đều đã đổ máu và bọn họ vẫn đang rên rỉ trong lúc còn ngất. Nghiên cứu. Câu trả lời của Triệu Bân hết sức ngắn gọn dễ hiểu. Ma tử bĩu môi, Phượng Vũ cũng không để ý tới hắn nữa, mỗi người đều có việc để làm. Triệu Bân vẫn được đà lấn tới. Đám người Nghiêm Khang đang rất đau khổ, ngay cả ngủ cũng không được an ổn. Luôn có cảm giác như đang bị ai đó lấy gậy đập liên hồi vào đầu khiến cho bọn họ phải nghiến răng đau đớn. Đột nhiên có một làn gió nhẹ thổi qua cuốn theo một làn hương nữ tính. U Lan đã tỉnh dậy tìm đường đi tới đây, lúc trước vừa tỉnh dậy thì cô ta đã bận đánh nhau với Phượng Vũ cho nên vẫn chưa có cơ hội nhìn rõ không gian nơi này, bây giờ nhìn kỹ lại quả nhiên là tiên cảnh trốn nhân gian. Tỉnh rồi sao, Triệu Bân quay đầu lại cười nói. Tại sao? Lại đối tốt với ta như vậy, U Lan cụp mắt xuống, trong giọng nói ẩn chứa một chút dịu dàng, trước khi tới đây cô ta đã nghe Lăng Phi nói rằng Triệu Bân đã tự dùng thân mình thử độc trước khi luyện chế ra giải dược cho cô ta. Do cô xinh đẹp đó, Triệu Bân cười ha hả nói. U Lan nghe xong thì ngẩn ra, người vốn lạnh lùng như cô ta mà trên gương mặt lúc này cũng lộ ra một nụ cười ngây ngốc. Cô đã được tự do, không còn bị La Sinh Môn điều khiển nữa. Triệu Bân cười nói trong khi vẫn đang luyện thuật soát hồn, nếu như cảm thấy không ổn thì cứ trốn ở thành Thiên Thu, cho dù môn chủ La Sinh Môn có đích thân chạy tới đây thì cũng không thể vào trong được. Đa tạ. U Lan nở nụ cười dịu dàng, trong đáy mắt đã mờ mờ nổi lên một màn sương. Từ trước đến nay cô ta chưa từng có một giây phút nào thanh thản như thế này, cả đời này cô ta đã không cần phải sống trong bóng tối nữa, không cần trở thành vũ khí giết người nữa. Cô ta đã có thể trở thành một con người bình thường bằng xương bằng thịt, thân là sát thủ, nguyện vọng lớn nhất của cô ta từ trước đến giờ chính là có thể được đứng dưới ánh nắng mặt trời như một người bình thường. Nghĩ vậy cô ta liền bước tới giang rộng vòng tay, cho dù là kích động, cảm kích hay là yêu thích, cô ta đều muốn ôm Triệu Bân từ rất lâu rồi. Nhưng chưa đợi cô ta kịp ôm thì đã nghe thấy tiếng Triệu Bân gào to, con mợ nó. Mỏ vàng. Tiếng gào to của hắn đến quá đột ngột khiến cho cả thân thể mềm mại của U Lan run lên vì giật mình. Triệu Bân đang quay lưng về phía cô ta, bàn tay của hắn vẫn còn đang đặt trên đỉnh đầu của Hoa Đô, sau bao nhiêu cố gắng cuối cùng hắn cũng đã tìm ra phương pháp đúng để thi triển thuật soát hồn, vừa mới thi triển đúng phương pháp thì hắn liền phát hiện ra một bí mật lớn. Bí mật này đúng là một mỏ vàng. Từ trí nhớ của Hoa Đô, hắn đã nhìn thấy một mỏ vàng. Khó trách hắn ta lại giàu có như vậy, hóa ra trong nhà hắn ta thực sự có quặng mỏ, Triệu Bân thôn thức tặc lưỡi.
Hắn thì đang rất vui vẻ trong khi U Lan phía sau lưng hắn thì hết sức ngượng ngùng, cánh tay ngọc vẫn đang vươn ra lơ lửng giữa không trung định ôm hắn. Một cảnh tượng lãng mạn đến vậy thế mà cuối cùng chỉ còn lại sự xấu hổ. Cái gì, mỏ vàng? Triệu Bân gào to không ngừng, mà giọng của hắn còn rất cao. Trùng hợp là tai của cường giả ma gia đều rất thính, hoặc là nói, cứ hễ nghe tới tiền là tai của bọn họ đều trở nên thính lạ thường. Một đám người ham tiền đã nhanh chóng chạy tới, mắt ai nấy đều sáng rỡ lên đầy tham lam, đối với bọn họ thì tiền bạc còn thân hơn cả mẹ ruột. Nhìn thấy có người tới, U Lan vội vàng lùi lại từng bước, sau đó cô ta bỏ tay xuống rồi rời đi như chạy trốn, hai gò má đã đỏ bừng, lần đầu tiên cô ta muốn ôm một người mà lại gặp phải chuyện xấu hổ như vậy. Ngay sau khi cô ta rời đi thì cường giả ma gia cũng đã kéo tới nơi rồi. Mỏ vàng nào vậy? Nhị trưởng lão ma gia xoa xoa tay cười nói. Ta phát hiện bên trong tộc ám giả có một mỏ vàng, Triệu Bân nhếch miệng cười nói. Hoa Đô nói vậy sao, mà Tử nghi hoặc hỏi. Ta lục soát ký ức của hắn ta mới biết, lòng bàn tay của Triệu Bân sáng lên, hắn đã bỏ ra cả ngày để nghiên cứu thuật soát hồn. Như vậy cũng được sao? Những người có mặt, bao gồm cả đại trưởng lão ma gia đều nhướng mày. Mấy lão già này đã sống rất lâu, tất nhiên đều đã từng nghe nói qua về thuật soát hồn, bí pháp quỷ dị này có thể dùng để lục soát ký ức của người khác, nhưng bí pháp này cũng đã thất truyền từ rất lâu, nếu như có xuất hiện trở lại trên nhân gian thì cũng không đầy đủ. Không ngờ Triệu Bân còn thông hiểu bí pháp này. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng, chuyện quan trọng lúc này chính là mỏ vàng. Triệu Bân cầm lấy bản đồ trải ra trên mặt đất, chuẩn xác vạch ra một đường. Chiến tuyến này rất dài. Ma Tử thấy vậy thì không khỏi thổn thức, mấy cường giả ma gia còn lại cũng tặc lưỡi không thôi. Cũng không thể trách bọn họ, chỉ có thể trách mỏ vàng kia quá khổng lồ, hơn nữa còn cách khu đất tổ của tộc ám giả tận 9.000 dặm. Sao bọn họ có thể tìm thấy một núi quặng cách đất tổ gia tộc tận 9.000 dặm chứ? Núi quặng cách đất tổ của tộc ám giả rất xa nhưng lại rất gần núi bất tử. Đã là núi quặng thì chắc chắn có canh giữ rất dày đặc. Phượng Vũ trầm ngâm nói. Chỉ có hơn chục cường giả địa tạng mà thôi. Triệu Bân cười nói, chuyện này hắn cũng khai thác được trong ký ức của Hoa Đô. Lời này vừa nói ra thì tất cả mọi người đều đứng thẳng người lên. Chỉ có hơn chục cường giả địa tạng, hàng phòng ngự này đúng là quá mỏng. Chỉ cần bay thẳng đến đó là lấy được bảo bối rồi. Đi. Triệu Bân mỉm cười đứng dậy đầu tiên. Ma Tử và mấy cường giả ma gia còn lại cũng nối tiếp nhau bước theo, một mỏ vàng được bảo vệ hết sức lỏng lẻo như vậy, nếu như đã phát hiện thì phải nhanh chóng đi đoạt lấy, còn chậm chân để cho người khác đoạt lấy trước hay sao? Không tồi. Phượng Vũ không đi theo, chỉ mỉm cười vui vẻ. Một lát sau mọi người đã rời khỏi thành Thiên Thu, cưỡi trên thú cưỡi bay thẳng về phía tây. Khi ra khỏi núi Bất Tử, tất cả đều mặc hắc bào để che giấu danh tính của mình. Bọn họ đang trên đường đi đánh cướp cho nên cũng không muốn gióng trống khua chiêng. Thuật soát hồn mà ngươi cũng biết, đúng là thần, Ma Tử tặc lưỡi nói. Triệu Bân cũng không keo kiệt, tiện tay lấy ra bí quyết phát cho mọi người. Thật ngại quá. Câu nói này đã trở thành câu cửa miệng mỗi khi cường giả ma ra tiếp nhận bảo bối. Đám người này cũng không ngoại lệ, ngoài miệng thì nói rất hay nhưng tay thì nhận lấy bảo bối rất lanh lẹ. Đã tìm ra hang ổ của ma quật chưa, Triệu Bân lấy ra bầu rượu rồi hỏi. Vẫn đang tìm, chỉ có quỷ mới biết được bọn chúng đã trốn đi đâu, Ma Tử nhấp một ngụm rượu nói, Vương Dương không phải là một kẻ biết an phận, nhất định sẽ có lúc lộ ra dấu vết, đợi đến lúc đó thì chúng ta sẽ hốt trọn ổ. Lời này nghe rất sảng khoái. Triệu Bân cười nói, sau đó liếc nhìn chiếc nhẫn ma. Hắn đang quan sát xe nỏ. Khi đánh nhau với ma quật thì xe nỏ chính là vật chủ lực, hắn sẽ lấy ra một vạn xe nỏ oanh tạc bọn chúng. Ma gia có rất nhiều người, phân công bọn họ làm linh kiện cho xe nỏ khiến cho việc chế tạo xe nỏ cũng trở nên năng suất hơn. Vèo. Đám thú cưỡi bay vụt qua bầu trời như những đám mây đen. Đội hình gia quân hết sức mạnh mẽ, trừ Triệu Bân và Ma Tử thì người có tu vi thấp nhất chính là cường giả địa tạng tầng 9, ngoài ra còn có một cường giả cảnh giới chuẩn thiên hỗ trợ. Lần này nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không biết từ lúc nào mà tất cả mọi người đều đã đáp xuống một khu rừng.
ở bên kia. Triệu Bân cầm kính viễn vọng chỉ về một hướng. Những người khác cũng nhìn về hướng đó. Theo những gì bọn họ có thể thấy thì ở bên đó có một sơn cốc cô quạnh, mơ hồ còn có thể thấy một bức tường thành hiện ra. Hẳn là bức tường ấy đã được tộc ám dạ xây dựng lên, người không biết có khi còn tưởng đó là một tòa thành cổ. Chắc chắn không có ai ngờ rằng nằm sâu trong ngọn núi đó còn có ẩn giấu một mỏ vàng, chính là nguồn tiền chính của tộc ám dạ. Đáng tiếc, có một nhóm người không thể dây vào đã phát hiện ra nó rồi. Nếu như mỏ vàng này là của tộc Thiên Dương thì mấy người Triệu Bân cũng sẽ không nhúng tay vào, nhưng tộc ám dạ thì khác, tộc ám dạ cũng có tham gia trong trận vây sát Triệu gia cho nên có ân oán không nhỏ đối với bọn họ, bất luận là Triệu Bân hay Ma gia cũng không ngoại lệ. Đánh như thế nào đây? Ma tử nhỏ giọng hỏi. Mạnh mẽ công phạt. Đại trưởng lão Ma gia nói xong liền phóng ra trước. Quả nhiên là cường giả cảnh giới chuẩn thiên, thần thái hết sức tự tin. Đánh. Đã có cường giả chuẩn thiên hỗ trợ thì những người khác còn sợ gì nữa? Mấy người Triệu Bân cũng bắt đầu đồng loạt xông tới. Ai? Rất nhanh mọi người đã nghe thấy trên tường thành truyền đến tiếng quát lớn. Tất nhiên đó là tiếng quát của cường giả tộc ám dạ. Đây chính là mỏ vàng, tộc ám dạ chắc chắn không thể để cho người khác tới đây, nếu như tin tức lộ ra ngoài thì chỉ có quỷ mới biết được sẽ có bao nhiêu người dòm ngó, trên đời này vốn không chỉ có ma gia thiếu tiền. Vèo! Đại trưởng lão ma gia không nhiều lời vô nghĩa, chém ra một kiếm giết chết kẻ vừa quát. Có địch tập kích, ngay lập tức, có rất nhiều tiếng quát lớn đã vang lên khắp nơi trên tường thành. Tốc chiến tốc thắng, đại trưởng lão ma gia lao thẳng tới chém giết, đối đầu với hai lão cường giả cảnh giới địa tạng và chém chết một trong số đó. Cảnh giới chuẩn thiên, lão cường giả địa tạng còn lại đột nhiên biến sắc. Giết, cường giả ma gia cũng đã tràn tới bao vây lão cường giả kia. Có địch tập kích. Tiếng giết gào ồn ào bỗng chốc đã tràn ngập sơn cốc. Mặc dù cảnh giới địa tạng của tộc ám dạ khá lợi hại nhưng cảnh giới huyền dương thì lại đông nghịt. Nên không phát huy được gì. Các cao thủ đỉnh cao bị khống chế thì những người còn lại chỉ là vật trang trí mà thôi. Các cao thủ của ma gia ùn ùn kéo qua, không phải đại chiến mà là trận đồ sát từ một bên. Học! Triệu Bân cũng không rảnh tay, hắn ngồi trên lưng đại bằng, cầm cung bá vương trong tay, không ngừng dương cung bắn, tên lôi đình rất bá đạo. Sức sát thương cực mạnh và cũng rất chuẩn, mỗi tên trúng một người, về cơ bản thì với tất cả những người dưới cảnh giới địa tạng đều không cần đến mũi tên thứ hai, dù cho có cần thì cũng là ma tử chém thêm một nhát. Đánh nhanh rút nhanh, đại trưởng lão ma gia lại hét lên. Cần gì lão ta nói, một nửa cao thủ của ma gia đã phân tán ra bốn hướng. Triệu Bân cũng rất nhanh chân, nhắm chuẩn một hang núi rồi chui tọt vào. Hang núi thông xuống lòng đất. Trên vách hang được dán đầy bùa che mắt, nếu như không có bùa che mắt thì nhất định sẽ có ánh sáng vàng chiếu ra. Men theo hang động, vào sâu bên trong thì có thể nhìn thấy ánh sáng chói lóa. Nhất định là vàng, những hòn đá màu vàng với kích thước khác nhau được chạm đầy trên vách đá, đấy không phải là vàng ròng mà cần được tôi luyện. Ở đó cũng có vàng đã được tôi luyện sẵn rồi, chất thành từng đống khiến hai mắt Triệu Bân đều lóa đom đóm. Lần đầu tiên nhìn thấy khoáng sản vàng. Thật sự rất hoành tráng. Đây chỉ mới là một trong những mỏ khoáng thôi. Thử nghĩ xem, một ngọn núi khoáng sản lớn thế này thì phải có bao nhiêu mỏ khoáng chứ? Rõ ràng là một kho báu lớn. Bởi vậy mới nói, tộc ám dạ cũng thật rộng rãi, rõ ràng biết có khoáng sản mà lại canh gác quá lỏng lẻo. Á địch! Ma tử cũng đã vào, hắn ta kinh ngạc thốt lên. Triệu Bân lần đầu tiên nhìn thấy mỏ khoáng sản thì hắn cũng lần đầu tiên mới thấy, đấy đều là tiền đấy. Đừng nhìn nữa, lấy đi. Triệu Bân đã hành động, hắn vung tay vơ sạch cả một mảng vàng đã tôi luyện. Vì việc này, hắn còn biến ra rất nhiều phân thân, người đông thì có thêm sức mạnh mà. A. À. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dưới ánh trăng, tiếng la thảm thiết vang khắp thung lũng. Lực lượng của ma gia quá lớn, càn quét suốt dọc đường đi. Lại là một cuộc chiến thần tốc, từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cũng chưa tới 15 phút. Tất cả người của tộc ám dạ đều bị giết chết trong thung lũng, không có ai ngoại lệ. Đến giờ bọn họ vẫn không biết được làm sao ma gia lại tìm được chỗ này,
có thể tìm được vị trí chính xác như thế mà nói không có ai chỉ đường thì có quỷ mới tin, nhưng rõ ràng chỉ có người của tộc ám giả của hắn ta biết ngọn núi khoáng sản này, người ma gia đã có được thông tin từ đâu. Lẽ nào trong tộc ám giả có nội gián sao? Ngươi, và cả ngươi nữa, canh gác bốn phía. Những người khác dọn dẹp chiến trường. Đại trưởng lão không nói lời thừa, chỉ phải mấy người đứng ở vị trí cao, dùng kính viễn vọng quan sát bốn phía, nếu như có cao thủ đến gần thì có thể cảnh báo trước, còn lão ta thì tìm một chỗ thoải mái, lấy ra một vò rượu, cộng thêm một đĩa đậu phộng, ung dung nhấm nháp. Mau lên. Các cao thủ của ma gia chia ra làm hai, một nhóm chui vào trong các mỏ khoáng sản, còn tốp kia thì ở bên ngoài dọn dẹp chiến trường, những gì có thể lấy được thì tuyệt đối không khách sáo. Sau khi hủy xác, xóa dấu vết thì bọn họ cũng theo tốp kia vào mỏ khoáng. Chao ôi! Gần như những tiếng thốt lên kinh ngạc như thế đều vang lên ở các mỏ khoáng sản, đa phần đều chưa từng thấy khoáng sản vàng, bây giờ được nhìn thấy thì đúng là mở mang tầm mắt, những thỏi vàng chói lóa được lần lượt nhét vào bùa cất giữ hoặc túi đựng. Nhặt tiền trong truyền thuyết chính là thế này đây. Còn lại giao cho ngươi đấy, ta đến mỏ khoáng khác đây. Ma tử vừa nói vừa quay ra ngoài. Trước khi đi còn không quên ngoái đầu lại suýt xoa, mỏ khoáng này không phải nhỏ nhưng phân thân của Triệu Bân cũng có rất nhiều. Cả đám người đông nghịt, đủ để quét sạch khoáng sản vàng và vàng đã luyện trong mỏ khoáng này, có hắn ta ở đây thì có vẻ còn hơi vướng tay vướng chân. Bởi vậy mới nói, có đan hải thật tuyệt. Khí huyết dồi dào thì mới có thể thích làm gì thì làm. Triệu Bân chính là bằng chứng sống, người bình thường rất khó có thể biến ra nhiều phân thân như thế. Giao cho bọn ta đi. Triệu Bân chưa mở miệng thì các phân thân đã mỉm cười. Nụ cười đó khiến khóe miệng ma tử nhếch lên, phân thân của người ta thì chả có cảm xúc gì, nhưng phân thân của Triệu Bân thì tên nào tên nấy đều như báu vật sống, cảm xúc rất phong phú, vậy thì đẳng cấp của thuật phân thân phải cao biết chừng nào. Bùm! Rắc! Mặc dù ma tử đã đi nhưng Triệu Bân và các phân thân lại rất nhiệt tình. Tất cả đều lấy muỗng, hết gõ rồi lại đập. Bọn họ cũng lười tôi luyện những khoáng thạch chưa được tôi luyện mà chuyển hết vào trong nhẫn ma, không gian của nhẫn ma cũng đủ lớn, khi tu vi của hắn gia tăng thì không gian nhẫn cũng tăng theo. Hả? Triệu Bân đang mải chuyển vàng thì đột ngột chau mày. Hắn bất giác hướng mắt nhìn xuống dưới chân, vị trí ấy cứ cảm thấy có cảm giác nóng ran sộc lên trên từng luông. Không phải hắn phát giác điều đó bằng khả năng cảm nhận mà là bằng đại địa linh chú. Hắn luyện bí pháp này thì độ kết nối của hắn với mặt đất còn mạnh hơn cả cấp chuẩn thiên, cũng chính vì sự kết nối đó nên hắn mới nhận ra có điều khác thường. Nhất định có bao bối nằm sâu đi ới lòng đất. Hắn nghĩ vậy thì dứt khoát cởi giày, đi tới đi lui bằng đôi chân trần, không phải chỗ nào cũng có cảm giác nóng mà chỉ giới hạn trong một phạm vi nhỏ. Như chỗ mà hắn đang đứng lúc này, mặt đất không chỉ có nóng, nếu dùng chú linh đại đi cảm nhận thì chân còn nóng như muốn bỏng. Chính là chỗ này. Triệu Bân rút Long Uyên ra, đục một lỗ. Sau đó là tiếng kiếm va vào đá, hắn đục hết kiếm này đến kiếm khác, càng đục xuống sâu thì cảm giác nóng rát càng mạnh, người bình thường không thể nào cảm nhận được, như nhị trưởng lão của ma gia, lão ta bước vào, nhìn thấy vậy thì hỏi với ánh mắt khó hiểu, này, ngươi làm gì ở đó thế? Bên dưới chỗ này có báu vật, Triệu Bân trả lời. Báu vật hả, nhị trưởng lão ma gia chau mày, ngồi xổm bên mép lỗ. Nhìn vào bên trong, lão ta ghé tai nghe thử trước rồi sau đó lại ghé mũi vào ngửi nhưng cuối cùng vẫn không phát hiện ra được điều gì bất thường. Làm gì có bảo bối? Nhị trưởng lão trợn mắt, thổi râu, quay đầu bỏ đi. Sau đó lại có rất nhiều người vào, bao gồm cả đại trưởng lão ma gia, họ đều nhảy vào trong động xem thử nhưng vấn đề là họ không nhìn thấy gì cả, cảnh giới chuẩn thiên như đại trưởng lão ma gia cũng không ngoại lệ. Còn Triệu Bân thì là trường hợp đặc biệt. Đại địa linh chú cũng có thể xem là một loại thiên phú. Thật sự có bảo bối đấy. Ta tin ngươi, đào tiếp đi. Trước khi đi, ai nấy cũng vỗ nhẹ vai Triệu Bân, nửa đêm nửa hôm lại ở đó bày trò, tin chắc cũng chỉ có ngươi rảnh đến mức đó, đi đào mỏ không sướng hơn sao? Nhặt tiền không khỏe hơn sao? Triệu Bân không đồng tình, đục nhiệt tình hơn. Đêm nay vô cùng dài. Từ bên ngoài có thể nghe thấy rất nhiều âm thanh va chạm của kim loại và đá. Là các cao thủ của ma gia đang đào khoáng sản, không có thời gian tôi luyện nên chuyển luôn cả tảng, còn một phân thân của Triệu Bân thì cầm nhẫn ma trong tay, chạy quanh các mỏ khoáng trong núi.
nhìn chiếc nhẫn đó nhỏ vậy thôi chứ không gian thì lại rất lớn, tất cả đá khoáng sản vàng được người ma gia đào ra đều được chứa hết bên trong. Chiếc nhẫn nhỏ này khá đấy. Không gian lớn cũng khiếp thật. Bảo bối tốt. Các cao thủ ma gia tụ lại, cầm nhẫn ma nhìn tới nhìn lui, số khoáng sản họ đào được suốt cả đêm cũng đủ chất được mấy ngọn núi lớn, vậy mà chiếc nhẫn này có thể chứa được hết. Nhìn phân thân của Triệu Bân cười vui như thế, có thêm mấy ngọn núi nữa thì chắc cũng có thể chứa hết. May mà tu vi của Triệu Bân thấp, không chuyển được ngọn núi này, nếu như chuyển nổi thì chắc hắn đã nhét liền ngọn núi này vào trong chiếc nhẫn rồi. Làm việc đi chứ, đừng có lười biếng. Đại trưởng lão lên tiếng mắng, lão ta đứng ở vị trí cao nhất, trông uy phong nhất. Lên được cảnh giới chuẩn thiên thì khác hẳn, một đám mấy lão già suýt xoa, chậc lưỡi. Cả đám bận rộn, chỉ có mình lão ta rảnh rỗi ngồi đó uống rượu, nhìn sao cũng giống một ông chủ thầu. Đừng ồn ào, ta đang canh gác cho các ngươi. Đấy là câu trả lời của đại trưởng lão ma gia. Đào, tiếp tục đào đi. Các trưởng lão nghỉ ngơi một lúc rồi lại xắn tay áo lên làm, họ thầm nghĩ, nếu như ngày nào đó, họ cũng tăng cấp lên cảnh giới chuẩn thiên thì họ cũng muốn được giống như đại trưởng lão, tỏ vẻ oai phong. Đằng kia. Trong một hang núi, Triệu Bân vẫn còn đang đục. Bao nhiêu người như thế, chỉ có mỗi hắn là chăm chỉ nhất, mấy trưởng lão còn biết nghỉ ngơi một lúc, còn hắn thì không hề dừng lại, đào suốt cả một đêm, mỏ khoáng ngầm đã được đào thêm một đường hầm đá nữa. Đã đào được chưa? Ma tử lại chạy đến, ngồi bên cửa hang uống rượu. Chỉ có tiếng leng keng đáp lại hắn ta, càng đào xuống sâu thì càng cứng, kiếm nào cũng tóe lửa. Chúc ngươi may mắn. Ma tử uống hết một vò rượu thì lại chạy đi đào mỏ. Người ma gia làm việc rất hăng hái, chắc vì quá nghèo nên càng làm càng hăng. Thời gian trôi đi. Thoáng chốc, trời lại dần tối. Lúc màn đêm buông xuống mới thấy mọi người ra khỏi mỏ khoáng, ai cũng xắn ống quần, xắn tay áo, tìm một tảng đá lớn rồi lấy ra một vò rượu. Bận rộn cả một ngày, khó khăn lắm mới được ngồi nghỉ một lúc, ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Những người yếu kém thì còn chân nguyên còn có vẻ suy kiệt. Đào mỏ là một công việc vất vả. Nhưng chuyện này rất xứng đáng, đổi những thứ này lấy tài nguyên tu luyện thì có thể dùng được rất lâu. Ta đã xem qua rồi, khoáng thạch đã không còn nhiều nữa, ma tử chậm rãi nói. Chỉ trách chúng ta phát hiện quá trễ. Nhị trưởng lão của ma gia than thở, ai mà biết tộc ám giả đã khai thác ngọn núi khoáng sản này bao lâu rồi, nếu như phát hiện sớm thì ma gia đâu đến mức nghèo như thế. Có thứ để lấy thì đã tốt lắm rồi, đại trưởng lão ma gia mỉm cười bảo. Lão ta vừa dứt lời thì liền nghe có tiếng ầm vang lên, âm thanh đó đột ngột vang lên khiến ai nấy đều giật mình, suýt tè ra quần, chấn động gây ra cũng không hề nhỏ, cả ngọn núi đều rung chuyển, đất đá vỡ vụn, lăn khắp nơi. Động đất sao? Cửu trưởng lão ma gia là thê thảm nhất, lão ta ngồi quá cao nên đã bị ngã lộn nhào. Không ai trả lời lão ta. Các cao thủ ma gia đều thi nhau ngẩng đầu lên vì họ nhìn thấy một tia sáng màu bạc từ dưới đất vụt lên bầu trời đêm rồi đột ngột phát nổ, tạo nên một vùng sáng lạ chói mắt, mặc dù là hiện tượng ảo nhưng dường như mọi người có thể nghe được tiếng sóng cuộn trào. Thật sự có bảo bối sao? Đến khi hiện tượng lạ biến mất hẳn thì mọi người mới nhìn sang một mỏ khoáng. Lúc này luồng ánh sáng bạc chói lóa đó đã phóng ra từ mở khoáng đó. Mà Triệu Bân thì lại đang ở bên trong. Động tĩnh lớn như vậy thì rõ ràng là có bảo bối rồi. Mắt kém thật. Đại trưởng lão tằng hắng, băng qua đống hỗn độn, vào trong mỏ khoáng đầu tiên. Bọn ma tử cũng nhanh chân chen chúc theo sau, họ cũng muốn xem thử là bảo bối gì. Bụp. Ây da, mẹ nó. Tiếp theo là những câu đó vang lên. Đại trưởng lão vừa vào thì lập tức bay ngược ra. Bọn ma tử cũng vào và còn bị văng ra xa hơn cả đại trưởng lão. Khí uẩn mạnh thật. Đại trưởng lão miễn cưỡng đứng vững lại, nhìn mỏ khoáng bằng ánh mắt không thể tin nổi. Giây phút đó, lão ta vừa nhìn thấy rõ là cơ thể đã bị một luồng khí tông bật ra, còn bọn ma tử thì cũng gặp phải chuyện tương tự, đập vào mặt họ là một luồng khí thế cực bá đạo, mạnh đến mức không thể chống đỡ được, đến cả đại trưởng lão cũng bị tông văng ra thì nói gì đến bọn họ. Rất nhiều người đã bị thương đến gân cốt. Đừng đến gần. Đại trưởng lão hạ giọng nói, thi triển chân nguyên hộ thể rồi lại vào trong mỏ khoáng. Có điều chỉ trong tích tắc,
lão ta lại bị văng ra lại và còn thê thảm hơn cả lần thứ nhất. Hừ. Cảnh giới chuẩn thiên không tin, tiếp tục dùng bí pháp bảo vệ, cố vào trong. Nhưng sau đó vẫn cứ xấu hổ như vậy, tiếp tục bị văng ra xa hơn, với năng lực của cảnh giới chuẩn thiên mà cũng bị chấn động đến mức máu chảy ra từ khóe miệng, mặt mày cũng tái nhợt đi. Đau không, các trưởng lão hỏi thử. Đau, đại trưởng lão chống hông, nghiến răng. Hay là nghỉ một lúc đã? Vậy thì nghỉ một lúc vậy. Đại trưởng lão nói nghỉ là nghỉ ngay, ngồi bệt xuống đó luôn, không hề do dự. Xong rồi còn ho ra máu. Là do khí uẩn đó quá đáng sợ, hết lần này đến lần khác, lão ta cứ như tông phải tường, một bức tường cứng hơn cả thép, một mạch tông nhiều lần như thế mà không khó chịu mới là lạ. Con người ấy mà, không chịu thua cũng không được, không tin cũng không được, nếu còn không tin nữa thì chắc toi luôn. Triệu Bân. Ma tử lên tiếng gọi, sắc mặt rất khó coi. Cảnh giới chuẩn thiên mà còn bị tông bật ra, e là cảnh giới huyền dương sẽ bị khí thế đó ép thành cho mất. Một lúc lâu sau vẫn không có hồi âm. Đến cả phân thân của Triệu Bân ở bên ngoài cũng biến thành một luồng khói. Sắc mặt của ma tử lại khó coi hơn nữa, bản gốc chết thì phân thân sẽ tan biến, nếu thật là như vậy thì vô duyên quá, đến để đào mỏ, tự nhiên đào đã đời, lại chôn luôn mình lại đó. Hắn vẫn còn sống. Đại trưởng lão hít một hơi thật sâu, ánh mắt không kiên định. Rốt cuộc là thứ gì? Các cao thủ ma gia đều chau mày. Triệu Bân đã nói từ sớm, dưới đất có báu vật nhưng bọn họ cứ không chịu tin, đào hết một ngày, một đêm thì đúng là đã đào được báu vật rồi. Đến giờ họ vẫn chưa biết là báu vật gì, ngoài thắc mắc ra thì bọn họ còn thấy kinh ngạc vì khả năng cảm nhận của Triệu Bân. Đại trưởng lão cũng không thể nhìn thấy được bất thường mà hắn lại có thể cảm nhận được. Hay là hắn có thiên phú tìm báu vật? Đây, là cái chốn khỉ ho cò gáy gì vậy? Bên dưới lòng đất u ám, Triệu Bân nói được một câu mà thở hồng hộc. Lúc này đây, hắn đang đứng trong một cái hố lớn, đúng vậy, là một cái hố lớn, đào mãi mà đào ra một cái hố. Hắn cứ liên tục cắm đầu xuống, hay nói cách khác. Là bị một lực hút kinh khủng lôi xuống, có trời mới biết ở sâu bên dưới lòng đất ẩn giấu một cái hố to thế này. Phen này khó xử ghê. Đào hết một ngày một đêm mà đào ra mỗi một cái hố to. Còn chuyện này lúng túng hơn nè, không biết là do lực hút hay do áp lực, cũng có thể là hai thứ cộng vào, đến mức hắn nằm bẹp trên nền đất, chẳng thể nhúc nhích nổi nữa, nói một câu thôi cũng thở phì phò. Triệu Bân. Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi của ma tử. Đừng gọi nữa, tiến vào đi chứ. Triệu Bân có hồi đáp đấy, nhưng âm vang vô cùng yếu, chỉ vì không dùng được sức lực. Hắn không cử động được, phải tìm người tới giúp thôi. Ma tử chắc chắn không hữu dụng, cần tới cường giả ma gia, nếu là đại trưởng lão của ma gia, chắc hẳn sẽ có cách phá giải, chứ cứ dính chặt ở chỗ này thì đau đầu lắm. Đại trưởng lão cũng muốn tiến vào đấy. Thế nhưng không vào được. Có một thứ khí vận, hay hiểu đúng hơn là một lớp khí vận bảo vệ, lão ta không thể phá giải được. Đừng nói đến lão ta, cho dù Hồng Uyên tới đây cũng chưa chắc đã phá giải nổi, bởi vì trong tầng khí vận này, lão ta tìm thấy một loại khí vô thượng tiên khí, cũng có nghĩa là bảo vật mà Triệu Bân tìm kiếm có liên quan tới tiên. Thế nên, dù không vào được cũng không mất mặt nữa. Mà lúc này đây, lão ta cảm thấy cảm khái nhiều hơn. Bên dưới núi quặng còn có bảo vật mà tộc ám dạ không hề phát hiện ra, đến cả một cao thủ chuẩn thiên như lão ta cũng không phát giác, vậy mà Triệu Bân dù mới tới Huyền Dương lại tóm được rất chuẩn, cực kỳ có thiên phú trong lĩnh vực tìm kho báu. Liên quan tới tiên, chắc chắn là vận may nghịch thiên rồi. Có người tới đây. Lục trưởng lão ma gia đứng trên mái nhà lên tiếng nhắc nhở. Đại trưởng lão cũng sải bước lên mái nhà. Cầm kính viễn vọng đưa mắt nhìn khắp nơi xung quanh. Có lẽ vì động tĩnh quá lớn, kinh động tới các cường giả nên có không ít người chạy về phía này, đã vậy số lượng còn không nhỏ. Nếu là võ tu địa tạng thì ổn, lão ta có thể miễn cưỡng dàn xếp được tình hình, nếu có cao thủ chuẩn thiên tới lại là chuyện khác. Tạm thời rút lui. Nhìn xong, đại trưởng lão ma gia lập tức phất tay. Người của ma gia vâng lời, ai nấy ẩn mình vào trong bóng tối. Họ không vào được, những người khác cũng không vào được. Đợi khi khán giả tới, họ sẽ lại lần mình vào trong đó,
khi cần thiết sẽ ra tay cứu Triệu Bân. Đây là, mỏ vàng à? Không lâu sau đó, tiếng hô kinh ngạc vang lên khắp nơi. Người mới tới không ít, đa phần là võ tu địa tạng, cũng có khả nhiều luồng khí tức lẩn khuất khiến đại trưởng lão ma ra phải nhíu mày. Mẹ kiếp, kỳ cục thật, cái chỗ chó ăn đá gà ăn sỏi này, lấy đâu ra nhiều cao thủ chuẩn thiên thế? Cái này của ta. Dám tranh giành với lão phu à, đáng chết. Ta sợ ngươi chắc. Bóng người chất chồng lên nhau, chẳng thể thiếu được những tạp âm. Mỏ vàng mà, toàn là tiền cả, có ai mà không thèm muốn, có ai không muốn chiếm cho riêng mình, chỉ cần lời qua tiếng lại là muốn luyện ngón nghề. Có người tính tình nóng nảy đã bắt đầu đánh nhau tại núi Quặng. Nơi này vốn đã ồn ào, lại vì hỗn chiến xảy ra không chỉ ở một nơi mà tiếng đùng đoàng vang thấu trời xanh. Xót ghê. Trưởng lão ma ra thốt ra vài chữ, thậm chí còn ôm ngực. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì họ sẽ hốt hết cả đống quặng vàng còn lại. Chẳng còn bao nhiêu đâu, nhị trưởng lão ma ra mỉm cười. Lúc này đây, tiền không quan trọng, quan trọng là tên Triệu Bân vẫn còn ở bên trong. Đùng, binh. Nói đến Triệu Bân, không ít người xông vào hố quặng đó, nhưng bất kể tu vi thế nào, xông vào bao nhiêu thì bị hất bay ra ngoài bấy nhiêu, trong đó có một cao thủ chuẩn thiên nhìn nó mà nheo mắt. Khí vận mạnh quá. Nhãn giới của cao thủ chuẩn thiên không thấp, dường như đã nhìn ra điều gì đó. Chính vì nhìn ra rồi nên ánh mắt mới sáng ngời, hừng hực ngọn lửa. Hố quặng này không hề đơn giản, có khí vận bảo vệ, trong khí vận còn có khí tức của tiên, bên trong. Có truyền thừa của tiên gia à? Răng rắc. Răng rắc. Ở hố sâu bên dưới lòng đất, tiếng xương cốt rắc rắc không ngừng vang lên. Nó đến từ khớp xương của Triệu Bân, lúc này đây, chúng không ngừng đứt gãy vì bị đè nén. Nếu không nhờ có vạn pháp trường sinh quyết không ngừng nối liền khớp xương, chắc hẳn hắn đã tan xương nát thịt, bấy nhảy một đống rồi. Phá cho ta. Triệu Bân nghiến răng, mặt mũi đỏ phừng phừng, trán nổi đầy gân xanh, trong đôi mắt cũng vằn đầy tơ máu, phát kiệt sức lực định đứng lên, thế nhưng mặc cho hắn cố gắng đến mức nào cũng chẳng thể cựa quậy được. Đến cả chân nguyên cũng không thể thoát ra vì bị uy lực đáng sợ kia chặn ở đan điền. Ta, phụt. Triệu Bân không kịp thở, phun máu ngay tại chỗ. Kỳ lạ ở chỗ, máu mà hắn phun ra, vừa ngấm xuống đất đã bị hấp thu hết. Sau đó, hố lớn rung lên huỳnh huỳnh, hào quang tỏa rộng, từng đợt sóng nhiệt ập thẳng vào mặt. Đúng vậy, chính cảm giác nóng bỏng từng đợt này từng được đại địa linh chú cảm ứng trước đó. Nếu không, hắn cũng không tới nơi quái quỷ này. Mẹ kiếp, đúng là bẫy nhau mà. Triệu Bân ngơ ngác trong lòng. Bởi vì hố sâu rung lắc dữ dội khiến uy lực đáng sợ bị tản ra hết, không còn sức ép đáng sợ nữa, hắn mới lật người bật dậy. Có lẽ vì động tác quá đột ngột nên hắn không đứng vững, suýt nữa cắm đầu xuống đất. Tuy uy áp đã tan hết, nhưng đống xương cốt đã gãy và nứt của hắn còn chưa liền hẳn, toàn thân đau nhức vô cùng. Đợi khi đứng vững rồi, quang cảnh trước mắt thay đổi hắn. Hào quang vẫn đang lan ra, những luồng sáng đi kèm với sắc màu rực rỡ điểm xuyết lên không trung như biến thành từng ngôi sao lấp lánh. Thế giới dưới lòng đất vốn tối như hũ nút bỗng được điểm sáng lung linh, từng vùng tối rạng lên, ánh đen bao phủ cái hố lớn cũng dần rút đi. Bấy giờ hắn mới thấy rõ diện mạo của cái hố. Cái hố lớn này không phải một cái hố bình thường, bởi bên trong nó có một đàn tế ước chừng cả trăm trượng. Toát lên vẻ cổ xưa, khó tránh được những thay đổi theo năm tháng. Không biết ai đã tạo ra đàn tế này, cũng không biết được dựng lên từ năm nào. Ở trung tâm của đàn tế treo một thứ gì đó. Vật này chắc hẳn là một quả trứng màu vàng óng, to cỡ một vò rượu nhỏ, toàn thân phản sáng bóng loáng, thỉnh thoảng còn khẽ rung lên khiến từng tầng hào quang lan ra khắp nơi, chạm vào chúng như được tắm trong gió xuân. Triệu Bân nhìn đến ngẩn ngơ. Vài ba giây sau, hắn mới ngẩng đầu nhìn lên, ai lại đẻ trứng ở đây thế? Thu hồi tầm mắt, hắn xách kiếm Long Uyên lên. Tới bên mép đàn tế, hắn chậm rãi đứng thẳng, mới thấy trên đàn tế có nhiều đường vân, từng tơ máu tươi đang chảy trong đó. Nơi nào máu chảy tới thì đường vân sẽ được nhuộm sáng, tốc độ cực kỳ nhanh. Máu của ta, Triệu Bân nhíu mày. Trước đó hắn từng phun ra một búng máu, rõ ràng đã ngấm vào lòng đất, sao lại bị hút tới đàn tế này? Hắn nhìn khắp nơi thêm lần nữa, chắc mẩm rằng trong hố này có cấm chế,
nhuốm máu sẽ chạm tới cấm chế, mà máu đã nhiễm xuống đất sẽ chảy lên đàn tế để thắp sáng đường vân. Điểm cuối cùng của đường vân chính là trung tâm của đàn tế, từng tơ máu tụ lại thành giọt rồi bị quả trứng màu vàng hấp thụ. Thời khắc này, đầu hắn bỗng chốc rung lên. Không hiểu tại sao, cứ cảm thấy có thêm chút gì đó. Hắn không nghĩ nhiều, vô thức bước lên đàn tế, quan sát quả trứng vàng óng từ trên xuống dưới từ trái qua phải. Không biết là loài gì, chỉ biết nó vô cùng phi thường. Phi thường tới mức nào chứ? Chỉ đứng đây thôi đã khiến hắn cảm thấy đè nén, không chỉ đến từ cơ thể, mà còn đến từ võ hồn. Ngoại trừ tu vi thì bị chèn ép về mọi mặt. Để ta nhìn xem nào. Triệu Bân lập tức mở thiên nhãn, định nhìn thấu quả trứng. Chỉ nhìn liếc qua nhưng hắn đã cúi đầu, lấy tay bụng mắt, miệng không ngừng rên rỉ, máu tươi chảy dọc xuống qua kẽ tay. Hắn chưa thấy được nó là loài vật gì, nhưng thiên nhãn đã bị phản phệ, không lệch đi đâu được. Thế nên mới nói, thứ gì không nên nhìn thì đừng nhìn. Cứ đòi nhìn, ai khó chịu thì người đó tự biết. Chói mắt quá. Qua hồi lâu, Triệu Bân mới lắc lắc đầu mấy cái, nghiến răng nghiến lợi một hồi, nhưng vẫn tiến gần hơn, khẽ khàng giơ tay ra gõ gõ trên quả trứng, giống như gõ vào ván thép vậy, tiếng keng keng rất thanh thúy. Hắn đoán rằng, dù dùng kiếm chém xuống cũng chưa chắc đã phá được. Trên thực tế, hắn chém thật. Cảm giác chẳng ra làm sao, kiếm Long Uyên bật ra vì chấn động, đến cả hắn cũng dính dư chấn mà phun cả búng máu. Không phải lớp vỏ trứng cứng, mà là lớp ánh sáng này cứng. Triệu Bân đứng vững rồi nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt quả trứng. Nó có một tầng ánh sáng nhẹ như không thể thấy được, thoáng ấn thoáng hiện. Không biết nếu dùng bùa nể liệu có phá được không, theo như hắn thấy, chắc hẳn cũng không tác dụng gì. Mang nó về nghiên cứu thêm, Triệu Bân phất tay áo, ôm quả trứng vàng đi mất. Quả trứng rời khỏi đàn tế cũng không sao, những lớp khí vận bảo vệ bên ngoài. Đột ngột bị phá. Khí vận bảo vệ bị phá rồi. Ở bên ngoài hố quặng, một cao thủ chuẩn thiên mặc áo bào đen nheo mắt. Vài cao thủ chuẩn thiên và cao thủ địa tạng khác cũng hấp háy hai mắt, thế nhưng không ai dám tiến vào. Tuy lớp vỏ bảo vệ đã vỡ, nhưng có trời mới biết liệu bên trong tồn tại cấm chế hay không, phải cẩn thận chứ. Nói thế nào nhỉ, ai cũng sợ bẫy dập. Thế nên, tìm một người thử trước thì tốt hơn. Soạt. Khi đám đông còn đang chần chừ thì một bóng đen đã lao vào hố quặng. Người này chính là đại trưởng lão của ma gia, trước đó lão ta ẩn nấp rồi lén lút chui ra, lẩn khuất trong đám người này, lại còn đứng khá gần phía trước, chỉ để khi lớp khí vận bảo vệ bị phá hủy, lão ta sẽ là người đầu tiên lao vào hố quặng, tranh thủ thời gian cứu Triệu Bân. Hết cách rồi, hôm nay chơi hơi lớn. Thân pháp tốt thật. Cao thủ chuẩn thiên mặc áo bào đen hừ lạnh, cũng tiến vào trong. Bảo bối của tiên gia mà, ai lấy trước thì là của người đó. Á! Thế nhưng, lão ta vừa tiến tới cửa động đã nghe thấy tiếng thét thảm thiết. Đúng vậy, là tiếng thét thảm thiết, cực kỳ thê lương, giống như ác ma gào rú, ai nghe xong cũng rùng mình. Đám cao thủ chuẩn thiên và địa tạng sau lưng lão ta nghe thấy tiếng hét này cũng đạp phanh ngay lập tức. Đạo hữu, cứu ta! Chưa hết, sau tiếng thét này là tiếng gào tuyệt vọng. Cùng với tiếng gào là một màn xương màu đỏ thẫm như máu trào ra từ trong hố quặng, ai nhìn xong cũng bất giác nghĩ rằng bên trong hố quặng có thứ cấm chế đang sợ, chạm vào là chết luôn. Tên đó cũng giỏi diễn trò lắm. Nhị trưởng lão của ma gia nấp trong chỗ tối không nén được câu cảm thán. Nhìn đi, người hiểu lão đại nhất mãi mãi là lão nhị. Nhị trưởng lão đoán không sai, gì mà tiếng hét thê thảm, gì mà kêu cứu, gì mà khói đỏ cuồn cuộn. Toàn là hiện tượng giả do đại trưởng lão tạo ra. Tất cả là để đánh lừa đám đông, cho dù chỉ trong chốc lát cũng rất quý báu. Lão ta phải tìm thấy Triệu Bân trước mới đảm bảo được an toàn cho hắn. Vì thế, lão ta diễn màn kịch này là việc cần thiết. Khỏi phải nói, màn kịch này quả thực rất hữu dụng. Bên ngoài hố quặng, đám đông cường giả nhíu chặt hàng lông mày, ánh mắt hấp háy cũng âm u khó đoán. Chính mắt họ nhìn thấy đại trưởng lão ma gia vọt vào trong đầu tiên, sau đó thét lên thảm thiết, kêu cứu, xương máu, thứ nào cũng ghê rợn. Nếu cứ bất chấp tiến vào trong, chắc hẳn cũng sẽ trúng chiêu. Diễn trò lừa bịp. Kịch thì hay đấy, nhưng ta không tin đâu. Cao thủ chuẩn thiên mặc áo bào đen lạnh lùng quát một tiếng rồi đuổi theo.
mau. Các cao thủ chuẩn thiên khác cũng không phân biệt ai trước ai sau, thêm cả một đám cao thủ địa tạng ào ào nhào tới, cảm giác như bị lừa một vố. Người đầu tiên xông vào trong chắc chắn muốn nuốt trọn bảo bối của tiên gia. Nhiều cường giả quá. Triệu Bân đang bò ra ngoài đột nhiên khựng lại. Hắn vẫn đi chân trần, lòng bàn tay có đại địa linh chú, càng hiểu rõ về bí pháp này thì lực tương tác với đại địa cũng càng mạnh hơn, có thể cảm nhận rõ có cường giả dưới đất, có địa tạng, cũng có cả chuẩn thiên, hơn nữa không chỉ một người đang tiến về phía lòng đất. Rõ ràng là ngoài ma ra thì còn có các cường giả khác đến. Người đầu tiên mà Triệu Bân nghĩ đến là tộc ám dạ, đuổi đến để cứu viện à. Không nghĩ nhiều nữa, hắn lập tức lấy lá bùa được giấu trước đó dán lên người, sau đó mới khoác tấm áo để che lại, không cho người ngoài nhìn ra sơ hở. Thời điểm đặc thù phải dùng cách đặc biệt ở đây là che giấu bằng thân phận thiên võ. Nếu không ngộ nhớ bị chặn lại ở đây, dù cường giả ma ra có nhiều đi chăng nữa, sợ là cũng không thể bảo vệ được hắn, mà dù có bảo vệ được cũng sẽ bị thương nghiêm trọng. Phải biết là người đến không chỉ có cảnh giới địa tạng mà còn cảnh giới chuẩn thiên. Làm xong hết những thứ này, hắn mới lên đường. Bên này, cảnh giới chuẩn thiên áo đen đã đuổi kịp đại trưởng lão ma ra. Sau đó ba cao thủ cảnh giới chuẩn thiên cũng bắt kịp, một áo vàng kim, một áo bạc và một áo tím, so với năm cảnh giới chuẩn thiên thì đại trưởng lão vẫn yếu hơn. Tuổi đã lớn, lão ta lại nâng cao cấp bậc quá muộn, đến giờ vẫn chưa hoàn toàn nâng cấp bậc, nếu phải đánh nhau chắc có lẽ lão ta không đánh lại một ai. Các hạ, diễn một vở kịch hay đấy. Cảnh giới chuẩn thiên áo đen nghiêng đầu liếc nhìn đại trưởng lão. Ánh mắt của ba chuẩn thiên khác cũng như thế. Nếu không phải bọn ta thông minh thì suýt nữa đã bị che mắt rồi. Cổ hơi ngứa, luyện cổ họng, không được à. Đại trưởng lão ma gia không cho là thế, trước tiên cứ để thực lực sang một bên, khí thế nhất định phải mạnh mẽ, thật ra lão ta vẫn hơi lo lắng. Nếu bốn chuẩn thiên muốn cứng rắn nói chuyện với lão ta, vậy thì hôm nay lão ta không thể ra khỏi động này, bốn đánh một, lực lượng mỏng manh. Thực tế bốn chuẩn thiên đúng là có ý muốn nói chuyện với lão ta. Không chỉ họ mà ngay cả nhiều cảnh giới địa tạng ở phía sau cũng có suy nghĩ này. Dám lừa gạt bọn ta, muốn chết. Chẳng qua bây giờ không thích hợp, tìm bảo bối quan trọng hơn. Tán gẫu rồi, sắc mặt đại trưởng lão ma ra hơi khó coi. Trước hết, với tốc độ đã đạt đến đỉnh cao này mà vẫn bị đuổi kịp thì chuyện đáng ghét nhất không phải là điểm này. Mà là các cường giả đều vào hết đây rồi, chặn đứng Triệu Bân ở bên trong. Một khi đánh nhau, một khi liều mạng thì với thế trận này chắc chắn ma gia sẽ tổn thất nghiêm trọng, thế thì vẫn không chắc có thể cứu Triệu Bân. Không còn cách nào khác, quá nhiều cường giả. Ở đó. Không lâu sau, mắt cao thủ chuẩn thiên áo đen lóe lên. Con đường tối mà Triệu Bân đục ra đã bị tìm được. Một đám cường giả phía sau cũng lao đến. Thế nhưng tất cả cường giả vừa mới đứng vững thì cảm nhận được một khí thế đáng sợ cuồn cuộn lao ra từ bên trong, có lẽ là quá mạnh khiến cả động rung lắc, có đá vụn rơi xuống, rất nhiều người đều không đứng vững. Cảnh giới thiên võ. Mọi người đồng loạt lùi về sau một bước, những người mạnh như cảnh giới chuẩn thiên cũng không khỏi run sợ. Triệu Bân bước ra từ bên trong dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, dán lá bùa treo lên không rồi bay lên không trung. Ra khỏi cửa động mới vững vàng đáp xuống đất, thu lại hơi thở nhưng khí thế vẫn còn lúc ẩn lúc hiện, là khí thế của thiên võ. Vùng đất của tiên gia, làm gì có cảnh giới thiên võ? Đây là nghi vấn của tất cả cường giả có mặt ở đó. Nhất là các cường giả ma gia lộ ra vẻ ngơ ngác, đào mỏ cả một ngày một đêm thế mà lại không biết dưới lòng đất còn ẩn chứa một cao thủ cảnh giới thiên võ nhà nào đây? Còn nữa Triệu Bân đâu? Đã bị tiêu diệt rồi sao? Cũng may Phượng Vũ không ở đây, nếu cô ta có ở đây, chắc sẽ nhận ra. Còn mấy người Lăng Phi, Xích Hiên, Nhóc Ham Tiền, Tên Mập, Tử Linh và Chư Cát Huyền Đạo cũng có thể nhận ra. Người ở Đại Hạ biết Triệu Bân có thể thi triển khí thế thiên võ không nhiều. Đêm nay đông vui phết. Triệu Bân nhàn nhạt nói, một câu đã cộng hưởng với võ hồn. Mặc dù lời này rất bình thản nhưng ẩn sâu trong đó là sự uy nghiêm. Là uy thế thiên võ mà người đời thường nói, rơi vào tai các cường giả lại như tiếng sấm sét đùng đùng, là hắn diễn quá thật, đã đến mức cực điểm. Không biết tiền bối ở đây, vô ý làm phiền.
mấy cảnh giới chuẩn thiên vội vàng chắp tay lại, mặc dù chuẩn thiên và thiên võ chỉ cách nhau nửa bước, nhưng xét về thực lực thì lại cách biệt một trời một vực, một cao thủ cảnh giới thiên võ cũng đủ quét sạch tất cả mọi người ở đây. Ngay cả chuẩn thiên cũng như vậy thì càng đừng nói đến cảnh giới địa tạng, đều phải chắp tay cúi mình. Cũng là do Triệu Bân may mắn. Nhiều cường giả như thế mà lại không có lấy một người có thiên nhãn. Ma tử lại có thiên nhãn, chẳng qua tên này cũng chỉ mới cảnh giới huyền dương, vẫn nên đợi ở ngoài sẽ an toàn hơn, chạy lung tung vào chưa chắc đã ổn, ai mà biết Triệu Bân đã dán bao nhiêu bùa ẩn giấu lên người mình. Bên trong nhiều ý cảnh tiên gia, rất dễ lĩnh hội. Triệu Bân bình thản nói, tùy ý sải bước ra. Mọi người đều ăn ý vội tránh đường. Triệu Bân dán lên thân bùa tốc hành, đạp không mà đi, bàn chân cách mặt đất khoảng 3 tấc tạo cảm giác cao lớn, người có kiến thức nông cạn không khỏi kinh ngạc. Thiên võ quá siêu phàm, nhưng với Triệu Bân, toàn thân đều lạnh lẽo, cũng hơi căng thẳng, ở đây. Có nhiều cường giả như thế, hễ có ai nhìn ra thì hôm nay hắn không ra khỏi đây được nữa. Cũng may không ai nhận ra. Hắn dần đi xa dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người. Đại trưởng lão Ma gia đưa mắt tiễn hắn đi, ánh mắt hiện lên vẻ kỳ quái, bóng lưng đó quen lắm. Ý cảnh tiên gia. Triệu Bân đi rồi, các cường giả lại lao đến đường tối như ong vỡ tổ. Đại trưởng lão và các cường giả Ma gia cũng đều bước vào, dĩ nhiên là tìm Triệu Bân. Thế là cái hố lớn dưới lòng đất kia rất đông người, hễ là người đi vào đều nhìn quanh bốn phía. Thấy đàn tế cổ đó còn lại chút tiên khí, đúng là nơi của tiên gia. Không ít người đang tĩnh tâm ngồi thiền cảm ngộ. Cường giả thiên võ đã nói thì chắc chắn có ý cảnh, còn có thể gạt người ta được sao? Người đâu rồi? Cường giả Ma gia không có thời gian để cảm ngộ, đôi mắt ai nấy đều sáng quắc nhưng không nhìn thấy bóng dáng Triệu Bân. Nói đến cậu Triệu, hắn đã chuồn vào khu mỏ. Sao một mình người ra đây, đại trưởng lão đâu? Ma tử hỏi. Đừng vội, Triệu Bân cười, biến ra một phân thân. Phân thân mặc áo đen, đi đứng khá nhanh, lại đi vào theo lễ động của khu mỏ. Người đâu, đón khách. Không lâu sau, một tiếng hô cực lớn vang lên. Nghe thế các cường giả đều nhướng mày, gì cơ, tiếp khách. Làm phiền ta lĩnh hội, muốn chết à. Đại trưởng lão Ma gia hừ lạnh, dẫn người xông lên đánh. Miệng mồm dơ bẩn không nói được lời nào hay, thiếu đòn. Cao thủ Ma gia cũng đầy tức giận, đuổi theo sau đại trưởng lão, dù vẻ mặt đầy căm tức nhưng trong lòng lại hết sức hào hứng, cái gọi là tiếp khách đó chính là ám hiệu quen thuộc trên níu bất tử này. Nói trắng ra, là bọn họ đã biết Triệu Bân về. Thật kỳ quái, sao tên đó đã ra ngoài rồi? Một đoạn nhạc đệm đến nhanh mà đi cũng nhanh. Các cao thủ dưới hầm vẫn còn cần cù chăm chỉ tìm ý cảnh. Ai thích đi cứ đi, nói chung là bọn ta không đi. Ai thích đi tiếp khách thì cứ tiếp khách, chuyện là bọn ta không thích đi đó. Đấy, chính là những thứ họ giác ngộ được. Nếu không thì sao lại gọi là bẫy được cơ chứ? Dính rồi là phải dính luôn. Còn việc có tìm được ý cảnh hay không thì cũng khó nói, Triệu công tử bịa đặt đủ điều, có mới là lạ, nhưng người đời vẫn cứ tin ấy. Nhìn một đám tiểu tụy kia xem, ai dám đụng tới sẽ liều mạng với người đó. Nơi này không nên ở lâu. Ra khỏi quặng mỏ, đại trưởng lão Ma gia vung tay lên. Cao thủ Ma gia đều rút lui, lại không còn tâm trạng đi lấy quặng nữa, cũng chẳng còn bao nhiêu, ầm ĩ quá lại dẫn người tới, chẳng mấy chốc tộc ám giả cũng sẽ tới thôi, đi càng sớm càng tốt. Éc, éc. Thú cưỡi bay thẳng lên trời, lao vút về phương xa. Khi đã đi xa quãng mỏ, mọi người mới vây quanh Triệu Bân, người chui từ đâu ra thế? Tối nay đúng là náo nhiệt. Triệu Bân há miệng nói một câu như thế, trước đó cũng có nói một lần. Quan trọng là lời của hắn có cộng hưởng với võ hồn, có khí thế của thiên võ hiện lên. Mọi người cũng nghệt cả mặt ra. Ma tử nghe xong cũng giật mình. Mẹ nó chứ, tên cảnh giới huyền dương nho nhỏ này. Lại có thể diễn xuất khí thế của thiên võ, nếu không biết Triệu Bân là ai thì chắc hắn ta cũng tưởng đây là một cảnh giới thiên võ rồi. Thế gian có bí thuật huyền ảo đến thế ư? Thảo nào trông ngươi quen lắm? Thảo nào không thể tìm thấy ngươi? Thảo nào ngươi lại không hề sợ hãi? Cao thủ Ma gia thổn thức rồi lại đầy khiếp sợ, không chỉ sợ thủ đoạn của Triệu Bân mà còn sợ hãi hành động của hắn,
nhiều cao thủ như thế, còn có cả năm cảnh giới chuẩn thiên, ngươi hả? Mặt không đỏ cũng không thở gấp. Làm nhiều rồi nên quen tay quen chân thôi. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, bùi ngùi nói. Những lời đó chẳng có người nào ở đây nghi ngờ. Với cái tính nết của hắn, có bí pháp tốt thế này, cùng với khả năng diễn xuất đó, không chạy ra ngoài lòe thiên hạ mới là lạ, thích thế nào cứ làm thế đó, chỉ cần không đụng phải cảnh giới thiên võ, hay là đồng tử đặc biệt thì hắn lại dễ lừa gạt người ta quá, đó là một việc cần kỹ thuật, người bình thường thật sự không thể làm nổi. Bên trong đó thật sự có ý cảnh tiên gia ư, tam trưởng lão chọt chọt Triệu Bân. Không có. Triệu Bân dứt khoát trả lời, chuyện quá khẩn cấp, hắn bịa bừa một cái lý do mà thôi. Mấy ông lão kia đều vuốt râu, lại quan sát Triệu Bân từ trên xuống dưới một phen. Chờ xem, chẳng bao lâu nữa thôi sẽ có kha khá người ân cần hỏi thăm hắn, này thì lừa gạt, một nhóm tiền bối bị hắn xoay như xoay dế, không tập trung lại chửi hắn xối xả mới là lạ ấy. Dưới lòng đất, rốt cuộc là bảo bối gì? Ma tử hỏi. Cao thủ ma gia cũng giỏng tai lên nghe. Nào, mở mang tầm mắt đi. Mọi người cùng nhìn, Triệu Bân lấy ra quả trứng vàng. Bấy giờ trời vẫn còn về đêm, quả trứng vàng rực rỡ sắc màu, sáng lấp lánh, từ xa nhìn lại, ai không biết còn tưởng là một viên bảo thạch ấy chứ. Hơn nữa còn là một viên bảo thạch cực kỳ to lớn và quỷ dị, còn quỷ dị đến mức nào ư? Nó có thể tự động hấp thu vầng sáng của mặt trăng như đang hấp thụ chất dinh dưỡng vậy. Thấy thế, Kim Sí Đại Bằng và Liệt Diễm Kim Ưng đều than khẽ. Nếu thông linh thú cũng có biểu cảm thì hẳn là đôi mắt chúng đang chứa đầy vẻ kiêng dè, những huyết thống cao quý đều có liên hệ với nhau, những con cấp bậc như chúng nó mới có thể mơ hồ cảm nhận được. Đây là một quả trứng mà. Nói không chừng là một quả trứng rồng, trứng gà đâu có lớn vậy. Vỏ trứng còn cứng lắm. Mọi người đều tập trung lại quan sát từ trên xuống dưới, có mấy người không chịu yên, thi thoảng lại giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó lại gõ gõ, âm thanh vang vọng. Bên trong là gì thế? Ma tử chỉ lo dụi mắt, lẽ ra hắn ta định dùng mắt ma luân để nhìn lén nhưng lại bị mở mắt. Có trời mới biết được, Triệu Bân cầm linh thủy thiên nhãn, hắn vẫn còn phải nhỏ loại thuốc này mà. Chỉ có mỗi viên trứng này thôi á, nhị trưởng lão ma ra nhìn Triệu Bân. Chủ yếu là muốn hỏi thử xem kẻ nào đẻ ra được quả trứng lớn như thế, còn cả tế dần kia nữa, không có chút manh mối nào à. Ngoài nó ra thì chẳng còn gì cả, Triệu Bân nhún vai. Cất vào trước đi, đại trưởng lão ma ra nhắc nhở. Triệu Bân vội vàng cất đi, bởi vì xa xa nơi chân trời có vô số thú cưỡi bay đang lao đến, sát khí cuồn cuộn, trên lưng mỗi con thú cưỡi đều có một dáng người mặc trường bào, cơ bản đều giống nhau. Tộc ám dạ, tam trưởng lão ma gia trầm giọng nói. Tránh đi. Đại trưởng lão ma gia dùng tỏa kỵ vừa nói vừa xoay đầu. Bọn Triệu Bân cũng vội vàng né tránh, không phải họ đánh không lại mà là đánh thế không đáng. Hả? Cao thủ của tộc ám dạ đã nhìn thấy họ trước. Nhưng lại không rảnh bận tâm tới, đi thẳng đến mỏ quặng. Khi đến mỏ, trông thấy một đống hỗn độn, không biết đã bị cướp mất bao nhiêu quặng. Không biết bao nhiêu khoáng thạch đã bị lấy mất, người tộc ám dạ bảo vệ nơi này cũng chẳng thấy đâu. Không thấy người trong tộc đâu nhưng lại thấy những gương mặt xa lạ. Bấy giờ, bọn họ vẫn còn đang đi lấy khoáng thạch kia kìa. Giết cho ta. Cao thủ ám dạ nổi giận, giết vào trong quặng mỏ. Không cần biết, chỉ cần không phải người trong tộc thì cứ giết cho bằng hết. Các ngươi đã đụng không đúng người rồi. Mấy người đang bận lấy quặng gào to. Họ không đủ tư cách để lĩnh ngộ ý cảnh tiên gia nên mới chạy đi lấy vàng, lấy một hồi thì có một đám người xông vào, chẳng nói chẳng rằng. Giải quyết bọn họ. Mỏ quặng của tộc chúng ta mà các ngươi cũng dám đụng vào ư. Cao thủ tộc ám dạ không nói nhiều lời, bắt đầu nhấc lên một màn giết chóc đẫm máu. Lão tổ, cứu ta, tiếng kêu cứu không ngừng phát ra từ quặng mỏ. Ai đến cũng vậy mà thôi, cao thủ ám dạ giết người đỏ cả mắt rồi. Chẳng bao lâu sau những lời đó đã bị vả mặt bôm bốp. Người nào đánh cháu trai ta bị thương? Tiếng hét đầy tức giận từ dưới lòng đất, cảnh giới chuẩn thiên áo bảo đen đánh lên. Sau đó là cảnh giới chuẩn thiên áo vàng kim, áo màu bạc cùng với áo bào tím, ngoài họ ra còn có một đám cảnh giới địa tạng, tu vi yếu nhất là tầng thứ 8,
đó là giao ước bọn họ đặt ra từ trước, chưa lên đến tầng thứ 8 thì không đủ tư cách đi lĩnh ngộ ý cảnh, nếu vẫn muốn vào thì sẽ bị tấn công tập thể, bọn họ lĩnh ngộ ý cảnh, hậu bối thì ở bên ngoài lấy quặng, nay bị gây chuyện thế này, thì sao có thể ngồi yên? Thế này, thấy tình huống đó, cao thủ ám dạ đột nhiên tái mặt, ở đâu ra nhiều cao thủ đến vậy, tất cả đều từ một khu mỏ ra, nhiều quặng mỏ như thế, họ lại tụ vào một cái, các ngươi không chê chật à? Tộc ám dạ, muốn chết. Nhóm cao thủ nổi giận, tất cả đều xông tới. Tiếng ầm ầm vang lên đầy trời. Nhìn từ xa, có thể thấy đó là hiện trường đàn áp trên diện rộng. Tộc ám dạ ngỡ ngàng và cũng đầy tức giận, phải nói cho rõ ràng là mỏ nhà ta bị đánh cướp, thế mà đám cướp ấy lại còn nói kiểu đúng tình hợp lý lắm, biết tìm hai nói lý lẽ bây giờ, lần này, có ai nói lý không cũng chẳng còn quan trọng nữa. Quan trọng là bọn họ chạy đến để cứu mỏ vàng lại bị đánh đến nỗi không thể ngóc đầu dậy. Hình như ta lại tạo nghiệp rồi đúng không? Tứ trưởng lão Ma Gia ho khan, còn nhón chân nhìn nhìn. Từ rất xa vẫn có thể nhìn thấy màu máu và những tia lửa, có thể nghe cả tiếng kêu gào thảm thiết, đánh cực kỳ nhiệt tình, không cần phải có mặt ở đó cũng biết người tộc ám dạ đang bị đánh, bốn cảnh giới chuẩn thiên là đủ để khiến họ phải khó chịu. Triệu Bân cũng ho khan, đâu chỉ là nghiệp. Còn là nghiệp lớn ấy chứ. Đêm hôm sau, bọn họ mới quay lại núi Bất Tử. Đi bao nhiêu người thì trở về đúng từng đó người, không có thương vong, hơn nữa còn thắng lợi trở về. Từ cảnh giới huyền dương đổ lên, đều lại đây, đại trưởng lão chào hỏi. Cần gì phải gọi, cả ma gia đều chạy tới cả, hai mắt sáng rỡ. Ầm, ầm, ầm. Ngay sau đó, những tiếng vang ầm ầm, khối vàng trong bùa chữ vật. Đá mỏ vàng trong chiếc nhẫn ma đều được bỏ ra ngoài, chất thành một ngọn núi nhỏ, ánh vàng sáng chói lóa, cực kỳ chói mắt. Ầm. Bình tĩnh như Huyễn Mộng và Phượng Vũ cũng phải nuốt nước miếng ửng ực. U Lan bên cạnh cũng ngước mắt lên theo bản năng, đúng là một ngọn núi vàng. Cả bọn họ còn như thế nữa là người ma gia, lần này không uổng công đi mà. Đây là một lần thu hoạch lớn, mang đi đổi tài nguyên tu luyện có thể dùng trong rất nhiều ngày. Có thể cải thiện lực chiến của ma gia lên một bậc. Mau rèn luyện thôi. Nhị trưởng lão khoát tay, nói cho hết những lời đại trưởng lão chưa nói hết. Rõ, người ma gia vung tay, nhanh chóng lao đến. Làm rất tốt, Lăng Phi lại nhảy dựng lên, nện cho Triệu Bân một đấm. Đó cũng là những lời người ma gia muốn nói, mỏ vàng này thật là tuyệt. Khiêm tốn thôi, Triệu Bân khẽ vào đầu, nhưng vào giờ phút này, có làm gì cũng chói mắt cả. Nói cho ngươi biết một bí mật, ma tử nhỏ giọng nói, hắn có thể diễn xuất khí thế thiên võ. À, Phượng Vũ chỉ trả lời đúng một chữ. Ma tử nhíu mày, cô, biết từ trước rồi hả? Ừm. Tại sao lại không nói cho ta biết? Ngươi đâu có hỏi ta đâu. Thúy Nhi, ngươi thay đổi rồi, ma tử hít một hơi thật sâu. Bên này, Triệu Bân đã lên núi. Lấy trứng vàng ra trên đỉnh núi, đúng là vật bất phàm, nó chẳng những hấp thụ được tinh hoa của ánh trăng mà còn hấp thu cả linh khí, chỉ là không biết sốt cuộc bên trong đó là thứ gì, quả trứng lớn thế này, khí ẩn bảo vệ mạnh mẽ như thế, tuyệt đối không thể yếu hơn đại bằng. Đại bằng là thú thông linh. Thú thông linh chịu sự hạn chế của không gian, cũng bị hạn chế bởi tu vi của hắn, hoàn toàn không thể dùng lực chiến mạnh nhất, nhưng quả trứng này thì khác, dù nó ấp ra con gì cũng sẽ không bị hạn chế. Thế nên mới nói lần đi đào mỏ này thu hoạch lớn nhất không phải là đá mỏ vàng mà là quả trứng này, nếu như bồi dưỡng thật tốt, có thể đánh chết cả cửu vĩ tiên hồ, thái thượng hung hổ có đến. Cũng bị đánh. Trông chờ vào ngươi đó. Triệu Bân vỗ vỗ trứng vàng, xoay người đi. Có lẽ do đi qua nhanh nên hắn không hề phát hiện ra quả trứng vàng kia có một khe hở bằng sợi lông trâu mới nứt ra, cẩn thận nghe còn có thể nghe thấy tiếng vang hào hùng, có lẽ là bên trong trứng có ấn ký. Khi Triệu Bân xuất hiện lần nữa thì đã đứng bên cạnh gốc cây. Nhiều người như vậy, hắn lại cứ chọn hoa đô. Ám dạ là một cái mỏ vàng, lại đụng phải một tạo hóa lớn, để cảm ơn, hắn càng đọc ký ức của hoa đô kỹ càng hơn một chút, sau khi sàng lọc thì chỉ có mấy bí thuật không mấy đặc sắc. Sau đó chính là Nghiêm Khang. Trong lúc soát hồn, Triệu Bân có thể đọc được tất cả ký ức, những chuyện phong hoa tuyết nguyệt rất nhiều, không biết đã phá hủy bao nhiêu đời con gái. Đừng đấy tên đó mặt mũi cũng ra gì, thật ra là một kẻ cặn bã,
tạo rất nhiều nghiệp chướng, những kẻ đụng đến hắn ta hay gia tộc đều không có kết cục tốt. Đến phiên Mộ Dung và Tiết Chí, hai người cùng kêu rên. Trong ký ức hai người họ cũng có một số thứ, chẳng hạn như là sản nghiệp các nơi, cùng ân oán với các tộc, các đại thần thân tín trong triều, những món nợ máu từng tạo ra, Triệu Bân thấy được rất nhiều. Bốn người đều có một điểm giống nhau. Đó là đều tìm La Sinh Môn ám sát hắn. Nhìn xem, Triệu Bân đoán không sai, mỗi lần quay về Thiên Tông hay Đế Đô đều sẽ có người theo dõi hắn, có người của các thế lực, cũng có sát thủ La Sinh Môn, lần nào cũng phí rất nhiều sức để cắt đuôi bọn họ. Đổi nào? Triệu Bân nhìn thẳng vào Ngân Sơn Lão Quỷ, lại dùng soát hồn. Tiếc là vẫn chẳng thể tìm được gì cả, thứ nhất là vì tinh thần Ngân Sơn Lão Quỷ có cấm chú, thứ hai là tu vi của hắn không đủ dùng, thứ ba là hắn vẫn chưa am hiểu về thuật soát hồn là mấy. Nhưng hắn không vội, rồi cũng sẽ có một ngày hắn hiểu được thôi. Cách để soát hồn hắn cũng truyền lại cho người Ma gia và Triệu gia. Vào ngày này, phân thân của hắn vô cùng bận rộn, bản thể thu thập được ký ức thì phân thân cũng được cộng hưởng, rất nhiều bí mật đều được viết thành hồ sơ, đối với người làm tình báo như Phượng Vũ và Huyễn Mộng, quả nhiên thú vị và bổ ích, điều này có lợi với việc phát triển mạng lưới tình báo của Ma gia. Triệu Bân cũng không nhàn rỗi, hắn đang ngồi viết bùa chú. Tốc độ vẽ bùa chú của hắn, ngay cả đại trưởng lão cũng không khỏi lắc đầu lè lưỡi. Có võ hồn đúng là tốt, dù là luyện khí sư, luyện đan sư, bùa văn sư thì đều có lợi thế hàng đầu, điều quan trọng nhất vẫn là tài năng của Triệu Bân, hình như hắn học cái gì cũng nhanh, và lại ngộ tính còn khá kinh người. Nếu để cho ông ấy biết, Triệu Bân một lúc làm nhiều việc, e rằng lại càng kinh ngạc hơn. Ta không thể bằng hắn, Ma Tử cười khan một tiếng, không so sánh thì không có tổn thương. Đến hắn còn như vậy, đừng nói gì đến người khác nữa. Không biết từ khi nào, U Lan đã đến bên cạnh, nhìn thấy Triệu Bân đang vẽ bùa, muốn nói lại thôi. Có gì thì cứ nói, Triệu Bân mỉm cười, vẽ bùa cũng không ảnh hưởng đến việc hắn nói chuyện. Thuốc giải của ngươi, có còn không, U Lan ngập ngừng nói, ta muốn cứu một người. Triệu Bân cười cười phủi tay, viên đan cứu tâm đan bay ra. Đa tạ, U Lan đưa tay lên nhận lấy, rất cảm kích. Cho dù cô tự do rồi, La Sinh Môn cũng sẽ không tha cho cô đâu, Triệu Bân nhàn nhạt nói. Hàm ý trong câu nói đó rất rõ ràng, hãy cẩn thận trong mọi việc. U Lan mỉm cười, quay lưng bỏ đi. Triệu Bân thu lại ánh mắt, tiếp tục vẽ bùa. Ngay sau đó, khi nét vẽ này rơi xuống, hắn như bị khóa chặt, bút cầm không vững, tay có chút run lên, khuôn mặt tuấn tú lập tức tái nhợt, khí tức uy nghiêm cùng huyết khí trở nên trầm mặc. Phụt! Ngay sau đó, hắn mới phun ra một ngụm máu tươi. Khi U Lan nghe thấy động tĩnh này, cô ta quay trở lại. Đừng qua đây! Triệu Bân gầm nhẹ một tiếng, hai tay ôm đầu, trên trán lộ ra gân xanh, hai mắt đỏ như máu, kỳ lạ nhất là mi tâm của hắn, như ẩn như hiện có một dòng chú văn cổ quái hiện lên. Có lẽ là đau đến mức hắn không phân biệt được đâu là thật đâu là ảo. Trong một thoáng mơ hồ, hắn ta dường như nhìn thấy Nguyệt Thần trong ý thức, cô ta đang rơi xuống từ trong hư vô, linh hồn gần như trong suốt, người đầy vết thương, ngây ra một giây, hắn nhấc kiếm lao vào đám sương mù. Bảo vệ nơi trái tim. Cũng chính khoảnh khắc mơ hồ này, hắn dường như nghe thấy được lời nói của Nguyệt Thần. Ngoài ra còn có một bóng lưng vĩnh hằng, tuy rằng thật thật ảo ảo, nhưng nhìn giống như một thanh kiếm, châm chích linh hồn hắn. Đây là bị làm sao? Đang yên đang lành lại nôn ra máu. Tẩu hỏa nhập ma à? Triệu Bân yên lặng nằm trên giường, chỉ cảm thấy ý thức của mình trôi đi, trong bóng tối mờ mịt, hắn dường như có thể nghe thấy cuộc đối thoại của Ma Tử, Phượng Vũ, U Lan, Lăng Phi, đại trưởng lão và người của Triệu gia, hắn ta muốn tỉnh lại nhưng vô lực, lại bị cảm giác buồn ngủ kéo vào cõi mộng. Hắn ngủ rất say, nhìn đám người Ma Tử đứng trước giường, sắc mặt không tốt lắm. Vốn dĩ đang ai làm việc người ấy, đột nhiên nghe thấy tiếng hét của U Lan, đợi khi họ đến nơi thì Triệu Bân đã ngất đi, khí tức tiêu trầm, sắc mặt tái nhợt, nhìn khóe miệng hắn vẫn còn một tia máu tràn ra, ai nhìn thấy cũng cảm giác hắn bị thương rất nặng. Không bị thương mà. Lời như vậy, đại trưởng lão không biết đã nói bao nhiêu lần rồi. Từ khi Triệu Bân ngủ say, ông ta đã kiểm tra vô số lần, đến một vết sẹo cũng không tìm thấy, cũng không có gì khác lạ.
nhưng khóe miệng Triệu Bân rõ ràng vẫn đang trào máu, thật là kỳ lạ. Có phải là do thiên nhãn cắn trả không? Phượng Vũ ngập ngừng hỏi. Mà Từ Khê lắc đầu, cho dù có bị thiên nhân cắn trả thì cũng không phải trạng thái này. Chúng ta ra ngoài trước, đại trường lão hít sâu một hơi, để lại một chút chân khí ở bản thể của Triệu Bân để bảo vệ tâm mạch cho hắn. Ông ta phải quay về tra cứu sách cổ, thương thế này quá kỳ lạ. Mọi người cũng không biết nói gì, lần lượt lui ra ngoài. Trong phòng im lặng chỉ có tiếng thở. Không biết từ lúc nào, tiếng hít thở trở nên dồn dập, Triệu Bân cũng không còn yên bình nữa, hình như đang gặp ác mộng, lông mày bất giác nhíu lại, hắn rõ ràng là võ tu, khí huyết mạnh mẽ, nhưng lại có vẻ lạnh đến run rẩy, trên trán còn có một hai giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Đau đớn. Tất cả mọi thứ đều được hình dung bằng hai chữ, đau đớn. Ý thức của hắn vẫn mơ hồ như vậy, vẫn chưa phân biệt được đâu là thật đâu là giả, chỉ biết trong lúc choáng váng, trong đầu hắn như có tia chớp, mỗi khi tia chớp đó xuất hiện, thân thể hắn lại run lên. Mà thay đổi rõ ràng nhất là ở mi tâm, lại là chú văn cổ quái đó, như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lại chập chờn, như vĩnh hằng trường tồn, mãi mãi không thể bị tiêu diệt. Đáng chết! Lời mắng chửi của Nguyệt Thần, chỉ có cô ta nghe thấy. Cô ta đã từng nhìn trộm chú văn trên mi tâm của Triệu Bân, đó là một loại lời nguyền của thần, cho dù có cô ta và lời chúc phúc kia hợp lực lại, hắn vẫn bị trúng lời nguyền không đáng sợ, nhưng nếu là của thần thì khá rắc rối, và lại còn là của một vị thần tối cao, còn khủng khiếp hơn cả lời chúc phúc của thần, lời nguyền đó đã ghim lên linh hồn hắn, cho dù có luân hồi chuyển kiếp thì dấu ấn cũng không thể xóa nhòa, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn bám theo hắn, trừ khi hắn có thể phong thần, nhưng xem ra. Khả năng này rất nhỏ, có lời nguyền của thần, hắn không thể nào trở thành thần được. Thật sự việc cũng đang đi theo hướng mà cô ta dự đoán. Cùng với tiếng gầm nhẹ của Triệu Bân, một sức mạnh thần bí từ từ tan đi trong thân thể hắn. Đó là khí vận. Khí vận rất huyền ảo, nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại thật sự tồn tại. Vận khí nghịch thiên giả thường rất may mắn. Vận khí bất kỳ giả rất khó tìm được cơ duyên. Triệu Bân lúc này, đang từ nghịch thiên giả, rơi xuống thành bất kỳ giả, thậm chí còn tồi tệ hơn, trước đây cứ 2-3 ngày lại có tạo hóa, hiện tại chỉ e rằng 3-5 năm cũng không gặp được cơ duyên, nếu có thì cũng là loại vớ vẩn, đây chính là khí vận, nếu mất hết, thành thần được mới lạ. Hay! Nguyệt Thần thở dài một tiếng, lại nhặt kiếm lên, cùng với lời chúc phúc chống lại lời nguyền. Tiếng thở dài của Nguyệt Thần là dành cho Triệu Bân. Một mầm non thiên tài đến vậy, lại bị hủy hoại thế này. Ánh sáng của lời chúc phúc đã mờ nhạt dần, dù vậy thì lời nguyền kia vẫn không thể xóa nhòa, nó bám chặt vào ngộ tính của hắn, nó là một phần đạo tâm, trở thành vật gắn liền với hắn, dẫu khí vận có cạn kiệt thì nó vẫn cứ còn đó, có thể vươn lên nghịch thiên, cho dù hy vọng nhỏ nhoi đến đâu, đứng trước tuyệt vọng, là vô vàn khả năng. Hừ! Nguyệt Thần xem xong, Triệu Bân lại rên lên một tiếng. Lúc này, chú văn trên mi tâm của hắn dần dần mờ đi, nó không biến mất mà khắc sâu vào trong tâm hồn hắn, nó như một tấm bùa nổ hẹn giờ, có thể phát nổ bất cứ lúc nào, chỉ cần hắn không chú ý, rất có thể sẽ hồn bay phách lạc, chú văn ẩn đi, nét mặt đau khổ của hắn cũng trở lại bình thường, khuôn mặt nhợt nhạt của hắn trở nên hồng hào, khí huyết cũng cân đối hơn. Không lâu sau, đại trưởng lão đẩy cửa bước vào. Cũng chỉ có một mình ông ta, vào nhiều cũng không có tác dụng gì. Ý! Nhìn thấy vẻ mặt hồng hào của Triệu Bân, đại trưởng lão không khỏi kinh ngạc. Suýt thì quên mất, tiểu tử này có nền tảng thâm hậu, sức tái sinh rất mạnh, dù có bị thương cũng không đáng lo lắng, ông ta lại kiểm tra một lượt, thấy không có gì bất thường mới quay người rời đi. Mọi người thầm thở phào nhẹ nhõm khi biết hắn không sao, theo lời của đại trưởng lão, việc Triệu Bân tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người đi làm việc của mình đi, không được lười biếng. Đại trưởng lão vuốt râu, uy nghiêm nói. Không ai nói gì nữa, dần dần giải tán. Thành thiên thu không có ngày đêm, nhưng người ở đây vẫn lặng lẽ tính thời gian. Ngày mới vừa đến, thành thiên thu lại tràn đầy sức sống, người thì vẽ bùa, người thì chế tạo linh kiện, số người lên đến hàng ngàn, lại có cả người đang đào vàng. Từng khối vàng được đào lên, chất thành núi, nhìn từ xa vô cùng chói mắt, lấy đi đổi tài nguyên tu luyện có thể dùng rất nhiều ngày. Ngày thứ ba, Triệu Bân tỉnh lại. Như thường lệ,
hắn sững sờ trong vài giây rồi mới lật người đi xuống giường, dụi mắt một hồi, không nhớ mình đã mơ thấy gì, chỉ cảm thấy trong đầu choáng váng, giống như bị ai đó đập cho một gậy. Cứ cảm thấy thiếu đi thứ gì đó. Triệu Bân lẩm bẩm, sờ sờ cánh tay, lại đưa chân lên xem xét. Sau cùng, hắn mới cởi áo, vén thắt lưng nhìn vào bên trong. Anh bạn nhỏ của hắn vẫn còn đây. Thật là trùng hợp làm sao, đúng lúc này, cánh cửa bật mở. Là U Lan, thấy Triệu Bân đang nhìn thứ đó, cô ta lập tức sững sờ. Sao cô không gõ cửa, Triệu Bân ho khan một tiếng, vội vã quay lưng đi, hắn vừa mới tỉnh lại, cảm giác thật sự không tốt lắm, hoặc trên người U Lan có giấu một loại bùa che giấu cao cấp, có thể tránh được sự phát giác của hắn, thế nên mới có một màn ngại ngùng như vậy. Ta! U Lan mở miệng, không biết phải nói gì. Chưa nói xong thì vội chạy đi với đôi má bỏ bừng. Rất lâu sau Triệu Bân mới ra khỏi cửa, nhưng U Lan cũng đã biến mất. Gõ cửa là phép lễ tắc cơ bản nhất. Câu nói này nghe há là hữu tình. Đa số mọi người đều đang bận rộn, Triệu Bân đi lên ngọn núi cao nhất. Trên đường, hắn không chỉ một lần vò đầu bứt tai, cứ cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, còn trước đó nữa, đang yên đang lành vẽ bùa thì lại đột nhiên phun máu. Hắn hỏi qua đại trưởng lão, nhưng ông ta lại cho hắn một câu trả lời không đáng tin cậy lắm, tạo nghiệt quá nhiều, giờ gặp báo ứng. Rất nhanh hắn đã lên đến đỉnh núi. Từ xa đã nhìn thấy ma tử đang đứng cạnh sa bàn, không biết đang làm gì. Triệu Bân không quấy rầy, lặng lẽ đến gần thì thấy ma tử đang cầm kính lúp nhìn chằm chằm vào sa bàn, chăm chú đến mức không biết có người đang đến. Triệu Bân cau mày, chuyển hướng nhìn qua sa bàn. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên. Không trách được hắn lại như vậy, trong núi bất tử có người, không biết là người của gia tộc nào, một nam một nữ, đang trốn vào sau núi làm việc gì đó mờ ám. Đúng là không có cảnh nào bổ mắt hơn. Giống như phát sóng trực tiếp ấy. Dám vào núi bất tử, ắt có mưu đồ bất chính. Triệu Bân trong lòng kinh ngạc nói câu đó, sau đó tiện tay cầm kính lúp lên, nhắm chuẩn vào đôi trai gái kia. Nhắm chính xác, thì mới nhìn rõ. Con mẹ nó, người bước đi mà không có âm thanh à. Ma tử giật mình. Người đúng là ích kỷ, Triệu Bân chỉ bận nhìn, có việc tốt thế này cũng không gọi ta. Gọi rồi nhưng ngươi chưa tỉnh, ma tử lại cầm lấy kính lúp. Nói thật thì ta cũng là lần đầu nhìn thấy cảnh này. Nghe ngươi nói kìa, cứ như ta đã từng nhìn qua vậy. Không phải nói gì chứ, cảnh này còn đẹp hơn cả cung xuân đồ nữa. Chúng ta, có phải có chút vô liêm sỉ? Hai người đầu chạm đầu, một người là đệ tử Thiên Tông, một người là thánh tử Ma Gia, tập trung xem truyền hình trực tiếp, lại còn lẩm bẩm bàn luận, người một câu ta một câu. Giống như đang nói chuyện phiếm. Buồn cười nhất là thần thái của họ, rõ ràng là đang nhìn trộm nhưng cứ như mình nghiêm chỉnh lắm ấy. Nhìn khuôn mặt của hai người họ, đã thêm một chút sắc thái màu mè. Nhiều thêm gì, đó là máu mũi, lại còn chảy máu từ một bên lỗ mũi nữa chứ. Cũng không trách được, nhìn cảnh này, chảy máu là bình thường. Hai tên đần này, lời này là của Nguyệt Thần. Mặc dù vẫn đang đánh nhau, nhưng cô ta vẫn có thời gian để liếc mắt một cái. Hừ, gió thổi vi vu, phảng phất một mùi thơm của phụ nữ. Phượng Vũ đến rồi, từ xa đã nhìn thấy hai người, không biết đang làm gì, thì thào. Và lại hai người đều cầm kính lúp, mắt sáng ngời, chắc cũng vì tò mò nên cô ta cũng lặng lẽ bước đến. Đợi khi nhìn rõ, sau một giây bối rối, khuôn mặt cô ta lập tức đồ biêng, đôi mắt bi ẩn bằng lửa giận. Hai tên khốn kiếp này, đang xem trộm người ta ân ái sao? Bốp, bốp. Hai bạt tai sau đó cũng khá là vang dội. Đang xem hăng say thì đột nhiên có một muội tử đến, lần này thì hay rồi, mỗi người một cái miệng đều bị đánh lệch hết cả, ban đầu chỉ có một cái mũi chảy máu thôi, lần này thì đối xứng cân bằng rồi. Tính tình thánh nữ nhà ngươi không được tốt lắm nhỉ? Thúy Nhi thay đổi rồi, ngày xưa dịu dàng lắm. Hai người xuống núi vẫn còn lau máu mũi, cũng không biết là bị đánh hay là do xem quá nhiều, thậm chí còn có cảm giác, dù bị tát một cái vẫn không thể kiềm hãm những suy nghĩ bay cao bay xa của họ. Đây, bị làm sao thế, Lăng Phi thấy thế thì nhíu mày. Ngã, tại sao lại gọi là những đồng đội tốt, bởi vì hợp tác cực kỳ ăn ý. Mặt ngươi, ngã lên mặt hắn hả, Lăng Phi liếc xéo, lão tử không được cao nhưng... Không có nghĩa là đầu ta bị úng nước nhé,
dấu bàn tay to đùng thế, ta thấy mà. Hai người không cho là đúng, đi tới chỗ cây cổ thụ nghiêng. Vớ vẩn là thế, nhưng chuyện quan trọng thì vẫn phải làm. Cái gọi là chuyện quan trọng ấy chính là đi lấy tiền chuộc của vụ bắt cóc tống tiền. Thử nghĩ xem đứa nhỏ nhà mình mất tích, ai lại trả sốt ruột cơ chứ? Hai người cực kỳ khéo hiểu lòng người, nên sẽ thả cho họ về nhà. Tên này đi. Ma Tử giơ tay xách Hoa Đô lên. Triệu Bân cũng giơ tay xách Nghiêm Khang đi. Tính ra thì bốn người họ cũng khá là có duyên, nhớ đến đêm đó ở Túy Mộng Lâu, Hoa Đô đi chơi gái, Triệu Bân trốn dưới lòng đất, Ma Tử nấp trong cây, còn Nghiêm Khang thì trốn sau núi giả, một tên có thiên nhãn trái, kẻ thì có thiên nhãn phải, kẻ khác nữa có cả cặp thiên nhãn, Hoa Đô phải chán ngán đến mức nào cơ chứ? Ra khỏi thành, đi tới sườn núi nọ. Trực tiếp tại hiện trường ư, trông chờ cũng không mất công tí nào đâu. Nhưng đáng tiếc, trò hay đã kết thúc rồi. 9.000 vạn, đến núi Tiểu Long chuộc Hoa Đô nhà các ngươi về, quá giờ không chịu trách nhiệm. Sáng sớm, sắc trời vừa hừng sáng thì đã nghe thấy tiếng kêu gào, lan khắp đường to ngõ nhỏ của đế đô, không biết là ai hét, chỉ biết là giọng khá cao, hơn nữa. Cũng khá là khí phách. Tất nhiên đó là phân thân của Triệu Bân. Hắn lười lén lút đi gửi tin cho tộc ám dạ, có gửi cũng vô dụng, nơi nào cũng có thám tử nên mọi người sẽ biết rất nhanh thôi, đã thế thì cứ trực tiếp một chút, còn việc tại sao lại hét lên ở đế đô thì là do nơi này có sản nghiệp tộc ám dạ, là một tửu lâu khá lớn, cái này Triệu Bân đã thấy trong ký ức của Hoa Đô. Lại là một vụ bắt cóc tống tiền. Lão Phu không nghe lầm chứ, 9.000 vạn á, tăng giá rồi à. Ai kêu tộc ám dạ có núi vàng cơ chứ? Tiếng hét đó rất được việc, vang vọng khắp đế đô, phố lớn ngõ nhỏ rồi là trà quán tử quán gì cũng bắt đầu xôn xao, xì xào bàn tán, thời buổi loạn lạc thế này, ngày nào cũng có chuyện mới mẻ, trước là Ngô Khởi, sau tới Tử Đô, nay thiếu chủ tộc ám giả cũng bị bắt cóc tống tiền rồi. Tính ra thì tộc ám giả cũng khá là xui xẻo. Hai ngày trước một ngọn núi lấy mỏ vàng của gia tộc bị người quét sạch, người cứu viện cũng bị đánh tơi tả, ầm ĩ là thế. Mà mới đó không bao lâu thiếu chủ lại bị bắt cóc, mọi người có đủ lý do để tin rằng có một thế lực nào đó muốn giải quyết tộc ám dạ, ai bảo tộc các người hống hách quá làm chi. Dù là ai thì cũng phải tóm về đây cho ta. Gia chủ Ngô gia chủ Tử gia đều ra lệnh, chắc chắn chúng là cùng một bọn. Đáng chết! Ngô Khởi và Tử Đô đều la hét tức giận ầm trời. Hai tên đó, không biết là do tức giận vì bị bắt cóc hay là giá tiền chuộc. Ngẫm lại cũng đúng, dù là tu vi, tư chất, thiên phú hay huyết mạch, bối cảnh, quyền lực thì họ đều vượt xa Hoa Đô, tại sao chuộc bọn này chỉ có 5.000 vạn mà Hoa Đô lại là 9.000 vạn, khinh thường bọn này à? Nhà hắn có mỏ vàng, nhà ngươi có không? Nếu có người nào đó hiểu chuyện thì chắc chắn sẽ nói lại khiến hai người họ á khẩu không trả lời được. Nghĩ thế thì trong lòng cũng thoải mái hơn, hắn ta đáng giá hơn vì nhà hắn ta có tiền. Chứ không phải bọn này không bằng người, nhận thức được điều đó, mọi vấn đề đều tan biến không còn chít tỉ vết. Khốn kiếp! Tam trưởng lão tộc ám dạ đang ở đế đô cũng cực kỳ tức giận. Xem đi, nhiều ngày không gặp được thiếu chủ, quả nhiên đã bị bắt cóc rồi. Không nói nhiều lời vô nghĩa, cao thủ tộc ám dạ đằng đằng sát khí ra khỏi đế đô. Thật can đảm! Trong thiên tông cũng có người lao ra ngoài. Đó là sư phụ Hoa Đô, cũng sát khí ngập trời. Đồ đệ của ta mà cũng dám bắt cóc, phản rồi. Mau mau mau. Mấy người hóng hớt không sợ chuyện bị xé ra to, luôn có những người tu luyện nhàn rỗi xuất hiện như che già măng mọc. Núi Tiểu Long, Triệu Bân đã tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, lần này hắn vẫn dùng thuật biến thân, hóa thành một thiếu niên, Hoa Đô thì ở ngay bên cạnh, bị trói, cả người dán đầy bùa chú, bị trói rất chặt, nước mắt lại chảy dài, bởi vì trong miệng là một chiếc tất thối, cái vị đó ấy à. Nồng nàn đậm sâu luôn. Đừng sợ, ta chỉ cần tiền, Triệu Bân vỗ vỗ Hoa Đô. Đáp lại hắn là những tiếng của Hoa Đô, nếu lão già kia có mặt ở đây chắc hẳn sẽ phiên dịch cho hắn ta rằng, đừng để lão tử biết ngươi là ai, nếu không nhất định sẽ diệt cửu tộc nhà ngươi. Trong khi họ nói chuyện thì xung quanh đã vang lên tiếng gầm rú. Là người tộc ám dạ tìm tới, đằng sau là một đám người theo xem cuộc vui. Triệu Bân nhìn lướt qua, đội hình thật sự rất lớn. Nhưng hắn đã có sự chuẩn bị để lấy lại được tiền chuộc,
hắn đã vẽ rất nhiều bùa ẩn nấp, thiên nhãn cũng không thể nhận ra, ngoài ra hắn còn hóa rất nhiều phân thân, tạo ra không chỉ là triệu hồi trận, chắc hẳn hắn có thể bỏ chạy trước, hơn nữa còn thực hiện dịch chuyển nhiều lần, Hồng Uyên đến cũng không thể làm gì được hắn. Nhìn xem, lần này lại biến thành thiếu niên rồi. Mấy người đến trước nhìn hắn quan sát, lần đầu là một lão già, lần thứ hai là một mỹ nữ, lần thứ ba lại có trò mới, đều không thể nhìn thấu, cũng không biết là ai. Là ai, thật đáng chết. Cùng với tiếng gào thét đầy nóng giận ấy, mấy chục huyết ưng tộc ám dạ lao vụt qua bầu trời. Sau đó, mấy chục người từ trên trời rơi xuống, đó đều là cảnh giới địa tạng, sát khí ngập trời. Kiềm chế một chút, bọn ta thực hiện bí pháp liên kết, ta chết thì hắn ta sẽ chôn cùng đấy. Triệu Bân thản nhiên nói, ta là người quá quen với cảnh này rồi, bớt dọa ta lại. Các hạ, tộc ám dạ bọn ta có thủ oán gì với ngươi, tam trưởng lão ám dạ lạnh lùng nói. Hắn mắng ta. Thế thì ta sẽ thay mặt xin lỗi, thả thiếu chủ nhà ta được chưa, tam trưởng lão tộc ám dạ cố gắng kiềm nén lửa giận, cũng không dám tùy hiến khiến hắn nổi giận. Dám bắt cóc thiếu chủ tộc ám dạ thì tất nhiên không phải hạng tầm thường. Không được, phải trả tiền, Triệu Bân xách một thanh kiếm ra kề lên vai Hoa Đô, ngụ ý rất rõ ràng, bớt nói nhảm lại, tiền trao cháo múc, bày ra trận thế đùng đùng vậy mà nói hai ba câu là muốn kết thúc hả, còn nữa, thành thật một chút, kiếm không có mắt đâu. Mặt tam trưởng lão tộc ám dạ trở nên dữ tợn. Đối phương không ăn dầu cũng chẳng ăn muối, thật sự quá đáng chết. Nhanh cái chân lên, Triệu Bân thúc giục. 9.000 vạn lượng, các hạ có thấy mình đòi hơi nhiều không? Ta nghe nói nhà các ngươi có một cái mỏ vàng. Ta! Cao thủ ám dạ bỗng chốc nghẹn họng, suýt sặc. Nhà ta có mỏ, thì phải đòi tận 9.000 vạn ư. Mẹ nó đó là cái đạo lý gì? Một câu thôi, có chịu đưa hay không? Triệu Bân hờ hững nói. Đưa! Tam trưởng lão tộc ám giả cũng là người biết diễn biến câu chuyện, tiện tay tung bùa chữ vật, cũng đã đến đây rồi, không đưa được chắc. Hôm nay cũng có rất nhiều cao thủ đến đây, không nói về những vấn đề khác, chỉ tính mỗi Ngô gia và Tử gia sát khí lạnh như băng, có thể ra tay bất kỳ lúc nào thì hung thủ chết là chuyện nhỏ, thiếu chủ nhà họ chôn cùng mới là chuyện lớn, mau chóng chuộc người về cho an toàn, nếu Hoa Đô xảy ra chuyện bất chắc gì, lão tổ sẽ nổi bão. Thoải mái đấy. Triệu Bân đưa tay chộp lấy, giơ chân đá Hoa Đô ra ngoài. Ngay khoảnh khắc đó, tất cả các cao thủ tộc ám dạ cùng tấn công. Cũng trong khoảnh khắc này, sư phụ Hoa Đô đang âm thầm ẩn nấp, cao thủ Ngô gia, Tử gia cũng xông lên đánh, không cần biết sống chết thế nào, bắt đã rồi tính sau, dù chỉ là một cái xác thì cũng có thể điều tra ra lai lịch. Triệu Bân cười lạnh, sau đó thuấn thân biến mất. Dù hắn biến mất nhưng đỉnh núi đó vẫn bị mọi người làm nổ tung. Người nào sáng suốt nhìn là biết kẻ bắt cóc là cùng một người, đều xoẹt một cái biến mất, dám đến nhận tiền chuộc thì tất nhiên sẽ có núi dựa, có mạng bắt cóc tống tiền, cũng có mạng nhận tiền, vì thế 9.000 vạn đã đến tay, kiếm tiền kiểu nào còn dễ hơn nhận nhiệm vụ đi đánh quái vật nhiều. Đáng chết! Cao thủ ám dạ tức giận gào lên, cao thủ Ngô gia và Tử gia cũng nổi giận. Sắc mặt của sư phụ Hoa Đô cũng không đẹp đẽ gì cho cam, bắt cóc đồ nhi ông ta, rõ ràng đang vả bôm bốp vào mặt người sư phụ này, từ khi thành trưởng lão Thiên Tông đến nay, ông ta chưa từng mất mặt đến thế. Đi! Ngọn núi cách đó không xa, Triệu Bân và Ma Tử họp mặt, đã độn thổ bỏ đi. Tới một sơn cốc hai người mới nhảy ra, ngân phiếu được giao cho Ma Tử, hắn ta dẫn theo Nghiêm Khang giao cho Triệu Bân, một người đi mua tài nguyên tu luyện. Người khác đi lấy tiền chuộc. Cẩn thận, Ma Tử vỗ vỗ Triệu Bân. Có gì đâu, Triệu Bân rót một ngụm rượu. Sau đoạn đối thoại đơn giản, bọn họ cùng xoay người rồi biến mất. Triệu Bân lấy bản đồ, chạy về một hướng khác, hắn đã chọn sẵn vị trí từ trước. Tìm thật kỹ cho ta. Trên đường trở về, tam trưởng lão ám dạ ra tử lệnh. Giết cho ta, Hoa Đô cũng như một con chó điên. Liên tục kêu gào. Các trưởng lão không nói gì, chỉ nhìn hắn ta một cái, đã bảo ngươi đừng ra ngoài một mình, ngươi lại không chịu nghe, nhìn xem, bị người ta bắt cóc tống tiền rồi đấy. 9.000 vạn lượng đấy, bạc của tộc ám dạ đều được gió thổi tới hay gì? Không rõ họ mà biết mỏ vàng cũng bị cướp vì Hoa Đô thì liệu hắn ta có bị đánh suốt cả đường đi về không,
chỉ vì một người ngươi mà tộc ám dạ tổn thất nặng nề biết là bao nhiêu. Thú vị. Người đến hóng hớt cũng trở về, vừa đi vừa cười hơ hớ. Vẫn là câu đó, hóng hớt thì không sợ chuyện bé xé ra to, chủ yếu là tộc ám dạ bị ghét nhiều năm rồi, ám dạ cũng là một vương triều nhỏ, thời chiến quốc bị diệt quốc nên mới có ám dạ ngày hôm nay, trở thành vương triều thì không đủ tư cách, nhưng làm gia tộc thì lại vô cùng hùng mạnh, cũng vì thế nên mới kiêu căng hống hách, cả thập đại nguyên soái của đại hạ cũng không dám trêu vào, gia tộc lánh đời là thế nhưng bình thường cùng gây thù chuốc oán khá nhiều, ức hiếp người đủ kiểu, những kẻ chạy đến xem cũng có khá nhiều người bị hành hung. Thấy người của tộc ám dạ bị người ta đè đầu thôi cũng vui rồi. 9.000 vạn lượng, đến núi Tiểu Ngưu trục Nghiêm Khang nhà các ngươi, chậm trễ ta không chịu trách nhiệm. Vẫn là cách nói và giọng điệu đó, chuyện tốt thành đôi, màn đêm vừa buông xuống thì tiếng hét lại vang vọng đế đô, vẫn không biết nó xuất phát từ người nào, cũng có thể là từ bùa chú song âm, mà cái đó thì không quan trọng, quan trọng là câu nói đó. Ha, lại thêm một người nữa. Trên đường cái đê đô vô cùng náo nhiệt. Lại là những từ đó, dùng rất tốt, bọn họ đều tự giác nhận định hung thủ là một người, người bình thường hắn không thèm bắt, muốn bắt phải bắt cho đáng giá, trước có Ngô Khởi và Tử Đô, sau là Hoa Đô với Nghiêm Khang, đều là thiếu chủ của một gia tộc, đều là người thừa kế tương lai, dù có đòi bao nhiêu tiền thì cũng phải chuộc bằng được. Nói đến Ngô Khởi và Tử Đô, bọn họ đều tỏ vẻ khó chịu. Giá tiền chuộc Hoa Đô bị đẩy lên cao, bọn ta nhịn, nhà hắn ta có mỏ vàng. Tên Nghiêm Khang này là cọng lông gì, tại sao lại có giá cao hơn bọn ta? Tổ tiên nhà hắn là hoàng đế của một vương triều. Nếu ai nghe được chuyện này thì chắc chắn sẽ an ủi bọn họ như thế. Giải thích thế thì nghe cũng chấp nhận được. Tộc Huyết Ưng cũng từng là một vương triều, chuyện đó họ không thể so được. Hay, hay lắm. Trưởng lão tộc Huyết Ưng ở đế đô cũng kéo theo rất nhiều cao thủ ra khỏi thành. Cùng ra khỏi thành còn có tộc ám dạ, Ngô gia và Tử gia. Tất nhiên, trận thế lớn như vậy thì làm sao thiếu được những người đi xem cuộc vui. Ngoài ra còn có hai nhà là Tiết gia và Mộ Dung gia. Hai nhà đó không đến để xem cuộc vui mà đến tìm con cháu nhà mình, vì Tiết Chí và Mộ Dung cũng biến mất không thấy bóng dáng, có lẽ cũng đã bị bắt cóc rồi. Thế thì phải đến xem thử, cùng lắm là hỏi thử người đó xem có phải hắn bắt cóc không. Nếu thế thì mau giao người ra đây. Nếu không phải ngươi thì hỏi thử người trong ngành các ngươi xem có bắt cóc nhầm người không. Các ngươi đoán xem bọn ta có thể bắt cóc nhầm người không. Đó sẽ là câu trả lời của ma tử, một tài nguyên tu luyện xong thì trở về thành Thiên Thu, một tay mang theo Tiết Chí, tay kia xách cả Mộ Dung, nhất là tên Mộ Dung, được gia tộc kỳ vọng rất nhiều. Có lẽ sẽ có người hỏi tại sao thiếu chủ nhà Mộ Dung lại được đặt tên dòng họ. Đó chính là thứ tượng trưng cho thân phận, chỉ có thiếu chủ mới được nhận vinh hạnh đó, chỉ dùng họ không có tên, hắn ta chính là người thừa kế duy nhất. Hắt xì. Triệu Bân đã đến núi Tiểu Ngưu, khẽ hắt xì trong sự vui vẻ sung sướng. Vì thế có thể thấy, chắc là nhiều người đang ân cần hỏi thăm hắn lắm, lời nói ra cực kỳ linh nghiệm. Bấy giờ, hắn dùng dáng vẻ trung niên. Còn Nghiêm Khang thì được hắn trói bên cạnh, đang trợn tròn hai mắt dõi theo hắn. Đừng sợ, ta chỉ đòi tiền thôi. Đó chính là câu cửa miệng của Triệu Bân mất rồi. Ầm. Trời đêm không hề yên tĩnh một chút nào, có một đám đông cùng lao về một phía. Trong đó tộc Huyết Ưng là nhanh nhất, nổi tiếng vì nuôi nhốt Huyết Ưng, sử dụng thú cưỡi ngàn vạn dặm mới thấy một con, nhanh chóng chạy đến. Nếu không có biến cố gì thì có trời mới biết trong đó có bao nhiêu người ôm ý đồ gây rối. Trước khi thiếu chủ nhà ta an toàn, có người nào dám ra tay thì tộc Huyết Ưng sẽ liều chết mới thôi, còn chưa đến núi Tiểu Ngưu thì trưởng lão Huyết Ưng đã gân cổ nói, tiền bạc mất thì cũng được thôi, chủ yếu là người được an toàn, bên trên đã đưa ra tử lệnh rồi. Tiền mất rồi có thể kiếm lại được nhưng người mất rồi có kiếm cũng chẳng ra. Khỏi phải nói, những lời đó rất có tác dụng. Từng là một vương triều, gia tộc Huyết Ưng cũng không phải là dạng vừa, dù có là Ngô gia và Tử gia ở đế đô, dù là chư hầu một phương cũng không dám trêu chọc, nếu tộc Huyết Ưng mà nổi điên lên thì sẽ đáng sợ lắm. Lần này lại đổi thành trung niên. Những khán giả đến sớm đã tìm được chỗ ngồi để xem cuộc vui, thổn thức nói. Ngụ ý ấy à, rất rõ ràng,
dù ngươi có đổi bao nhiêu mặt đi chăng nữa thì bọn ta vẫn nhận ra thôi. Ầm, ầm, ầm. Khi họ nói chuyện, thò tộc huyết ưng đã đến và đáp phịch xuống đất. Kèm theo đó chính là sát khí lạnh như băng, cả nửa ngọn núi đều kết thành băng hết rồi. Tộc huyết ưng bọn ta có thù oán gì với ngươi? Tại sao mấy gia tộc bị bắt cóc tống tiền đều giống nhau thế? Dùng cùng kịch bản quá nhiều. Không thù oán gì, Triệu Bân cắn một ngụm linh quả. Nếu không thì tại sao lại bắt cóc thiếu chủ nhà ta? Kiếm tiền nhanh. Tối nay Triệu công tử cũng khá là thật thà, há miệng ra toàn những lời chân thật. Đừng nói là người ngoài, cả cao thủ huyết ưng nghe xong cũng thấy buồn cười, thẳng thừng thế. Đừng dây dưa nữa, nhanh lên, Triệu Bân cũng lười nói nhiều. Tiền có thể đưa, sau này đừng có kết thù kết oán gì với tộc huyết ưng ta, trưởng lão huyết ưng thốt ra những lời lạnh như băng, người ta có câu minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, thêm một lần bắt cóc tống tiền nữa thì bọn ta chịu không có nổi đâu. Lão Phu là người có đạo đức nghề nghiệp, Triệu Bân nói đầy ân ý. Ngoài miệng thì nói thế, nhưng, không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì. Đừng để ta nhìn thấy hắn ngoài đường, gặp lần nào bắt lần đó. Soạt, cao thủ huyết ưng vung tay, một lá bùa chữ vật bay tới. Sảng khoái, Triệu Bân giơ tay chộp lấy, giơ chân đá nghiêm khang bay ra ngoài. Không có gì bất ngờ, những đón tấn công từ bốn phương tám hướng ập đến. Soạt, lại là một hình ảnh lóe lên, sau đó người đã biến mất. Thậm chí cả Tiết Gia và Mộ Dung Gia đến chậm còn chưa kịp hỏi nữa là. Không kịp hỏi cũng chẳng sao, cái gì đến cũng sẽ đến. 9.000 vạn lượng, đến núi Tiểu Mã Chuộc Tiết Chí nhà các ngươi, chậm trễ không chịu trách nhiệm. 9.000 vạn lượng, đến núi Tiểu Hổ Chuộc Mộ Dung nhà các ngươi, chậm trễ không chịu trách nhiệm. Vẫn là sáng sớm. Hai tiếng hét liên tục vang vọng cả đề đô. Lại nữa Hà, Tiểu Dương, Tiểu Ngưu, Tiểu Long, Tiểu Mã, Tiểu Hồ, cũng không còn bao nhiêu con giáp nữa. Nói thẳng ra, thói quen này cũng không tốt. Rất nhiều tiền bối vuốt vuốt chòm râu nói những lời sâu sắc, yên phận tu luyện là được rồi. Đi bắt cóc tống tiền làm gì, nhưng nói đi cũng phải nói lại, bắt cóc tốn tiền thật sự kiếm tiền rất nhanh, nhưng đó không phải là chuyện ai cũng làm được. Có mạng bắt người thì cũng phải có mạng lấy tiền mới được. Không phải ai cũng có thể biến mất trong nháy mắt như vậy, có được bản lĩnh đó nên người nọ mới không kiêng nể gì như thế. Có một người như thế xuất hiện, làm gì còn ai dám ra đường nữa. Ầm, ầm ầm. Sáng sớm, trời vừa mới hừng sáng thì đã nghe thấy tiếng nổ vang, hướng đế đô là âm thanh vang dội nhất, từ trên cao nhìn xuống, Hoàng Ảnh Vệ, Trấn Ma Ti, Ngự Lâm Quân đen nghìn nghịt một mảnh. Nhiều nhân vật yêu nghiệt bị bắt cóc như thế, cả hoàng tộc cũng nghe tiếng rồi, hay có thể nói là đại thần trong triều và đại tướng biên quan đã tạo áp lực với hoàng đế, chẳng hạn như Ngô gia, Tử gia, Mộ Dung gia, Tiết gia, không chỉ có trọng thần trong triều mà ngoài biên quan còn có nguyên soái nắm trọng binh. Cả bốn gia tộc đều xuất hiện, Thiên Vương lão tử cũng không dám phớt lờ. Ngoài bọn họ thì còn có tộc huyết ưng và tộc ám giả. Hai tộc cũng cực kỳ quyết đoán. Cả lão tổ cũng đích thân ra mặt. Một trường hợp lớn thế này thì làm sao mà thiếu Thiên Tông được, hoàng đế bị tạo áp lực, Dương Huyền Tông cũng bị tạo áp lực, vụ bắt cóc tống tiền không kiêng nể gì như thế, nếu thua bởi hung thủ thì uy nghiêm của hoàng tộc còn đâu, uy nghiêm của Thiên Tông còn đâu, rất nhiều trưởng lão rời núi, mặt hầm hầm như thể không bắt được kẻ bắt cóc tống tiền thì sẽ không thôi. Quan tâm đến ta thật đấy. Trên núi Tiểu Hổ, Triệu Bân cầm kính viễn vọng quan sát. Bốn phương tám hướng khói bụi mịt mù, sát khí ngập trời, nhìn lên là biết người đến đây không hề ít. Nằm trong dự đoán. Hắn tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn Mộ Dung bên trái, cũng xem Tiết Chí bên phải, xét thấy lần này động tĩnh quá lớn, tiền chuộc của hai tên này không thể tách riêng để lấy được nữa, kết thúc chung một lần thôi. Lấy được tiền rồi, thì nhanh chóng bỏ trốn. Ưm. Mộ Dung bị bịt miệng, Tiết Chí cũng thế. Miệng không thể nói được gì, chỉ có thể dùng gương mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Triệu Bân, đều là con cưng của trời, thân phận cao quý, là người thừa kế của gia tộc, họ chưa từng bị bắt cóc tống tiền thế này bao giờ, đây là một sự sỉ nhục, cả đời không thể lau đi, có khi còn thành nỗi ám ảnh hàng năm. Triệu Bân không quan tâm đến, chỉ liếc xéo một cái, trên đời nhiều người như thế, tại sao lại bắt đúng hai người này, trong lòng không có tính toán gì ư. Thế nên mới nói hắn vẫn có đạo đức nghề nghiệp lắm,
chỉ bắt người có thù oán, không có. Tuyệt đối không động vào. Đột nhiên, khóe miệng hắn chợt trào máu tươi. Sao lại thế này? Triệu Bân giơ tay lau đi máu tươi bên khóe miệng. Lại, tại sao hắn dùng từ lại, bởi vì từ khi tỉnh lại từ trong giấc mơ ấy, cách một khoảng thời gian miệng hắn lại tràn ngập máu tươi, không có một dấu hiệu nào, hắn từng kiểm tra cơ thể mình, xem xét cả trong lẫn ngoài vài lần, rõ ràng không hề có vết thương. Thật là kỳ quái. Triệu Bân thì thào, chìm vào suy nghĩ. Lần trước, chẳng hiểu sao lại hộc máu. Lần này, lại chẳng hiểu tại sao máu vẫn trào ra. Chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy trong người mình có thứ gì đó, rồi lại thấy thiếu thứ gì đó, có vẻ cực kỳ quỷ dị, hắn rất muốn tìm người hỏi thử, mỗi cần có thắc mắc hắn lại bất giác nhìn vào tâm thức. Cái hôm bị ngất ấy, hắn có thể trông thấy Nguyệt Thần trong tiềm thức, còn cố thủ tâm thai cho hắn, nhưng sau khi tỉnh lại thì không còn thấy bóng dáng Nguyệt Thần nữa. Tú Nhi có ở đó không? Triệu Bân sờ cằm. Dứt lời thì nghe thấy tiếng gầm rú vang lên từ bốn phương tám hướng. Hắn vội vàng tỉnh táo lại. Đập vào mắt là một biển người, trong đó thì Hoàng Ảnh Vệ, Trấn Ma Ti và Ngự Lâm Quân là chói mắt nhất, một đám thú cưỡi hùng sư, hắc hổ, ngự thương ưng đều vây quanh ngọn núi này, khí thế sát phạt dày đặc. Sau lưng bọn họ chính là Mộ Dung gia, Tiết gia, thật sự rất nể mặt hắn, có cả Ngô gia và Tử gia, trận thế rất lớn. Cao thủ trong tộc kéo đến không sao đếm xuể, Triệu Bân còn trông thấy tộc huyết ưng và tộc ám dạ, nếu hắn đoán không sai, lão tổ hai tộc cũng có tới, chẳng qua là chưa xuất hiện mà thôi. Còn lại, chính là những người đến xem cuộc vui. Hoàng tộc và Thiên Tông cùng hành động, nhiều cao thủ xuất hiện ở đây như thế. Lần này hắn có thể chạy được nữa không? Cái này thì hơi khó nói. Tình hình náo nhiệt thế này. Phần lớn mọi người đều đến xem cuộc vui, đến rồi bèn tìm một chỗ thoải mái ngồi, có người chắp tay, hoặc là vuốt râu, tiếng than thở, tiếng chậc lưỡi và khiếp sợ vang lên liên tục, người đông như kiến, khiến núi Tiểu Hổ bị vây chật như nêm cối, hơn 60% đều là cảnh giới địa tạng, trong đó còn có khá nhiều cảnh giới chuẩn thiên ẩn nấp, với đội hình đó thì dù cảnh giới thiên võ đến cũng không dám đối đầu trực tiếp đâu nhỉ. Nở mày nở mặt thật đấy. Trên đỉnh núi cách đó không xa. Đại trưởng lão Ma Gia đang đứng đó cầm kính viễn vọng xem, càng nhìn càng thấy run sợ, chỉ cần bất cẩn một chút thôi sẽ bị đánh thành cho bụi. Nói thẳng ra, Triệu Bân cũng hơi sợ hãi. Trong nhát mắt, có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn tới, có cảnh giới địa tạng, cũng có cảnh giới chuẩn thiên, tất cả đều muốn quan sát hình dạng thật của hắn. Đúng là có rất nhiều người quen. Triệu Bân đảo mắt từ trái sang phải, trông thấy khá nhiều người quen cũ. Chẳng hạn như trưởng giáo Thiên Tông Dương Huyền Tông, chẳng hạn như Linh Lung đồ đệ Hồng Uyên, hai người họ đều nhận lệnh mới đến, Hoàng đế Đại Hạ có nói, dù thế nào thì cũng phải điều tra ra hung thủ là ai. Ngoài bọn họ, Triệu Bân còn nhìn thấy Chư Cát Huyền Đạo, Bạch Huyền Thạch, Kim Huyền Trung, Đan Huyền, Lão Đạo Âu Dương, Kim Sơn Lão Quỷ Hộ Vệ Ân Minh. Cả Lão Huyền Cơ cũng chạy tới góp vui. Theo suy nghĩ của hắn, với tình hình này, nếu có thêm một đợt thiên kiếp nữa thì sẽ náo nhiệt lắm, sẽ là một hiện trường sét đánh quy mô lớn khác, kẻ thù của hắn cũng sẽ được chăm sóc đặc biệt. Không thể nhìn thấu. Dương Huyền Tông và Linh Lung đều nhíu mày, không phải do nhãn giới họ không đủ, mà là do trên người Triệu Bân được dán không biết bao nhiêu lá bùa ẩn nấp, cấp bậc khá cao, xem ra để lấy được tiền chuộc, hắn đã chuẩn bị rất kỹ. Không thể nhìn thấu. Những cảnh giới chuẩn thiên khác cũng thế, chẳng hạn như lão tổ huyết ưng, kim sơn lão quỷ, dồn hết thị lực cũng không thể nhìn xuyên qua lớp mặt nạ của Triệu Bân, chẳng những không thể nhìn được gì, mà còn bị choáng hết cả mắt. Không thể nhìn thấu. Tất cả cảnh giới địa tạng có mặt ở đây cũng đều lắc đầu. Cả bọn họ còn như thế nữa là cảnh giới huyền dương chẳng thể làm nên trò trống gì, chỉ đến xem cuộc vui thì cứ ngồi xem là được. Ai đã bắt cóc con ta? Kèm theo tiếng hét to là gia chủ Tiết gia cùng gia chủ nhà Mộ Dung xuất hiện, đó là cảnh giới địa tạng hàng thật giá thật, khí thế mạnh mẽ, có thể là cơ thể quá nặng nề nên đáp xuống tạo thành tiếng phịch, cát đá bay tứ tung, cao thủ hai nhà cũng thể hiện khí thế, một đám người cầm cung tên trong tay, may là trong tay Triệu Bân có con tin, nếu không thì chắc đã bị một đống bí thuật điên cuồng oanh tạc rồi. Trên thực tế, sau khi bọn họ đến đây thì chẳng những thể hiện sát khí với Triệu Bân mà còn phải bảo vệ hắn thật kỹ,
người đến xem cuộc vui quá nhiều, lắm người nhiều chuyện, nếu thật sự có người nào ngu ngốc ra tay thì không đáng. Vậy nên mới nói trước khi chuộc được con tin thì kẻ bắt cóc không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì, hắn chết là chuyện nhỏ, Tiết Chí cùng Mộ Dung đều phải chôn cùng. 9.000 vạn lượng, giá cả phải chăng? Triệu Bân phủi bụi trên vai, nhiều người cùng xuất hiện như thế, khói bụi mịt mù, khiến mặt hắn xám như tro. Dù cầm tiền thì hôm nay ngươi cũng không thể đi được, gia chủ Tiết gia lạnh lùng nói, lửa giận ngập trời có muốn nén cũng không được. Chuyện đó thì không phiền ông phải lo, Triệu Bân hờ hững nói. Ngươi có biết hậu quả khi đụng đến Mộ Dung gia không? Gia chủ Mộ Dung gia quát to, trong lửa giận là sát khí, hơn nửa ngọn núi đều kết thành băng. Keng. Triệu Bân lười nói nhảm, mỗi tay cầm một thanh kiếm, thanh thì kề ngang vai Tiết Chí, một thanh đặt trước cổ Mộ Dung, ngụ ý rất rõ, bớt con mẹ nó kỳ kèo lại nhảy đi, mau lấy tiền ra đây. Hay lắm. Gia chủ Tiết gia tức quá hóa cười, vung tay lên, một luồng sáng bạc phóng tới, nói chính xác hơn là bùa chữ vật màu bạc, trong đó chính là ngân phiếu, không nhiều không ít, vừa đủ 9.000 vạn lượng. Gia chủ Mộ Dung gia nghiến răng nghiến lợi, cũng không dám không giao, còn phải giao thật nhanh, càng kéo dài lâu thì biến cố cũng càng nhiều. Đủ sảng khoái. Triệu Bân giơ tay nhận lấy, mỗi chân một đạp đá Tiết Chí và Mộ Dung gia xa, chân dùng khá nhiều lực, xương cốt cứ kêu răng rắc nghe rất rõ ràng, hai người đang tỉnh táo lập tức ngất xỉu. Bắt! Tiếng quát lớn vang lên, mọi người lập tức vò tới. Triệu Bân cười lạnh, xoay người biến mất. Thấy thế, mọi người nhìn mãi cũng thành quen, nhưng những người lần đầu đến như Dương Huyền Tông, như Linh Lung, như Lão Tổ Huyết Ưng thì híp hai mắt lại, một người sống sờ sờ như thế. Xoẹt cái đã biến mất không thấy bóng dáng, dù họ có nhãn giới của chuẩn thiên thì cũng không thể tìm thấy manh mối. Xoạt! Trong khu rừng trên ngọn núi cách đó hơn ngàn trượng, Triệu Bân đã thuấn thân xuất hiện ở đó. Hả? Lão Tổ ám dạ chưa từng hiện thân. Đứng cách núi Tiểu Hổ khá xa ngoái đầu nhìn lại, đôi mắt già nua híp thành đường thẳng, một giây trước đó, nơi rừng núi bên kia đột nhiên có thêm một hơi thở, xuất hiện từ giữa hư không. Chạy đi đâu? Lão Tổ ám dạ hét một tiếng thật to, vung tay lên, cực quang đen ngòm từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng xuống mảnh núi rừng đó. Đột nhiên, luồng khí lạnh như băng lan tràn. Sau đó, trong khu rừng ấy, dù là hoa cỏ cây cối, đá vụn hay nham thạch cũng dần kết thành băng. Đó là một loại bí pháp đóng băng, trong tay cảnh giới chuẩn thiên có sức mạnh rất lớn, đó chính là đòn tấn công bình thường của lão tổ ám dạ, bởi vì thuật này chỉ tiêu tốn khoảng thời gian ngắn, phạm vi tấn công lại lớn nên mới thực hiện, nếu dùng đại chiêu, e là chưa kịp thực hiện thì đối phương đã trốn mất dạng rồi. Hả? Cao thủ vẫn còn trên núi Tiểu Hổ nhíu mày, cùng xoay người lại, thấy lão tổ ám dạ đang đóng băng cả khu rừng. Hành động mạnh mẽ như thế, chẳng lẽ lão ta đã phát hiện hung thủ rồi ư? Bắt sống! Tiếng hừ lạnh vang lên, cao thủ ầm ầm đánh tới. Phục ông rồi đấy! Sắc mặt Triệu Bân tái nhợt như tờ giấy, thật sự trúng chiêu, nửa người đều bị đóng thành băng, đi bên bờ sông làm gì có chuyện không ướt dày, có trời mới biết bên ngoài còn một cảnh giới chuẩn thiên như thế, cũng tại hắn chọn vị trí không tốt, không cẩn thận nên mới bị đối phương bắt lấy hơi thở thoáng qua. Giam được cơ thể ta, nhưng có giam được ý niệm của ta không? Triệu Bân hừ lạnh, tuy hành động bị kiềm hãm nhưng ý thức vẫn còn, hắn lại kêu gọi phân thân, bắt đầu khởi động triệu hồi trận thứ hai. Xoạt! Vẫn trong một cái chớp mắt, hắn thuấn thân biến mất. Hắn vừa mới rời đi thì trưởng ấn với năm ngón tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vẫn là lão tổ ám dạ, lại đến chậm một bước. Lại là thuấn thân. Lão tổ ám dạ nhíu mày. Lực cảm giác được mở rộng ra xung quanh mấy ngàn trượng thiên địa, đáng tiếc, lão ta vẫn chậm một bước, khoảnh khắc Triệu Bân khởi động triệu hồi trận thứ hai thì cũng đã khởi động cả cái thứ ba, sau đó là thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Để đề phòng không một kẽ hở, hắn đã chuẩn bị rất nhiều, chẳng mấy chốc đã lên đến 9 tầng mây. Tất nhiên, cái giá phải trả cũng rất đắt. Mỗi lần triệu hồi như thế đều sẽ bị không gian cắt diệt, đến cuối cùng khi hiện thân ra thì hắn đã tóc tai bù xù. Cả người toàn miệng vết thương, mỗi một vết máu đều có u quang lóe ra, hóa giải tinh khí của hắn, là sức mạnh cắt giết và sát ý đóng băng từ lão tổ am dạ, dù có trường sinh quyết nhưng cũng rất khó hồi phục trong giây lát, bởi vì lần này đây, vết thương nặng đến mức nào thì dùng đầu gối cũng đoán được, nếu không có pháp thuật tái sinh,
thì hắn đã sớm biến thành một đống thịt nát xương tan rồi. Chết tiệt! Lão tổ ám dạ nghiến răng nghiến lợi, lão ta đã phẫn nộ đến mức lộ ra bộ mặt dữ tợn chưa từng thấy. Thời gian này tộc ám dạ đã gặp bất lợi đủ đường, đầu tiên là bị cướp mỏ, tổn thất thảm trọng, sau đó người trong tộc lại bị tập kích, thương vong rất nhiều, bọn họ còn chưa kịp đứng vững thì lão ta lại hay tin cháu của mình đã bị bắt cóc, vì muốn truy tìm hung thủ lão ta đã không tiếc thời gian xuất quan tới đây, cuối cùng lại để cho đối phương bỏ chạy mất. Vèo. Một cơn gió mạnh cuốn tới, các cường giả đã tập trung lại. Có nhìn thấy rõ là ai không? Linh Lung hỏi. Ta chỉ biết, là cảnh giới huyền dương, lão tổ ám giả hít sâu một hơi rồi đáp, đệ tử của Hồng Uyên đã hỏi thì lão ta cũng phải thành thật trả lời. Cảnh giới huyền dương. Mọi người đều sửng sốt, cứ tưởng là lão cường giả nào, cuối cùng hóa ra lại là cảnh giới huyền dương, chuyện này thật không thể nào tưởng tượng được, phải là một võ tu cảnh giới huyền dương xuất chúng lắm mới dám làm ra chuyện kinh thiên động địa như vậy, bây giờ đang có rất nhiều cường giả đang ở đây thế mà kẻ đó vẫn có thể bình tĩnh trốn thoát. Người có tâm tư trầm ổn bậc này này e rằng trên đời chẳng có được mấy người. Chắc chắn là thuấn thân, không thể nghi ngờ, lão tổ ám dạ lại nói. Thiên nhãn thuấn thân, lão tổ huyết ưng ngập ngừng nói. Ngay khi lời này vừa nói ra thì tất cả các cường giả đều liếc nhìn nhau đồng thời cũng liếc nhìn lão ta, võ tu cảnh giới huyền dương có thiên nhãn thuấn thân chạy đi bắt cóc tống tiền, cảnh giới chuẩn thiên như lão ta mà. Trong lòng không nghi ngờ gì sao? Vèo. Trong khi bọn họ đang nói chuyện thì các vị gia chủ, Hoàng Ảnh Vệ, Trấn Ma Ti, Ngự Lâm Quân, trưởng lão Thiên Tông và đám người đến xem náo nhiệt đều đã tụ tập lại đây, gặp các cường giả khác cũng nhíu mày thật chặt, không cần tiến lên hỏi, thần thái của bọn họ đều đã tỏ rõ hết thảy. Vì để giữ thể diện, đi ngang qua hiện trường cũng phải xem xét qua một chút, từ trung tâm khu rừng, Hoàng Ảnh Vệ, Trấn Ma Ti cùng Ngự Lâm Quân đã tràn ra khắp nơi tìm kiếm. Kết quả vẫn rất hiển nhiên. Không biết đến lúc nào thì ba bên mới rút quân. Kịch hay đã kết thúc. Rất lâu sau thì người ở bốn phương tám hướng mới lục tục quay trở về. Sắc mặt của Dương Huyền Tông trông không được tốt cho lắm, hay nói cách khác là còn có chút xấu hổ, đường đường là trưởng giáo Thiên Tông đích thân đến cũng không bắt được hung thủ, chuyện này rất khó để có thể giải thích với Hoàng đế. Linh Lung bên cạnh ông ta đã im lặng suốt chặng đường. Nói chính xác thì cô ta còn có chút đăm chiêu, không hiểu sao khi nghe thấy bốn chữ cảnh giới huyền dương thì người đầu tiên mà cô ta nghĩ tới lại chính là Cơ Ngân. Xem đi, trực giác của nữ nhân vẫn rất chính xác. Tuy nhiên đó cũng chỉ là trực giác, chuyện này còn có quá nhiều điểm kỳ lạ, Cơ Ngân mà cô ta biết vẫn chưa có thủ đoạn thông thiên đến thế. Cho nên mới nói, thời buổi bây giờ rối ren, không có yêu nghiệt nhất chỉ có yêu nghiệt hơn. Cũng giống như tên bắt cóc tống tiền xuất chúng này vậy. Chết tiệt. Nét mặt của người nhà những kẻ bị bắt cóc ai cũng lộ ra vẻ dữ tợn, lúc kéo đến thì hùng hùng hổ hổ nhưng lại phải ra về tay không, thậm chí còn bị mất hết mặt mũi, chắc chắn bọn họ sẽ còn bị người khác lôi ra làm trò cười rất lâu về sau. Không bỏ qua, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này. Nếu như cứ bỏ qua như vậy mà quay về thì bọn họ làm sao có thể đối mặt với tổ tông. Thoải mái. Đám người đến xem náo nhiệt thì không hề ngại chuyện lớn, trên đường trở về ai cũng vui tươi hớn hở, sau khi trở về bọn họ sẽ lại có thêm một câu chuyện hấp dẫn để kể cho nhau nghe lúc trà dư tửu hậu. Bên này Triệu Bân đã chui vào một sơn cốc. Khi đại trưởng lão Ma ra tìm thấy hắn thì hắn đang khoanh chân ngồi thiền định. Thật là nguy hiểm. Đại trưởng lão thở dài một tiếng sau đó đặt một tay lên lưng Triệu Bân để rót chân nguyên vào trong thân thể của hắn. Tiêu trừ sát khí đóng băng của lão tổ ám dạ, nhân tiện cũng giúp Triệu Bân làm ấm thân thể. Kiếm tiền không dễ. Triệu Bân cười nói, sát khí đã bị tiêu trừ, vết thương còn lại rất dễ dàng để xử lý, có vạn pháp trường sinh quyết hỗ trợ, vết thương do vết cắt không gian tạo ra vẫn có thể phục hồi như cũ, không có nội thương gì cho nên cũng không có vấn đề lớn. Ngươi nên an phận một chút thì tốt hơn. Đại trưởng lão thu tay lại rồi ném cho hắn một bầu rượu. Không cần lão ta nói thì thời gian tới Triệu Bân cũng sẽ an phận hơn, hắn đã động vào hoàng tộc rồi, không thể tiếp tục lộ diện được nữa, cho dù muốn bắt cóc tống tiền thì cũng phải đợi mọi chuyện lắng xuống mới được, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng, bọn họ chắc chắn chỉ đang núp ở trong tối đợi hắn ra ngoài. Đã tìm ra hang ổ của ma quật chưa? Triệu Bân hỏi. Bọn chúng giống như đã bốc hơi khỏi thế gian vậy,
đại trưởng lão bất lực lắc đầu. Triệu Bân nghe xong thì cảm thấy hết sức bực mình, hắn muốn giết Phương Dương còn hơn muốn bắt cóc Tống Tiền, để đối phó với bè lũ Vương Dương hắn đã chuẩn bị rất nhiều xe nỏ, chỉ chờ đến ngày san bằng hang ổ ma quật. Nói đến xe nỏ, Triệu Bân lại bắt đầu liên kết với tầm mắt của các phân thân. Hắn đang nhìn về thành Thiên Thu, một số lượng lớn xe nỏ đã được lắp ráp xong và sắp xếp gọn gàng, sẵn sàng để oanh tạc san bằng cả một ngọn núi. Đúng là nhiều người nhiều sức, phân công hợp tác tạo linh kiện rất năng suất, nếu như làm tốt thì đây chính là chỗ dựa sau này của bọn họ, cho dù mê tung trận bên trong núi bất tử bị phá, cho dù có người tìm ra được thành Thiên Thu thì bọn họ vẫn có năng lực phản kích, và xe nỏ chính là vũ khí mạnh mẽ nhất của bọn họ. Tất nhiên bọn họ vẫn phải tự thân tiến bộ, dù sao thì xe nỏ cũng chỉ là ngoại lực, tự thân tự cường mới là con đường chính đạo. Dưới ánh trăng sáng, hai người tách ra mỗi người đi một ngả. Đại trưởng lão đi tới tòa thành cổ gần nhất để thu mua tài nguyên tu luyện, sau đó mới trở về thành Thiên Thu. Triệu Bân thì vội vàng chạy tới đế đô, Ma gia cùng Triệu gia đã ổn định vị trí rồi, hắn vẫn còn có việc khác phải làm. Đệ tử bên ngoài, mau trở về tông môn. Không lâu sau thì Thiên Tông đã truyền ra mệnh lệnh. Đệ tử bên ngoài, mau trở về gia tộc. Không lâu sau thì các gia tộc khác cũng truyền ra mệnh lệnh. Không còn cách nào khác, tình hình ở Đại Hạ lúc này đang rất hỗn loạn, đám hậu bối trẻ tuổi tốt nhất không nên đi lang thang bên ngoài, mà đám tiền bối không có nội tình hùng hậu thì tốt nhất cũng nên ở nhà, lỡ như bị bắt cóc Tống Tiền thì không chỉ bị tổn thương thân thể mà còn phải tốn ra một khoản tiền không nhỏ. Đêm nay đế đô dường như còn náo nhiệt hơn bình thường. Triệu Bân vừa mới vào thành thì đã nghe thấy tiếng bàn tán vang lên khắp nơi, nhất là trong các quán trà quán rượu, chuyện mà bọn họ đang bàn tán tất nhiên là chuyện hôm nay hoàng tộc cùng Thiên Tông đã bày ra thiên la địa võng mà vẫn cũng chỉ có thể tặc lưỡi để hung thủ bắt cóc chạy thoát. Xung quanh chuyện này có đủ mọi loại suy đoán, nhưng nói chung ai cũng cho rằng chuyện này mà thành công thì nửa đời sau hung thủ cũng không cần phải lo lắng chuyện tài nguyên tu luyện. Đúng là chỉ có bắt cóc Tống Tiền thì mới có thể kiếm được nhiều tiền một cách nhanh chóng. Ta đã đợi ngươi rất lâu đó. Khi Triệu Bân đang đi thì bỗng nhiên Huyễn Mộng từ đâu nhảy ra, cô ta đã hóa trang thành một tiểu thư sinh khôi ngô tuấn tú. Cô ta cũng là đệ tử của Thiên Tông, cũng bị tông môn triệu hồi cho nên phải trở về, sở dĩ giờ này cô ta còn ở đế đô là để đợi Triệu Bân, cô ta biết rằng tối nay Triệu Bân sẽ đi lên tầng cao nhất của Thanh Lâu. Cô ở đây không ổn đâu, Triệu Bân ho khan nói. Để ta canh cửa cho ngươi, Huyễn Mộng cười nói, lý do mà cô ta đưa ra cũng rất thích hợp, để đề phòng có người vào thì cô ta sẽ canh cửa cho hắn. Triệu Bân cười, tăng nhanh tốc độ. Đêm nay công việc làm ăn ở Thanh Lâu đặc biệt tốt, chủ yếu là bởi vì các gia tộc đều có lệnh cấm người trong gia tộc không được phép rời khỏi thành, bọn họ không thể đi đâu cho nên cũng chỉ có thể đến nơi này tìm vui. Cách rất xa mà đã nghe thấy mùi hương son phấn, còn có thể nghe thấy tiếng của mấy cô gái đang đon đả gọi mời, đại gia, lâu quá không thấy ngài ghé chơi. Lối vào Thanh Lâu có thể nói là một nơi phong thủy hữu tình, lúc nào cũng có thể gặp được người quen ở đây. Lần này cũng không ngoại lệ. Người quen mà hắn gặp vẫn là cô nàng họ Sở kia. Điểm khác biệt so với lần gặp trước chính là lần này Sở Vô Xương bước ra từ Thanh Lâu, cô ta cũng đã cải trang thành đàn ông. Trên miệng có rìa mép giống như Huyễn Mộng, trên tay còn cầm theo một chiếc quạt gấp. Mặc dù đã cải trang rất kỹ nhưng trông dáng đi của cô ta vẫn rất kỳ lạ. Vừa bước ra khỏi Thanh Lâu là cô ta liền đụng mặt Triệu Bân và Huyễn Mộng, khóe miệng Triệu Bân giật giật, mà nét mặt của Huyễn Mộng lúc này cũng hết sức kinh ngạc. Sở Vô Xương bối rối mất một lúc, ngay cả chiếc quạt cũng không thể cầm chắc được nữa, gò má của cô ta đã ửng đỏ, chắc chắn là đang cảm thấy rất xấu hổ. Sư tỷ có nhã hứng quá. Triệu Bân nhìn Sở Vô Xương với nét mặt hết sức ẩn ý, cuối cùng cô cũng để cho ta bắt quả tang được một lần, con gái con đứa lại chạy tới đây làm gì? Cô chạy tới Thanh Lâu ăn cơm sao? Không phải chuyện của ngươi. Sở Vô Xương trừng mắt lườm hắn một cái rồi ngay lập tức rời đi như chạy trốn. Thoải mái. Triệu Bân phủi vai, nét mặt trông hết sức hãnh diện. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 30.